Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 57. Mạc Phàm tự mình phối thuốc, để lão phu nhân và cha mẹ hắn cùng với Tiểu Tuyết uống xong. Hắn xác nhận nguyền rủa trên người bọn họ không nghiêm trọng hơn, liền viết phương thuốc phối chế cho Tiểu Khương Nguyệt, dặn dò cô vài câu, lúc này hắn mới rời khỏi phòng, đi đến đại sảnh trang viên Mạc gia. Quỷ Mị Nhi ở đâu? Giọng nói của Mạc Phàm như lôi minh, hắn lạnh giọng quát. Giọng nói của hắn vừa vang lên, cả đại sảnh đều chấn động. Một bóng dáng nhoáng lên một cái, Quỷ Mị Nhi mặc trang phục thời đường quỳ gối trước người Mạc Phàm. Quỷ Mị Nhi làm việc tắc trách, xin chủ nhân trách phạt. Quỷ Mị Nhi vùi đầu vào ngực, đáng thương tội nghiệp nói. Quỷ Mị Nhi, tôi đưa nội đan của Quỷ Vương cho cô mượn quỷ tỷ, lại đưa cô huyết mạch Hồng Liên, để cô đạt được cửu u nhãn tứ luân trước, Mạc gia tôi đối xử với cô thế nào? Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng sắc bén, lạnh lùng nói. Cơ thể Quỷ Mị Nhi chấn động, trực tiếp quỳ rạp trên đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Chủ nhân ân trọng như núi đối với Quỷ Mị Nhi. Nhưng cô thì sao, có thể nói cho tôi biết vì sao chiếc hộp lại được đưa tới trang viên Mạc gia, còn được đưa tới tay bà ngoại tôi. Mạc Phàm lấy quan tài huyền ảo kia ra, nói. Nơi lão phu nhân ở là trung tâm của Mạc gia, thứ này tiến vào Giang Nam còn được. Nhưng có thể đến tay lão phu nhân, chẳng lẽ thiên hỏa linh mị đại trận dùng để trang trí? Người kia tự xưng là người Tưởng gia, vội tới đưa quà mừng thọ cho lão phu nhân, hơn nữa lão phu nhân và phu nhân đều đồng ý, lúc này Mị Nhi mới thả lỏng cảnh giác, để ông ta vào phòng lão phu nhân. Quỷ Mị Nhi giải thích. Mạc Phàm nhíu mày, lửa giận trong mắt tắt đi không ít. Nếu lão mẹ và bà ngoại đồng ý, quả thật Quỷ Mị Nhi không dám quá vô lễ. Đứng dậy đi, chuyện này không thể trách cô, nhưng lần sau có khách tới Mạc gia, mặc kệ là ai phải tra một lần, đây là mệnh lệnh của tôi. Mạc Phàm vẫy tay nói. Dạ, chủ nhân, Mị Nhi nhất định sẽ ghi nhớ. Quỷ Mị Nhi cúi đầu với Mạc Phàm, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt khôi phục như thường. Người tới Mạc gia là ai? Mạc Phàm hỏi. Tất nhiên hắn biết sinh nhật của bà ngoại, nhưng người tới Mạc gia sẽ không phải là người bình thường. Là người này. Chỗ mi tâm Quỷ Mị Nhi bắn ra một đạo quang, một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén tỏa ra. Là ông ta, vậy mà ông ta đã tỉnh. Chủ nhân biết người này sao? Quỷ Mị Nhi cẩn thận liếc nhìn Mạc Phàm một cái, hỏi. Mạc Phàm gật đầu. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác, đúng là Tưởng Vân Thiên thủ phạm kiếp trước hại xưởng dược Mạc gia hắn phá sản. Nhưng Tưởng Vân Thiên bị hắn thi triển A Tỵ chú ở Tưởng gia, linh hồn bị nhốt đánh vào trong địa ngục A Tỵ. Nếu ông ta không biết quay đầu, cả đời sẽ biến thành người sống thực vật, nhưng Tưởng Vân Thiên có thể tỉnh lại. Chỉ trong phút chốc lông mày hắn giãn ra. A Tỵ chú là pháp thuật hắn có thể sử dụng khi ở trúc cơ, phá giải cũng không khó, pháp sư cảnh giới tiên thiên có thể phá giải rất dễ, càng không nói tới cấp bậc như pháp thần Horus. Đương nhiên không nhất định phải giải trừ pháp thuật của hắn, có rất nhiều biện pháp có thể khiến ông ta tỉnh lại từ trạng thái ngủ, đi từ Nam Sơn tới Giang Nam. Mặc kệ là thế nào, người này đúng là dụng tâm lương khổ, vì tiến vào Mạc gia lại đến Tưởng gia Nam Sơn. Người này có ở trong phạm vi Giang Nam không? Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh hỏi. Ông ta tặng chiếc hộp này liền rời khỏi Giang Nam, còn không quay về Nam Sơn, mà lái một chiếc xe đi về phía Tây Nam. Quỷ Mị Nhi nói, Tây Nam, đi Ai Cập sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không phải, ông ta đi Vân Châu trước, Tần Thiếu điều tra hành trình của ông ta mua vé máy bay từ Vân Châu đến Ai Cập, hiện giờ hẳn là đang trên đường tới sân bay Vân Châu. Quỷ Mị Nhi giải thích, đi Ai Cập, nghĩ đơn giản quá nhỉ, ông ta không đi được đâu. Mạc Phàm lạnh lùng nói, ý niệm của hắn vừa động, thân thể biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện hắn đã tới phía Tây Nam Giang Nam, trên một con đường cao tốc. Quỷ Mị Nhi theo sát phía sau hắn. Chủ nhân, có thể tìm được ông ta không? Quỷ Mị Nhi hỏi. Người khác thì hơi phiền phức một chút, ông ta sao, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có tác dụng. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trên người Tưởng Vân Thiên có huyết mạch tương tự với hắn, hắn có ít nhất trăm biện pháp tìm được Tưởng Vân Thiên. Một tay hắn khẽ cứa qua tay còn lại. Một giọt máu tràn từ ngón tay hắn ra. Hắn tạo một pháp ấn bay đến giữa không trung,
thì biến thành một thứ gì đó như mặt gương. Đi! Tay hắn khẽ búng ra, giọt máu kia chui vào trong gương. Cảnh sắc trong gương nhanh chóng tua đi, giống như một chiếc xe đang lao nhanh. Chỉ trong phút chốc hình ảnh dừng lại cảnh một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron màu đen mở rộng mui. Trong xe Tưởng Vân Thiên đeo kính râm, ngồi bên cạnh ông ta là một mỹ nữ ăn mặc rất thiếu vải, Hương Diễm. Vẻ mặt Tưởng Vân Thiên đắc ý đang lái xe, mỹ nữ Hương Diễm kia nằm trên đùi Tưởng Vân Thiên, hơi thở hổn hển, đỏ ửng trên mặt còn chưa lui, trên người cô ta đầy mồ hôi, không biết trước đó hai người đã làm gì. Quỷ Mỹ Nhi thấy một màn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Cô về Mạc ra đi, tôi muốn đến Ai Cập xem thế nào. Mạc Phàm nói, mặc kệ là ai giải A tị chú trên người Tưởng Vân Thiên, hắn đều có thể tìm được người đó thông qua ông ta, sau đó tìm được nơi của 12 chủ thần. Dạ chủ nhân, Quỷ Mị Nhi hơi cúi người với Mạc Phàm, quay người biến mất tại chỗ. Mạc Phàm nhìn Tưởng Vân Thiên trong gương, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Lôi tới, chân hắn hơi dùng lực, quát. Răng rắc, kinh lôi đinh tai nhức óc vang lên giữa trời quang. Trên người Mạc Phàm được lôi điện vây quanh, phóng lên trời biến mất trong tầng mây. Trên bầu trời có một đạo điện quang như ẩn như hiện, mang theo âm thanh ù ù như máy bay nón bom bùng nổ trong không trung, phóng về phía tây nam hấp dẫn vô số người chú ý. Một phút sau, trên đường quốc lộ gần Vân Châu. Trên Bugatti Veyron, mỹ nữ kia rút một tờ khăn ướt ra lau mồ hôi trên người, sợi tóc hỗn độn ướt đẫm mồ hôi dính sát vào mặt cô ta. Càng khiến cô ta có thêm vài phần quyến rũ. Vân Thiên, chúng ta sắp tới Vân Châu rồi, đừng quên chuyện anh đồng ý với em đó. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta lên máy bay đến Ai Cập, anh đảm bảo sau này em sẽ như Cleopatra, không chỉ xinh đẹp lan xa, còn trường sinh bất tử. Tưởng Vân Thiên cười đắc ý nói, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Không phải Mạc gia như mặt trời ban trưa sao, lần này như rơi vào địa ngục. Toàn bộ chuyện này đều là công lao của ông ta. Chỉ cần đến được Ai Cập, ông ta có thể kế thừa thần cách của nguyền rủa chi thần, trở thành thần linh trong truyền thuyết, việc này chỉ nghĩ thôi, ông ta đã cảm thấy rất sảng khoái. Đợi anh biến em trở nên xinh đẹp rồi, em chuẩn bị cảm ơn anh thế nào đây? Tưởng Vân Thiên nhìn ngực mỹ nữ, cười dâm nói. Chỉ cần anh có thể khiến em trở nên xinh đẹp bất lão bất tử, em nguyện ý trở thành. Mỹ nữ còn chưa nói hết câu. Sắc mặt lập tức thay đổi. Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn xẹt qua, ngay sau đó một đạo lôi điện cỡ thùng nước từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng lên xe của Tưởng Vân Thiên. Rầm, một tiếng thật lớn, giống như uy long bay với tốc độ cao đụng phải trái bom, bay thẳng lên không trung lộn nhào mấy vòng. Trong xe, trên người Tưởng Vân Thiên và mỹ nữ diêm dúa loè loẹt kia chớp lóe hắc quang, bảo hộ hai bọn họ ở bên trong. Mỹ nữ diêm dúa loè loẹt kia ôm lấy Tưởng Vân Thiên bị tiếng sấm chấn đắc thất điên bát đảo, dẫm lên xe đang bay trong không trung, nhanh chóng rời xa tia chớp kia. Quần áo thiếu vải trên người cô ta cũng nhanh chóng thay đổi, biến thành trang phục thị nữ trên bích họa Ai Cập cổ đại, trong mắt cô ta lóe sáng ánh sáng lạnh, cảnh giác nhìn về phía lôi điện. Mạc Phàm. Lôi điện chớp lóe qua, một bóng người xuất hiện, đúng là Mạc Phàm. Hai người không đi đâu được, chỉ có thể chết ở Hoa Hạ. Mạc Phàm nhìn mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ, lạnh lùng nói. Mỹ nữ nhìn thấy Mạc Phàm, cơ thể cao gầy không tự chủ được lùi về sau mấy bước, trong đôi mắt không ngừng đảo vừa có cảnh giác lại có tò mò. Vậy mà Mạc tiên sinh có thể đuổi tới tận đây? Nếu cô tới Hoa Hạ tôi, vì sao tôi không đuổi được tới đây? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Xem ra mang theo ông ta là một sai lầm. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập suy nghĩ một lát. Nhìn thoáng qua Tưởng Vân Thiên trong tay cô ta, cười tự giễu nói. Mạc Phàm có thể tìm được tới đây, phần lớn là vì Tưởng Vân Thiên trong tay cô ta. Cô tới Hoa Hạ là sai lầm, mang theo ông ta đi, phải dùng huyết mạch tương đồng với tôi trong cơ thể ông ta để đối phó Mạc gia tôi, càng là sai lầm trong sai lầm. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chắc chắn mỹ nữ cổ trang Ai Cập này là sứ đồ của nguyền rủa chi thần, cô ta hoàn toàn có thể mặc kệ Tưởng Vân Thiên. Bởi vì Tưởng Vân Thiên dùng xong sẽ là phế vật, nhưng sứ đồ này vẫn mang Tưởng Vân Thiên đến Ai Cập, chỉ có thể là muốn dùng huyết mạch giống hắn trong cơ thể Tưởng Vân Thiên đối phó Mạc gia, hẳn là không còn giải thích khác. Nhưng nếu mưu mô nhiều hơn, cũng cần phải trả cái giá lớn hơn.
Nguyên rủa chi thần muốn dùng huyết mạch của Tưởng Vân Thiên đối phó hắn, thì sẽ bị hắn tìm được. Trong lúc hắn nói chuyện với mỹ nữ mặc cổ trang, Tưởng Vân Thiên đã tỉnh lại từ trong va chạm. Ông ta lắc đầu, vốn là nhìn thoáng qua Mạc Phàm, vẻ mặt lập tức ngẩn ra, trên mặt là trắng bệch. Ông ta chỉ muốn trốn tới Ai Cập, thì không phải e sợ Mạc Phàm, nhưng trước khi chưa rời khỏi Hoa Hạ, ông ta sợ nhất là Mạc Phàm, cháu ngoại danh chấn thế giới của ông ta. Tiểu Phàm. Ông ta nhìn thoáng qua mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nắm lấy ông ta và Bugatti Veyron bị đốt trên đất, đôi mắt chớp một lát, vẻ mặt mờ mịt. Cô là ai? Đây là tình huống gì thế? Hai người cùng phe sao? Một đạo tiếng sấm vang lên Mạc Phàm tới, ông ta còn bị một người phụ nữ hơi quen thuộc lại xa lạ nắm trong tay. Em mới phục vụ anh xong, sau khi hầu hạ xong thì anh quên tư vị sảng khoái đó rồi à? Mỹ nữ mặc cổ trang cười quyến rũ, lạnh lùng nói. Sao cô lại biến thành như vậy, còn nữa vì sao cô? Tưởng Vân Thiên nhìn Tiểu Toa với vẻ nghi ngờ, cảm thấy khó hiểu hỏi. Tiểu Toa chỉ là người phụ nữ ngốc bị ông ta lừa dối hầu hạ mới đúng, sao bây giờ lại biến thành dáng vẻ này, còn có thể xách ông ta đứng trong không trung? Mạc Phàm lắc đầu, hắn tưởng rằng Tưởng Vân Thiên biết rất nhiều, xem ra Tưởng Vân Thiên bị mê hoặc không nhẹ. Nhưng mà những chuyện này đều không quan trọng đối với hắn. Hắn chỉ cần biết Tưởng Vân Thiên có tự mình làm chuyện này hay không, còn 12 vị chủ thần đứng sau sứ đồ này ở đâu là đủ rồi. Người đàn ông hoa hạ ngu ngốc, ông cảm thấy vì sao ông có thể tỉnh lại từ trong địa ngục A Tỳ, còn đạt được mệnh lệnh của nguyền rủa chi thần, đưa chiếc hộp kia đến cho Mạc gia, rồi trả thù Mạc gia, ông vẫn luôn chấp hành mệnh lệnh của tôi. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập cười mỉa nói. Đây là cách chơi mà cô ta thích nhất cho đến bây giờ. Để đàn ông cho rằng cô ta chỉ là nô lệ, thực ra những người đàn ông này mới là đồ chơi của cô ta. Chỉ là quá đáng tiếc vì Mạc Phàm tới sớm, nếu không cô ta còn có thể chơi thêm lát nữa. Cái gì? Sắc mặt Tưởng Vân Thiên lập tức khó coi như gan heo phơi nắng mấy ngày. Chỉ trong phút chốc ông ta chớp mắt, đáng thương tội nghiệp nhìn Mạc Phàm. Tiểu Phàm, nhanh cứu cậu, cậu bị người phụ nữ này mê hoặc, mới tặng thứ đó cho bà ngoại cháu. Cháu mau giết cô ta, cứu cậu với, cậu là cậu cháu mà. Mạc Phàm đã đuổi theo, chắc chắn người phụ nữ này không phải đối thủ của Mạc Phàm, lúc này lại đứng về phía người phụ nữ đó, tuyệt đối là chịu chết. Chẳng bằng cầu xin Mạc Phàm, lần trước Mạc Phàm không giết ông ta hoàn toàn, hẳn là sẽ không giết ông ta lần hai. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, ánh mắt rét lạnh nhìn mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. Chủ nhân của cô ở đâu? Mạc tiên sinh đến đây. Xem ra pháp thần đại nhân đã chết dưới tay cậu, nhưng cậu muốn đối phó chủ nhân tôi, có khả năng không dễ như vậy. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập cười nói. Khi nói chuyện vẻ mặt không thay đổi, vẫn là giọng điệu không sợ Mạc Phàm, trái lại như nữ lang đói khát nhìn thấy người đàn ông ưu tú. Không có độ khó gì, hơn nữa đừng tưởng rằng trên người cô có nguyền rủa bất tử, thì có thể bất tử trước mặt tôi, nếu tôi muốn giết cô, nguyền rủa cũng không có tác dụng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập một cái, nói. Vị mỹ nữ này lạnh nhạt như vậy, chỉ vì dựa vào nguyền rủa bất tử mà thôi. Nguyền rủa này khiến cô ta chỉ như 27, 28 tuổi, thực ra cô ta phải hơn 1.000 tuổi rồi. Hơn nữa cho dù pháp thuật bình thường có thể giết cô ta, nhưng không lâu sau cơ thể cô ta sẽ trọng sinh ở nơi có hạt cát. Nghe như vậy giống không hay rồi, bất tử bất lão. Nhưng chỉ là nguyền rủa, bất tử bất lão cũng phải chịu hành hạ như ở địa ngục vô tận. Bình thường đều dùng để trừng phạt tội nhân, hình như người phụ nữ này rất say mê nguyền rủa này. Đối phó loại nguyền rủa này, hắn có rất nhiều phương pháp. Cho nên tôi cho cô hai lựa chọn, cô dẫn tôi đi tìm chủ nhân của cô và 11 người bạn khác của ông ta, hoặc là tôi giết cô, tìm chủ nhân của cô thông qua nguyền rủa bất tử trên người cô, sau đó lại giết 11 người bạn kia của ông ta. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, lạnh nhạt nói. Cậu không sợ tôi giết ông ta à? Lông mày mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nhíu chặt, tay nắm lấy Tưởng Vân Thiên hơi dùng lực. Nếu là những người khác, chắc chắn không tin mình có thể bị giết. Cô ta từng chết dưới pháp thuật của rất nhiều vu sư, không lâu sau lại sống lại. Nhưng Mạc Phàm thì khác, người đàn ông này khác với những người đàn ông mà cô ta từng gặp, quả thật cậu ta có thể giết được cô ta. Tiểu Phàm. Nhanh cứu cậu với, người phụ nữ này muốn giết cậu. Tưởng Vân Thiên cảm nhận được lực đạo trên cổ,
vội vàng cầu xin. Mạc Phàm không thèm liếc mắt nhìn Tưởng Vân Thiên một cái, giống như không thèm nhìn người khác có đập chết con muỗi hay không. Nếu cô triệu hồi ông ta từ trong địa ngục A Tỳ ra, cô cứ giết ông ta đi. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, nói với vẻ khinh thường. Những lời này vừa vang lên, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập và Tưởng Vân Thiên sửng sốt. Tiểu Phàm, cháu. Sắc mặt Tưởng Vân Thiên khó coi, nói. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập thì nhíu mày, vẻ mặt âm tình bất định. Ông ta là cậu của cậu, không phải người Hoa Hạ có tình nghĩa nhất sao? Cô có muốn ra tay không? Nếu không ra tay thì tôi tới. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, nói với vẻ hờ hững. Quả thật Tưởng Vân Thiên bị mê hoặc, nhưng ông ta còn có ý thức của mình, như vậy nói lên Tưởng Vân Thiên cũng muốn trả thù Mạc gia thông qua chiếc hộp kia. Nếu là như vậy, người này không cần thiết phải tồn tại, cho dù mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập không giết Tưởng Vân Thiên, hắn cũng giết chết ông ta. Nói xong một tay hắn vươn ra, Hồng Liên xuất hiện trong tay hắn, hắn bước chậm trong không trung đi về phía mỹ nữ mặc cổ trang và Tưởng Vân Thiên. Sắc mặt Tưởng Vân Thiên và mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đều khó coi. Chỉ trong phút chốc mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nhíu mày, mấy âm phù cổ của Ai Cập truyền từ miệng cô ta ra. Trên cánh tay cô ta, chỉ trong chớp mắt một sợi dây thường biến thành một đại xà có cánh, cuốn lấy Tưởng Vân Thiên bay về phía xa, tốc độ nhanh như tia chớp. Còn cô ta thì giơ ngón tay cho vào trong miệng, một âm thanh vang dội vang lên, gió xoáy xuất hiện dưới chân cô ta. Trong gió xoáy, một con chim ưng dài 5 thước dương cánh xuất hiện, chở cô ta về một hướng khác. Cùng lúc đó, chú ngữ cổ Ai Cập trầm thấp, chua xót truyền từ miệng cô ta ra. Một đám long huyền phong tiếp thiên liệt địa xuất hiện ở gần chỗ cô ta chạy như bay. Theo từng câu chú ngữ truyền ra, long toàn phong càng lúc càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, như phát ra tiếng sói giống di chuyển tới chỗ mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. Mạc tiên sinh, chúng ta gặp ở Ai Cập. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập cười đắc ý với Mạc Phàm, sử dụng chim ưng biến mất vào trong long toàn phong. Nếu không mang theo Tưởng Vân Thiên, cô ta hoàn toàn không cần đi máy bay. Thông qua pháp thuật là có thể nhanh chóng quay về Ai Cập. Xem ra cô ta không thể mang Tưởng Vân Thiên đi được, nhưng Mạc Phàm cũng đừng mơ bắt được cô ta. Răng rắc, lôi điện lóe lên xung quanh long toàn phong nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn về phía Tưởng Vân Thiên trốn đi, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Hỏa phần thể. Lôi diệt hồn. Rõ ràng chỉ là liếc mắt một cái, hai cự nhãn hình tròn với đường kính mấy chục mét xuất hiện phía trước phi xà. Hai con mắt một con mắt tràn ngập hỏa diễm, con mắt còn lại thì điện quang như sóng biển không ngừng nổ tung. Phi xà mang Tưởng Vân Thiên nhìn thấy con mắt này, quay đầu muốn bay về phía ngược lại. Một đạo lôi trụ và một đạo hỏa trụ trong cự nhãn đánh ra, lôi điện và hỏa diễm cùng bao phủ Tưởng Vân Thiên và phi xà kia. Tiếng hét thảm vang lên. Cơ thể và hồn phách của Tưởng Vân Thiên và phi xà đều hóa thành tro tàn, rơi vào trong không trung. Mạc Phàm xác nhận Tưởng Vân Thiên đã hồn phi phách tán, lúc này mới nhìn về phía mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. Chúng ta không cần gặp ở Ai Cập, ở trước mặt tôi, chủ nhân của cô cũng không thể thoát khỏi Hoa Hạ, một sứ đồ như cô càng không có khả năng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nâng một chân lên, khi hạ xuống đã tới trước long toàn phong. Trường kiếm khí trăm trượng trên Hồng Liên phun trào ra. Mở cho tôi. Hắn khẽ quát một câu, Hồng Liên ở trong tay xẹt qua một đường cong hoàn mỹ trong không trung, một kiếm chém long toàn phong. Răng rắc, âm thanh như cây đại thụ bị chém từ giữa vang lên, long toàn phong như long đang vẫy đuôi bị Hồng Liên phân ra làm đôi, trôi nổi một lát thì biến mất. Trong long toàn phong, con chim ưng kia hóa thành bột phấn dưới Hồng Liên, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập kêu lên đau đớn bay về phía sau. Trên gương mặt quyến rũ không còn chút đắc ý, thay vào đó là vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Gió vô hình vô tướng, chỉ cần long toàn phong này biến mất, cô ta có thể thông qua phong bạo đến nơi cách ngàn dặm, Mạc Phàm lợi hại đến mấy cũng không thể đuổi theo được. Cô ta bị Mạc Phàm chém một kiếm trong long toàn phong, thần thoại đương thời không hổ là thần thoại đương thời. Cơ thể cô ta mới bay không xa, dầm một tiếng biến thành vô số hạt cát, tiêu tán theo gió, tôi nói rồi. Ở trước mặt tôi cô chạy không thoát, tất cả những chuyện cô làm đều phí công cả thôi. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, cơ thể nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện hắn đã đến chỗ một vùng cắt hóa,
Hồng Liên trong tay cắm mạnh xuống đất. Tiếng kêu rên vang lên, máu loãng đỏ tươi phun từ trong hạt cát ra. Một đạo khe hở xuất hiện, nhanh chóng bơi về phía xa, mãi đến khi cách 10 thước mới dừng lại. Cát như suối phun bắn từ trong khe hở ra, dần dần ngưng tụ thành dáng vẻ một người, đúng là mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. So với vừa rồi, quần áo không nhiều lắm trên người mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập bị rách nhiều chỗ, dáng người và nơi riêng tư như ẩn như hiện trong quần áo tả tơi. Trên ngực và trên vai cô ta có vết thương, máu tươi không ngừng chảy từ trong ra. Quả nhiên Mạc tiên sinh hoa hạ không hổ là Mạc tiên sinh. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập liếm máu trên ngón tay, nói những lời thật lòng từ tận đáy lòng. Trước khi cô ta trở thành sứ đồ của nguyền rủa chi thần, đã nổi tiếng là người xinh đẹp, cho dù là võ giả nổi tiếng, hay tăng lữ, tế tự, phu thần, quân vương, chỉ cần là đàn ông đều bị cô ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, sau đó bị cô ta làm thương tích đầy mình. Sau khi cô ta thành sứ đồ, lại càng như cá gặp nước, chỉ có cô ta đùa giỡn đàn ông, những cao thủ nổi tiếng này không thể làm gì được cô ta. Nhưng ở dưới tay Mạc Phàm, cô ta như tiểu thú trong lồng, vùng vẫy thế nào đều không thể thoát khỏi tay người đàn ông này. Đã lâu rồi mới có cảm giác chinh phục, không hiểu sao lại khiến cô ta rung động. Cô định mang tôi đi gặp nguyền rủa chi thần sao? Mạc Phàm rút Hồng Liên cắm trên đất lên, lạnh lùng hỏi, không có một chút dao động vì được người phụ nữ này khen. Hắn là ai tự hắn biết, vốn dĩ không cần những người khác nói. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập giơ tay kéo mảnh vải trên người, cô ta vốn mặc rất ít, bây giờ chỉ còn lại đồ lót do bảo thạch tạo thành. Mạc tiên sinh muốn gặp chủ nhân của tôi như vậy sao? Thu hồi mị hoặc của cô lại đi, không có tác dụng với tôi đâu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Quả thật dáng vẻ người phụ nữ này không tệ, nhưng dùng cơ thể để mị hoặc hắn, nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn từng gặp vô số mỹ nữ, trong số mỹ nữ này còn có người xinh đẹp hơn cô ta nhiều. Thôi, để tôi tự tới. Mạc Phàm lắc đầu nói. Dưới chân hắn vừa động. Để lại một chuỗi bóng dáng ở phía sau, bay thẳng tới trước mặt mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập, một tay hắn duỗi về phía mi tâm mỹ nữ kia. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập không hoảng sợ, hai tay cô ta đặt trước ngực. Mạc tiên sinh, quả thật tôi muốn quyến rũ cậu, cậu là người đàn ông ưu tú nhất mà tôi gặp ngàn năm qua, nhưng đây không phải là muốn quyến rũ cậu, không phải cậu muốn gặp chủ nhân của tôi sao, tôi lập tức để cậu gặp ông ấy. Dưới chân cô ta vừa động. Cơ thể lùi đến trên bầu trời cách 10 thước. Hai tay cô ta dùng lực xé, âm thanh vải bị xé rách vang lên, hắc quang mãnh liệt tỏa từ ngực cô ta mà ra. Bầu trời vốn trong xanh, trong chớp mắt tối sầm lại, khí tức cường đại, vô cùng tà ác mênh mông mà ra. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ, hắn nhìn về phía mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. Trong ô quang, cơ thể mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nhanh chóng biến to như bơm đầy khí. Chỉ trong chớp mắt từ hơn 1m7 thành cao 5-6m. Tướng mạo và cơ thể của cô ta cũng nhanh chóng biến hung dữ. Đuôi bò cạp vĩ đại vươn ra sau lưng cô ta, ở phần cuối cái đuôi có độc châm màu đen chỉ nhìn thôi đã khiến người ta sởn gai ốc. Vảy rắn nhanh chóng xuất hiện trên cơ thể cô ta, chỉ trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ cơ thể cô ta. Tay chân cô ta cũng biến thành móng quỷ, trong tay xuất hiện một vũ khí như cái búa to. Đầu cô ta biến thành đầu cá sấu, răng nanh sắc bén xen kẽ nhau ở bên ngoài môi, đôi mắt huyết sắc chớp lóe sắc bén nhìn Mạc Phàm đang đứng trên đất, giọng nói trầm thấp và phẫn nộ truyền ra. Cậu là Mạc Phàm, tên gia hỏa giết pháp thần sao? Ông là nguyền rủa chi thần người hạ vạn xà huyết chú với Mạc gia tôi sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Tiểu tử, muốn nói chuyện với bản tôn đều phải quỳ xuống, gọi tôi là Aristot đại nhân, hiến tế, cầu nguyện với tôi. Lúc cơ thể tôi vẫn còn, mấy tiên nhân của hoa hạ cậu cũng làm vậy, xem ra Aristot tôi ngủ say nhiều năm như vậy, thế nhân thật sự quên sự tồn tại của tôi rồi. Nguyền rủa chi thần nhíu mày, nói với vẻ kiêu ngạo. Khi nói chuyện, búa trong tay ông ta đập xuống đất, đất đai vì chuyện này mà chấn động, vết rạn như mạng nhện lan ra bốn phương tám hướng, gió lan ra xung quanh ông ta. Không trả lời sao? Mạc Phàm lắc đầu làm như không nghe thấy lời nguyền rủa chi thần nói. Hắn cũng chẳng muốn nói chuyện với nguyền rủa chi thần, dưới chân di chuyển, cơ thể biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã tới bầu trời trên đầu nguyền rủa chi thần. Hồng Liên trong tay hắn không có kiếm kỹ xinh đẹp gì, chỉ một kiếm bình thường,
giống như sao băng rơi xuống người nguyền rủa chi thần. Vẻ mặt nguyền rủa chi thần thay đổi, trong mắt lóe lên hung quang. Ông ta được triệu hoán tới nơi này, đã khiến ông ta không hài lòng lắm rồi. Tiểu tử Hoa Hạ này chỉ nói một câu, liền chém một kiếm. Tiểu tử, không cho cậu xem sức mạnh của bản tôn, cậu còn tưởng rằng Ai Cập tôi không có người đối phó được cậu. Khi nói chuyện, búa trong tay ông ta sáng lên, quang hoa như nguyệt nha lóe lên trên búa, chiếc búa khổng lồ đánh về phía trường kiếm của Mạc Phàm. Nhưng mà, keng một tiếng thật lớn, tiếng kêu đau đớn truyền từ miệng nguyền rủa chi thần ra. Búa to gặp hồng liên trong tay Mạc Phàm, chỉ đỡ được chưa tới một giây, trực tiếp đè lên cơ thể to lớn của nguyền rủa chi thần. Rầm, âm thanh sơn băng địa hãm vang lên, cơ thể to lớn của nguyền rủa chi thần bị lún nửa vào trong đất. Nói cho tôi biết ông có phải là nguyền rủa chi thần, người hạ nguyền rủa với Mạc gia tôi hay không? Vẻ mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, lặp lại. Nguyền rủa chi thần nhíu chặt mày, nếu không phải trên mặt ông ta có vẻ rắn, lúc này đã thấy rõ đỏ ửng trên mặt ông ta. Đường đường là nguyền rủa chi thần, tuy chỉ là một nhánh phân thân ký gửi lên người người khác, nhưng bị một kiếm của Mạc Phàm chém lún vào trong nền đất. May mà Mạc Phàm dùng sống kiếm, nếu là lưỡi kiếm thì cơ thể ông ta đã bị chém ra làm đôi rồi. Nếu chuyện như vậy truyền ra ngoài, ông ta đường đường là nguyền rủa chi thần đừng nghĩ tới chuyện ngẩng đầu lên được. Tiểu tử, nếu bản tôn của tôi ở đây, nhất định sẽ khiến cậu đẹp mặt. Nguyền rủa chi thần tức giận quát. Đôi mắt Mạc Phàm trong veo mà lạnh lùng, lắc đầu. Hắn không biết người tới là gì, nhưng dựa vào cảm nhận của hắn, người này hẳn là một pháp sư. Một pháp sư ỷ vào cơ thể to lớn so sức mạnh với hắn, không thể không nói chỉ số thông minh của pháp sư này rất thấp, có khả năng là pháp sư có IQ thấp nhất mà hắn từng gặp. Không nói tới chuyện đây chỉ là phân thân của ông ta, cho dù là bản thể cũng không có tư cách này. Còn không chịu trả lời câu hỏi của tôi, vậy ông đi xuống tiếp đi. Mạc Phàm cầm hồng liên, lại chém một kiếm về phía nguyền rủa chi thần. Rầm, lại có tiếng động đất bùng nổ. Nguyền rủa chi thần lại bị đánh lún vào trong nền đất, chỉ còn lại cái đầu lộ ra ngoài. Ông có phải là nguyền rủa chi thần, người hạ nguyền rủa với Mạc gia tôi không? Mạc Phàm hỏi lại lần nữa. Nguyền rủa chi thần hoàn toàn phát điên, ô quang trên người đại phóng, mặt đất nổ tung bùm bùm. Vừa rồi mặt đất còn san bằng, trực tiếp biến thành hố sâu hơn 10 mét, rộng hơn 50 mét. Ông ta đường đường là nguyền rủa chi thần bị Mạc Phàm chém còn chưa tính. Lại còn chém phát thứ hai. Hơn nữa nguyên nhân ông ta bị chém hai lần, là không trả lời câu hỏi của Mạc Phàm. Tiểu tử, tôi là nguyền rủa chi thần, Aristot, tôi muốn cả nhà cậu đều chết dưới chú thuật của tôi muốn. Nguyền rủa chi thần múa may cái búa trong tay, hét lên một cách điên cuồng. Ông ta còn chưa nói xong, trên cổ căng thẳng, cơ thể cũng nhẹ hơn, giọng nói thì dừng lại, một đại thủ chân khí bóp chặt lấy cổ ông ta. Xách ông ta từ trong hố to ra như xách một con gà. Tôi chỉ cần biết ông là nguyền rủa chi thần được rồi, những chuyện khác ông không cần phải nói với tôi, nói cũng không có tác dụng, chỉ khiến ông càng thống khổ hơn thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiểu tử, cậu. Nguyền rủa chi thần nheo mắt lại, trong đôi mắt đỏ như máu giống như có hỏa diễm thiêu đốt. Chỉ trong phút chốc ông ta bình tĩnh lại. Ông ta chỉ mượn cơ thể của sứ đồ để hiện thân. Còn lâu mới là đối thủ của Mạc Phàm, cho dù là bản tôn cũng chưa chắc đối phó được cậu ta, không cần thiết phải tranh cãi với Mạc Phàm làm gì. Chỉ cần vạn xà huyết chú trên người cậu ta, hoặc trên người Mạc gia chưa biến mất, ông ta vẫn là người thắng. Được lắm, lần này bản tôn tỉnh lại đúng là không vô ích, vậy mà gặp được người Hoa Hạ có cá tính như vậy, cậu tới Ai Cập đi, tôi và những người bạn khác đang đợi cậu ở Ai Cập, nói cho cậu biết, nếu cậu không thể sống rời khỏi Ai Cập. Tôi không chỉ khiến Mạc gia cậu chọn đời sống trong nguyền rủa sống không bằng chết, cũng sẽ hàng lâm 12 loại tai nạn xuống Hoa Hạ cậu. Những chuyện này đều là do cậu bất kính với bản tôn, nên phải trả giá thật đắt, cậu phải nhớ kỹ là nguyền rủa cả Hoa Hạ đó, nguyền rủa chi thần trầm giọng nói. Ông ở nơi nào? Mạc Phàm không nói nhiều với nguyền rủa chi thần, lạnh nhạt hỏi. Nguyền rủa chi thần dám hạ chú với Mạc gia, không cần nguyền rủa chi thần nói nhiều như vậy. Hắn đều đến Ai Cập diệt nguyền rủa chi thần, cùng với 11 chủ thần khác trong truyền thuyết. Chỗ chúng tôi đang ở, tôi tớ của tôi sẽ dẫn cậu đi, nhưng mà đường tới Ai Cập không dễ gì như vậy, hy vọng cậu có thể còn sống tới trước mặt tôi rất mong gặp được cậu còn sống.
Nguyên Rủa Chi Thần lạnh lùng nói. Nói xong trên người ông ta chớp lóe ô quang, giống như khinh khí cầu bị rút hơi, cơ thể nhanh chóng nhỏ lại, biến thành dáng vẻ của mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập lần nữa, trôi nổi ở giữa không trung. Ở đâu? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm mỹ nữ này, hỏi. Chủ nhân của tôi ở đầu nguồn sông Nin, bên trong vô tận thâm uyên. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập cười quyến rũ nói. Vô tận thâm uyên sao? Mạc Phàm nheo mắt lại, nhìn về phía tây nam. Mạc tiên sinh, vô tận thâm uyên là nơi khởi nguyên của Ai Cập tôi, không phải người tộc tôi, đi vào sẽ bị rút từng tầng tu vi, mãi đến khi tu vi biến mất toàn bộ mới có thể đi đến tận cùng, không phải người của thần tộc đi vào thì không có một ai đi ra, cậu dám vào không? Giữa không trung, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập cười nói. Đầu nguồn sông Nin là một nơi bí ẩn, cho dù là vệ tinh cao cấp hiện giờ, đầu nguồn vẫn tồn tại tranh luận như cũ. Có người nói đầu nguồn sông Nin là hồ Victoria, cũng có người nói là hồ Tanganyika, nhưng những chuyện này đều chỉ là biểu hiện giả dối. Sông Nin là sông mẹ của Ai Cập, phần lớn các vùng trên địa cầu còn chưa ở trạng thái khai hóa, nơi này đã sản sinh ra nền văn minh vô cùng cao cấp, lúc ấy chỉ có Hoa Hạ và mấy nước khác trên địa cầu có loại văn minh này. Đầu nguồn con sông như vậy, không phải là hồ nước đến từ Thánh Sơn, cũng không phải đến từ Địa Trung Hải, mà đến từ một vực sâu sinh ra thần linh, vô tận thâm uyên. Ai Cập có 13 thần linh từ sớm, đều từ nơi này tới, do đó thành lập văn minh cường đại. Cho nên vô tận thâm uyên cũng được gọi là nơi của thần linh. Vô tận thâm uyên vì là nơi của thần linh, khắp nơi đều lưu lại cấm chế thần cổ, người ngoài khó mà tìm được, cho dù vận khí tốt đi vào vô tận thâm uyên được, cũng như ngược dòng mà lên, đều bị vô tận thâm uyên rút trôi từng tầng tu vi. Cô từ đó tới Hoa Hạ đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không sai. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập không giấu giếm, nói thẳng. Được rồi. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, một quang điểm biến mất vào trong mi tâm mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập hơi nhíu mày, vẻ mặt thay đổi theo. Cậu! Cô ta còn chưa nói hết câu, mấy chữ truyền từ miệng Mạc Phàm ra. Chỉ đường cho tôi. Bùm một tiếng. Cơ thể mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nổ tung, hóa thành vô số hạt cát. Những hạt cát này biến thành một đường thẳng, lan về nơi xa. Mạc Phàm, xem như cậu lợi hại, nữ vương Cleopatra cuối cùng của Ai Cập tôi nguyền rủa cậu, cậu sẽ chết vô cùng thảm ở trên đất Ai Cập. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập tức giận nói. Cô ta sẽ chỉ đường cho Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm lại biến cô ta thành đường chỉ dẫn, đây tuyệt đối là một loại sỉ nhục đối với cô ta. Chết ở Ai Cập sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười lạnh lùng. Chỉ mong chủ nhân của cô và những người bạn của ông ta có bản lĩnh này, nếu không tôi sẽ khiến Ai Cập biến thành một vùng tử địa. Không sai, là cả Ai Cập, tôi cho cô cơ hội thi pháp nói với chủ nhân của cô, có thể sử dụng thủ đoạn gì thì cứ sử dụng đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ý niệm của hắn vừa động, Hồng Liên xuất hiện dưới chân hắn. Đi! Mạc Phàm khẽ quát một câu. Cuồng phong nổi lên cuồn cuộn, Hồng Liên mang theo hắn phát ra âm thanh như máy bay ném bom, bay nhanh dọc theo đường chỉ dẫn bằng cát. Hồng Liên đến chỗ nào, bầu trời giống như bị xuyên thủng, vết kiếm thật lớn xuất hiện, mãi mới tán đi. Bên đường có không ít người nhíu mày nhìn về phía bầu trời. Người nào lớn mật như vậy, đã vậy còn ngự kiếm ngang trời một cách trắng trợn. Có người nhìn vết kiếm và âm thanh rất to trên bầu trời, bất mãn nói. Ngang trời rêu rao như vậy, đúng là bất kính với những người khác, bình thường có rất ít người làm như vậy, bởi vì làm vậy dễ đưa tới tai bay vạ gió. Còn có thể là ai được nữa, ngoại trừ vị kia ở Giang Nam ra thì còn ai dám làm như vậy? Một người khác nói, vị kia ở Giang Nam, không phải cậu ta mới diệt 8 người ở Hoa Sơn sao, người này lại tới Tây Nam làm gì thế? Người nọ tò mò hỏi, hẳn là có người chọc tới Mạc gia. Nếu không cậu ta đã không tức giận như vậy, đi ngang trời. Một người giải thích, vị kia giận dữ, không biết sẽ làm ra động tĩnh lớn tới cỡ nào, tạo thành bao nhiêu giết chóc. Chắc chắn động tĩnh không nhỏ, nhưng chưa chắc cậu ta giết được mấy người, nói không chừng chính là thần thoại biến mất. Một người khác nheo mắt, nói với vẻ nghiêm túc. Có ý gì? Vẻ mặt người nọ thay đổi, cảm thấy khó hiểu hỏi. Qua nơi này, hẳn là bên ngoài Hoa Hạ rồi. Một người khác hỏi, Mạc Phàm ở Hoa Hạ thì có Hoa Hạ bảo vệ,
cho dù thế lực ngoại quốc định sử dụng vũ khí tiên tiến, cũng bị Hoa Hạ chặn lại trước. Một số tập đoàn sát thủ và lính đánh thuê muốn giết Mạc Phàm lấy tiền thưởng, vẫn phải qua cửa ải quân đội của Hoa Hạ trước, lúc này mới khiến Mạc Phàm nhàn nhã ở Hoa Hạ, đại sát tứ phương, không có người dám động như vậy. Mạc Phàm rời khỏi Hoa Hạ, có thể xem như là vào đầm rồng hang hổ rồi. Chuyện này, một kiếm của Mạc Phàm rời khỏi Hoa Hạ, rất nhanh được rất nhiều vệ tinh tra xét, cả thế giới nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Mạc Phàm rời khỏi Hoa Hạ, nhanh báo cáo với cấp trên. Tia, ông địa phận của Ai Cập, bên cạnh sông Nin. Hơn 1.000 lính đánh thuê bố trí dựa theo khoảng cách riêng ở bờ sông Nin, giống như ác long đang ngủ đông, không biết đang đợi cái gì. Trong đám lính đánh thuê này, có 7 người nằm trong top 10 thế giới, ngoài ra lính đánh thuê nằm trên 100 đều trình diện hết. Tuy số người còn lại không nổi tiếng như đám người trước, nhưng cũng không phải hạng người tầm thường, còn đều có chuẩn bị. Mặc kệ là ai, toàn bộ đều trang bị vũ khí hạng nặng tiên tiến, một số người thì cầm pháp bảo và thứ đối phó tu sĩ, thậm chí còn có phi cơ quân dụng, xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa cũng được bọn họ mang tới. Đại trận này, nếu không biết còn tưởng là diễn thực chiến quy mô lớn, mùi khói thuốc súng tràn ngập trên không sông Nin. Lão đại, con mồi lần này là ai thế, vậy mà dẫn tới cục diện lớn như vậy? Trong một doanh trại dựng tạm, một tên mập ngực đầy lông, bụng như mang thai ăn thịt cừu 3/9, vừa ăn vừa hỏi. Anh ta vốn đang chấp hành một nhiệm vụ khác, thì nhận được lệnh điều tới đây, anh ta vội bỏ nhiệm vụ khác vội vàng chạy tới đây. Nhiệm vụ kia đã tới giai đoạn thu hoạch, chỉ cần đợi thêm 1-2 ngày nữa, là có thể giết người lấy tiền, nhiệm vụ hơn 1.000 vạn lại vứt đi. Ngoài ra anh ta còn tưởng là nhiệm vụ khẩn cấp gì cơ, ai biết anh ta vội vàng chạy tới, thì thấy không ít lính đánh thuê không biết cũng tới đây. Còn có không ít người đang tới đây nữa, người nào có thể tạo ra cảnh tượng lớn như vậy? Người nào thì tôi cũng không biết, nhưng chúng ta không cần phải biết, chúng ta chỉ cần biết nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành sẽ nhận được vạn triệu, cho dù không thể tự mình ra tay giết chết, phàm là lính đánh thuê bắn người kia, cũng có thể nhận được khen thưởng trên triệu, nếu thương tổn được mục tiêu, có thể lấy được 100 triệu, như vậy cũng đủ rồi. Đối diện tên mập này, một người đàn ông độc nhãn cười mỉa nói. Khi nói chuyện, trong con mắt còn lại của anh ta lóe lên tham lam. Chỉ cần gặp được mục tiêu, bắn súng là có tiền thưởng trên triệu, nhiệm vụ như vậy đâu thể bỏ qua. Nhớ đâu vận khí tốt, vậy thì sẽ được vạn triệu, đủ mua một quốc gia nhỏ rồi. Nhiệm vụ vạn triệu sao? Những lời này vừa vang lên, mấy người ở trong doanh trại đều sửng sốt, thịt cừu và rượu tới bên miệng đều dừng lại. Rất lâu sau mấy người kia mới lấy lại tinh thần. Trên mặt đều tràn đầy vẻ khó mà tin được. Theo bọn họ biết, nhiệm vụ tuyên bố trên huyết bảng còn chưa tới 1.000 triệu, bỗng nhiên bây giờ xuất hiện nhiệm vụ vạn triệu. Chuyện này đáng sợ rồi. Phải biết rằng vạn triệu không phải là số tiền nhỏ, một số quốc gia cộng lại cũng không có nhiều tiền như vậy. Cố chủ là ai, ra tay cũng quá hào phóng rồi. Đừng kích động, để tôi bổ sung thêm cho, vạn triệu này là vạn triệu euro. Người đàn ông độc nhãn kia cười nói. Cái gì, euro? Đám người này mới lấy lại tinh thần, lại sửng sốt. Vạn triệu euro, sao có chuyện này được? Tên mập kia nuốt nước bọt, khó có thể tin nói. Nhiệm vụ bọn họ chấp hành bình thường đều trả bằng đô la, nhưng bàn giá dựa theo tiền nước làm nhiệm vụ. Ví dụ như vạn triệu Ai Cập, tương đương với hơn 8.000 tỷ Hoa Hạ, nhiều tiền như vậy đã đủ khủng bố rồi. Ai biết tiền thưởng nhiệm vụ lần này lại là đồng euro, cao gấp 10 lần so với bọn họ đoán. Người đàn ông độc nhãn nhìn biểu cảm của mấy người tương tự với lúc anh ta nhận nhiệm vụ, khóe miệng hơi nhếch lên, cười tham lam. Chuyện này là thật, phải xem chúng ta có lấy được hay không. Nếu có thể khiến người ta ra giá vạn triệu, còn hấp dẫn lính đánh thuê và sát thủ đứng đầu như vậy, chắc chắn không phải người bình thường, vạn triệu này cũng không dễ lấy như vậy. Nhiều tiền như vậy. Cho dù Mạc tiên sinh Hoa Hạ tới đây cũng sẽ bị giữ lại. Tên mập hơi kích động nói. Vạn triệu euro, liều mạng một phen sau này anh ta không phải làm ăn dùng đao liếm máu nữa, còn có tiền Mạc anh ta tiêu xài mấy đời không hết. Không sai, cho dù Mạc tiên sinh tới đây, cũng phải để cậu ta nếm thử sự lợi hại của huyết nhận chúng ta, ít nhất 100 triệu kia cũng nằm trong tay chúng ta. Một người khác hưng phấn nói. Nơi này tụ tập rất nhiều cao thủ, huyết thiên sứ. Độc Long, Mộng Yểm,
Tàn Huyết và lính đánh thuê nổi tiếng đều ở đây, Huyết Nhận bọn họ chưa chắc đã giết chết lấy được Vạn Triệu. Lão đại, lần này không chỉ một cố chủ ra tay đúng không? Bên cạnh tên mập kia, một người đàn ông tóc dài dáng vẻ lưu manh hỏi. Một thế lực chắc chắn sẽ không ra nhiều tiền để đối phó người khác như vậy. Nhiều lính đánh thuê có mặt như vậy, tạo ra chiến tranh cũng đủ, càng không nói giết một người. Thông tin về cố chủ thì bí mật, dựa theo tin tức cố chủ cung cấp, người kia sẽ tới nhanh thôi, người này đang vội tới đây, đều đi chuẩn bị một phen đi. Người đàn ông độc nhãn ra lệnh. Một đám người mới ra khỏi doanh trại, không biết người nào kêu lên. Đến rồi. Trên bầu trời vì trạng vạng mà đầy dáng đỏ, bỗng nhiên có âm thanh nổ tung như máy bay ném bom vang lên, từ trên bầu trời đằng xa tới. Hai bờ sông Nin vốn đang náo nhiệt, trong chớp mắt bùng nổ. Phi cơ trực thăng vũ trang ở trong không trung vung đuôi, tự động vây thành hình quạt, bay về phía bóng người kia, vệ tinh trên phi cơ trực thăng nhanh chóng tập trung về phía nổ đùng đùng. Mọi người trên đất vốn sửng sốt, ngay sau đó được thay bằng hưng phấn. Rõ ràng nhìn thấy một bóng người, nhưng giống như nhìn thấy một núi vàng. Không ít người vội vàng cầm vũ khí, có một số người thì nhanh chóng chui vào trong xe tăng, hỏa tiễn và vũ khí quy mô lớn, tất cả vũ khí đều đợi bóng dáng tiến vào tầm bắn. Trên bầu trời Mạc Phàm nhìn lướt qua hơn 10 phi cơ trực thăng võ trang chắn trước mặt hắn, khẽ cau mày. Gần đây hắn không rời khỏi Hoa Hạ, cho nên không cảm nhận được quá mạnh. Hắn không ngờ còn nhiều người to gan lớn mật như vậy, hắn mới rời khỏi Hoa Hạ không lâu, thì gặp phải một đám người muốn chết chạy tới. Trên đường đi hắn gặp không biết bao nhiêu rồi. Nếu không vì những ruồi bọ này, hắn đã sớm tới Ai Cập rồi. Chỉ là hắn không ngờ nơi này còn tụ tập nhiều hơn. Cút cho tôi. Hắn khẽ quát một câu, kình phong cuồng liệt ngưng tụ thành sóng biển cao mấy chục mét đánh về phía những phi cơ trực thăng võ trang kia. Dẫm chết ruồi bọ hắn đều không nhăn mày một cái, nhưng hắn không có hứng thú dẫm một đám ruồi bọ, hiện giờ hắn chỉ muốn đến Vô Tận Thâm Uyên. Sóng gió đến trước hơn 10 phi cơ trực thăng võ trang, thổi bay hơn 10 chiếc phi cơ đó. Ý niệm của hắn vừa động, Hồng Liên chém xuyên qua những phi cơ trực thăng kia. Bùm bùm bùm, vài tiếng, từng đạo hỏa quang bay từ phía dưới phi cơ trực thăng võ trang ra, hỏa tiễn, đạn xe tăng cũng bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, dừng Hồng Liên không nhúc nhích. Bùm một tiếng thật lớn, bầu trời chấn động, ánh lửa nở rộ trong không trung. Ánh lửa tản đi, quần áo Mạc Phàm bay phấp phới, cầm kiếm đứng trong không trung, trong đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh, không chịu chút thương tổn nào. Người điều khiển trong máy bay trực thăng và trên mặt đất cầm ống nhòm, sắc mặt đều thay đổi. Vũ khí trên phi cơ trực thăng võ trang có phá hủy một chiếc xe tăng hạng nặng, mười mấy hỏa tiễn và đạn xe tăng bắn lên người Mạc Phàm, vậy mà không có chút tác dụng. Người này là ai thế? Cậu ta còn là người không? Còn không, nếu không còn thì đến lượt tôi rồi. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, hỏi. Trái lại Hạ Khinh thường dẫm chết đám ruồi bọ, nhưng hắn rất ghét đám ruồi bọ tới gây chuyện với hắn, vậy chỉ có thể chết. Không đợi người trong phi cơ trực thăng võ trang trả lời, bóng dáng hắn nhoáng lên một cái liền đến bên một chiếc phi cơ trực thăng. Hắn nắm lấy đuôi phi cơ trực thăng đó. Đơn giản giống như nắm một cây gậy gỗ, phi cơ trực thăng võ trang khổng lồ không có đường sống phản kháng. Kim hóa. Ý niệm của hắn vừa động, một vùng kim quang sáng lên trên tay hắn nắm phi cơ trực thăng võ trang. Thân thể hắn lại nhoáng lên một cái, chỉ trong chớp mắt đã tới bên cạnh một phi cơ trực thăng khác. Đi xuống cho tôi. Hắn nắm phi cơ trực thăng ném mạnh xuống dưới. Rầm, một tiếng thật mạnh, phi cơ trực thăng võ trang rơi xuống mặt đất dưới chân hắn. Bùm, một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, phi cơ trực thăng võ trang kia nổ tung trên đất. Thân thể hắn lắc lư mấy cái, phi cơ trực thăng võ trang không bị ném xuống đất, thì như hổ lốn trong tay hắn, rơi xuống ở chân trời phía xa. Chỉ trong thời gian chưa kịp hút xong điếu thuốc, hơn 10 phi cơ trực thăng võ trang trên bầu trời bị hủy sạch. Mạc Phàm ném phi cơ trực thăng võ trang đã biến dạng nghiêm trọng trong tay đi, muốn rời đi. Bằng, một tiếng cắt qua bầu trời. Một viên đạn to bằng ngón cái dài hơn một ngón tay lóe sáng kim quang bay về phía không trung. Viên đạn này vừa tới giữa không trung thì đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã tới sau gáy Mạc Phàm. Lúc viên đạn sắp bắn trúng gáy Mạc Phàm, thì viên đạn đột nhiên dừng lại như bị giam giữa không trung. Đôi mắt rét lạnh của Mạc Phàm hơi nheo lại,
nhìn một hàng dài lính đánh thuê ở trên đất, sắc bén lóe ra. Thương đấu thuật sao? Trong mắt hắn chớp lóe kim quang, viên đạn kia giống như màn hình thua ngược, trả về chỗ cũ, cuối cùng quay về trong súng của một tên bắn tỉa, thông qua súng tiến vào trong mắt tên súng bắn tỉa kia. Bằng một tiếng, đầu tên súng bắn tỉa kia nổ tung như dưa hấu. Mạc Phàm đứng giữa không trung chậm rãi hạ xuống đất, đôi mắt lạnh lùng nhìn lính đánh thuê ở đây, hơi lạnh tỏa ra. Không muốn chết thì cút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giọng nói của hắn không to, nhưng truyền vào tai mỗi người. Đi sao? Trong đám người, không ít người hơi nhếch miệng cười, cũng không nhúc nhích, không một ai có ý rời đi. Tên mập kia hơi nhếch miệng cười khinh thường, nếu cậu cho tôi 1 triệu euro, tôi sẽ suy xét, người Hoa Hạ. Tên mập huyết nhận đáng chết, anh cũng quá rẻ rồi, 1 triệu đã muốn đi, cho tôi 10 triệu còn tạm. Cách đó không xa, một người đàn ông khiêng súng laser ngậm xì gà nói. Huyết thiên sứ chúng tôi muốn 100 triệu. Tôi muốn 1 vạn triệu, chỉ cần cậu đồng ý cho, tôi lập tức rời đi. Một người đàn ông toàn thân tỏa ra hắc khí, gương mặt đều ẩn trong áo khoác trầm giọng nói. Những lời này vừa vang lên, không ít người nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng. Ma hồn, anh ta là ma hồn đứng đầu bảng sát thủ. Có người từng gặp ma hồn kinh ngạc nói. Chẳng trách dám nói vạn triệu, hóa ra là anh ta. Một người khác nói. Ma hồn là một truyền kỳ trong giới sát thủ, không ai biết anh ta là ai, thuộc thế lực nào, cũng không có ai biết anh ta có cấp bậc gì, toàn bộ mọi chuyện liên quan tới anh ta đều là bí mật, ngay cả tên anh ta cũng là những người khác đặt. Chỉ biết được duy nhất một chuyện, thực lực của anh ta cực mạnh trong giới sát thủ. Bởi vì không có nhiệm vụ nào mà ma hồn không làm được, cũng không có người khiêu chiến ma hồn mà có thể sống. Ma hồn đã xuất hiện rồi, khả năng bọn họ lấy được tiền thưởng càng cao hơn. Dù sao đối tượng bọn họ muốn giết đã chết, bọn họ tạo thành thương tổn với con mồi mới có thể đạt được tiền thưởng. Vạn triệu sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hỏi. Xem ra có không ít người muốn giết hắn, vậy mà ra giá tiền thưởng vạn triệu. Mấy người không đi đúng không? Trong mắt Mạc Phàm hiện lên sắc bén, hỏi. Tôi không muốn lặp lại những lời mình nói lần hai, trừ phi cậu lấy vạn triệu euro ra, nếu không cậu không có biện pháp đi qua đây. Ma hồn khàn giọng nói. Ma hồn mới mở miệng, tinh thần không ít người phấn chấn hơn. Biểu hiện vừa rồi của Mạc Phàm quá kinh thế hãi tục. Một mình hủy hơn 10 chiếc phi cơ trực thăng vũ trang như chơi đùa. Thực lực như vậy, cho dù bọn họ có thể diệt Mạc Phàm, tử vong cũng rất thảm, nói không chừng bọn họ nằm trong số những người chết. Nhưng có những lời này của ma hồn, khiến tin tưởng của bọn họ tăng cao. Các người đều muốn vạn triệu đúng không? Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh, lại hỏi. Tiểu tử, có phải lỗ tai cậu có vấn đề hay không? Chúng tôi đã nói rồi. Nếu không có vạn triệu thì hôm nay cậu phải chết, đúng rồi, là vạn triệu euro, cậu hỏi bao nhiêu lần đều là đáp án này, có phải không, các anh em? Tên mập kia cười đắc ý nói. Không sai. Vạn triệu, tê. Tiếng hò hét hưng phấn và tiếng huýt gió vang lên, không ít người còn giơ súng bắn lên trời hơn 10 phát, không ai rời đi, trái lại tinh quang ở trong mắt còn nhiều hơn. Được rồi, tôi có thể cho các người vạn triệu. Không thiếu một đồng. Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Hả? Không ít người nâng mí mắt lên, trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ. Vừa rồi Mạc Phàm hủy hơn 10 phi cơ trực thăng, xem ra là rất khó đối phó. Lúc này lại đồng ý dễ dàng như vậy, đơn giản hơn bọn họ nghĩ nhiều. Tiểu tử, cậu có nhiều tiền như vậy sao? Một người trong đó cười khinh thường nói. Vạn triệu euro. Phóng nhãn cả địa cầu cũng không có mấy người lấy được nhiều tiền như vậy, Mạc Phàm là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi mở miệng là nói cho bọn họ vạn triệu euro, có ma mới tin. Người này vừa nói xong, tiếng kêu phẫn nộ truyền từ trong xa tuyến mắt thường không dễ thấy trên bầu trời ra. Cậu ta là Mạc Phàm Hoa Hạ, cẩn thận một chút, một đám ngu ngốc. Giọng nói này thay đổi rất nhiều so với lúc mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập ở Hoa Hạ, giống như một người bị chà đạp vô số lần phát ra. Nếu không nghe cẩn thận thì khó mà xác định được đó là cùng một người. Mạc Phàm Hoa Hạ. Nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt không ít người ngẩn ra, khi nhìn về phía Mạc Phàm trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhất là đám người đàn ông độc nhãn và tên mập, bọn họ mới nói cho dù Mạc tiên sinh tới cũng phải ở lại,
những lời này chỉ là nói đùa mà thôi. Bởi vì bọn họ còn chưa biết kết quả đại chiến ở Hoa Sơn, nhưng biết đại chiến ở Hoa Sơn, Mạc Phàm xuất hiện ở đây có nghĩa là Mạc Phàm đã thắng. Có thể một địch tám, số lượng đối với hắn đã không có quá nhiều ý nghĩa, không ngờ Mạc Phàm tới đây thật. Chỉ trong phút chốc một số người lấy lại tinh thần. Chạy thôi. Có một số người do dự, quyết tâm trong lòng, trong mắt hiện lên hung quang. Mạc Phàm thì thế nào, vì vạn triệu euro này phải giết được cậu ta, lên cho tôi. Người đàn ông độc nhãn kia ra lệnh. Khi nói chuyện chiến kiếm trong tay anh ta cắm xuống đất, một ma pháp trận màu vàng xuất hiện xung quanh bọn họ, vẻ mặt tất cả những người ở trong ma pháp trận thay đổi, khí tức tỏa ra một cách điên cuồng. Một số người vội vàng cầm vũ khí trong tay, đạn, chùm tia sáng năng lượng, độc dịch, hỏa diễm, hàng băng và mấy thứ khác cùng bắn về phía Mạc Phàm. Có những người này dẫn đầu, những người khác nhíu mày do dự một lát, cũng công kích Mạc Phàm. Sát thủ và lính đánh thuê đều là cùng một loại người, dựa vào giết người để ăn cơm. Lớn mật no chết, gan nhỏ chết đói. Bởi vì đối phương có danh tiếng mà từ bỏ nhiệm vụ vạn triệu, đây không phải là phong cách làm việc của lính đánh thuê bọn họ. Trong lúc này vô số công kích xẹt qua bầu trời, như mưa rơi bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thoáng qua công kích đầy trời, làm như không nhìn thấy mấy công kích này, hắn không thèm quan tâm đi về phía đám người. Công kích đầy trời cách xung quanh hắn 100 mét thì dừng lại, giống như chúng định thân thuật. Những công kích này bị định trụ, sau đó sóng công kích tiếp theo lại tới. Chỉ trong phút chốc, xung quanh Mạc Phàm có chi chít công kích che kín. Sao có thể như vậy, làm sao có thể? Có người thấy công kích của bọn họ bị định trụ, khiếp sợ kêu lên. Đạn bị định trụ còn chưa tính, những thứ vô hình như chùm tia sáng, hỏa diễm cũng bị định trụ, còn với số lượng nhiều như thế. Phải biết rằng khống chế càng nhiều, cần lực tinh thần càng mạnh, Mạc Phàm định trụ nhiều công kích như vậy, thực lực đáng sợ tới cỡ nào. Có người bắt đầu không tự chủ được lùi về sau, những người còn lại thì quyết tâm không ngừng công kích tiếp. Liều mạng cho tôi không tin cậu ta có thể định trụ mọi thứ. Có người kêu lên, giọng nói này vừa vang lên, họng pháo xe tăng và hỏa tiễn đều nhắm về phía Mạc Phàm. Bùm bùm bùm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Đạn pháo tóe lửa, hỏa tiễn thì bắn ra một đạo quang bay về phía Mạc Phàm. Mấy thứ này đến xung quanh Mạc Phàm, đều dừng lại giống như đạn, chẳng qua cách Mạc Phàm gần hơn chút. Mạc Phàm vẫn không để ý những người này, hắn tiếp tục đi về phía đám lính đánh thuê, lúc này hắn mới dừng lại, sắc bén xuất hiện trong đôi mắt hắn nhìn về phía mọi người ở đây. Muốn trả thù lao đúng không, tôi cho các người, không thiếu một đồng nào, chẳng qua không phải là euro, mà là những thứ này. Một tay hắn vươn ra, chỉ một tay, xung quanh cơ thể hắn vốn chi chít đạn pháp, năng lượng từ 1 sinh 2, 2 sinh 4. Biến thành vô số. Bất chợt trong mắt hắn lóe sáng, mặt trái được hỏa diễm bao trùm, mắt phải thì che kín lôi điện. Cùng lúc đó, vừa rồi bầu trời vẫn còn đầy ánh nắng chiều, không biết một nửa che kín hỏa cầu như mặt trời nhỏ to bằng ngón cái từ lúc nào. Những hỏa cầu này không chỉ có số lượng nhiều, còn bao trọn một vùng thành một tầng màu đỏ. Còn tỏa ra nhiệt độ kinh người, khiến nhiệt độ hai bên sông Nin nhanh chóng tăng cao. Chuyện này còn chưa xong, mỗi khi hắn bước đi dấu chân sẽ sáng lên, trận pháp như gợn sóng lan ra xung quanh. Mỗi một trận pháp sáng lên, hạt cát bên trong trận pháp sẽ bay lên, hóa thành một mũi tên nhọn giống như do Thạch Anh tạo ra. Đoạn bờ sông này vốn là một vùng sa mạc, toàn bộ hạt cát biến thành mũi tên nhọn, lúc này có bao nhiêu mũi tên nhọn có thể nghĩ được. Ở đây có không ít người ngây người. Sao cậu ta có thể làm được như vậy? Có người mắt mở to, như bệnh tâm thần kêu lên. Vũ khí và năng lượng do pháp khí bắn ra của anh ta còn có thể phục chế, nhưng những viên đạn pháp đều là thực thể, sao có thể phục chế, còn lập tức phục chế được nhiều như vậy, giống như không cần tiền. Nếu mấy thứ này có thể phục chế ra dễ dàng như vậy thật, vậy đúng là khủng bố. Người này là người sao? Một người khác nhìn hỏa diễm như mặt trời trên bầu trời, nuốt nước bọt nói. Có rất nhiều người có thể khống chế được hỏa diễm, không hiếm lạ gì trong tổ chức lính đánh thuê và sát thủ, không có gì kỳ lạ. Nhưng mặt trời đầy trên bầu trời, đây là chuyện người có thể làm được sao? Đây mới chỉ là một phần trong đó, bước từng bước tạo ra trận pháp, ngưng tụ vùng lớn hạt cát thành nhiều mũi tên như vậy. Có lẽ cậu ta là thần.
có người không ngừng run rẩy, nơm nớp lo sợ nói. Thần, cũng không đáng sợ như cậu ta đâu. Một người khác há to miệng, kêu lên. Bọn họ có thể tới đây ngắm bắn Mạc Phàm, phần lớn là người có danh tiếng, từng hoàn thành một số nhiệm vụ siêu phàm, từng gặp người được gọi là thần linh cũng không kỳ lạ. Những người này được xưng là thần linh, phần lớn là có linh thể hay thực lực, nhưng tuyệt đối không khủng bố như Mạc Phàm. Mạc Phàm cho bọn họ cảm giác, thế giới này là của Mạc Phàm, chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, cậu ta muốn làm thế nào đều được cả. Có lẽ đây là sự thực. Bọn họ chỉ như con kiến, hạt cát trong thế giới này mà thôi. Người như vậy còn đáng sợ hơn cả thần. Trong mắt những người này, trên gương mặt lạnh lùng của Mạc Phàm không có chút biểu cảm. Không biết mấy thứ này có đủ vạn triệu hay không, nếu không đủ, vậy thì thêm mấy thứ này nữa, có lẽ lần này đủ rồi. Tay còn lại của Mạc Phàm nâng lên. Trong sông Nin bên cạnh, nước sông dâng lên cao. Nước dâng lên cao hơn mặt đất tầm chục mét, giống như một mặt tường dựng trên sông Nin. Tường nước rằng qua một lát thì rơi xuống, nhưng sợi thủy lôi xà nhỏ bằng ngón cái xuất hiện trong không trung, phát ra âm thanh phì phì, chỉ nhìn thôi đã khiến da đầu người ta run lên. Những lính đánh thuê và sát thủ vốn bị Mạc Phàm làm sợ ngây người, bây giờ nhìn thấy những thứ này lại càng tuyệt vọng. Trong lúc nhấc tay lên, sông Nin ngàn mét được nâng lên, nước được ngưng tụ thành vô số thủy lôi xà. Chuyện này, đây là vạn triệu mà Mạc Phàm nói sao? Bị phục chế công kích, hỏa mặt trời đầy trời, cát hóa mũi tên nhọn, sông Nin hóa thành thủy lôi xà, cuối cùng bọn họ cũng hiểu vạn triệu Mạc Phàm nói cho bọn họ là gì rồi. Chạy mau! Có người không do dự ném vũ khí, pháp khí đi, liều mạng chạy ra xa khỏi vùng bị thiên hỏa bao trùm. Công kích như trời tru đất diệt như vậy, đừng nói là bọn họ, thần cũng bị tiêu diệt. Chạy, lúc này chạy thì muộn rồi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người này, lạnh lùng nói. Hắn đã hỏi những người này 3 lần, những người này vẫn không chịu đi, không phải là hắn không cho bọn họ cơ hội. Nếu những người này muốn chết, phải trả giá thật nhiều vì mạo phạm y tiên bất tử hắn. Lúc này còn muốn chạy, phải cầm vạn triệu của hắn mới có thể đi. Đi. Hắn khẽ quát một câu, công kích được hắn phục chế lao nhanh về phía lính đánh thuê và sát thủ. Ngay sau đó giống như một vùng chiến trường tận thế, âm thanh lửa đạn nổ mạnh, âm thanh đạn và năng lượng xuyên qua không khí đan vào nhau. Xe thiết giáp da dày thịt béo bị bắn thành cái sàng, xe tăng không phải thành tổ ong, thì bị năng lượng hòa tan. Bên trong những vũ khí hạng nặng, đạn pháo còn chưa kịp nổ mạnh nổ tung theo, âm thanh ù ù vang trời. Một đợt công kích hạ xuống, chưa tới 10 giây những lính đánh thuê và sát thủ thực lực kém đã ngã xuống dưới công kích dày đặc, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, hơn nửa lính đánh thuê và sát thủ tử vong. Thực lực mạnh hơn thì dùng khiên năng lượng hoặc chân khí bao phủ, miễn cưỡng chịu đựng công kích. Nhưng mà, những người này thấy đạn pháo và năng lượng công kích tới. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không ít người lựa chọn từ bỏ chống đỡ, một đạn pháo rơi xuống, cả người bị nổ thành thịt nát. Hơn 1.000 quân đoàn lính đánh thuê và sát thủ, chỉ trong 1 phút đã bị tiêu diệt 90%. Chỉ còn lại một số người không chật vật lắm. Một khắc trước sông Nin và bên cạnh sông Nin còn là một vùng trời chiều tuyệt đẹp, nay đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, khắp nơi không phải người đã chết thì là người sắp chết. Trong lửa đạn, Mạc Phàm nhìn lướt qua ma hồn, ý niệm của hắn vừa động, thiên hỏa, mũi tên nhọn và thủy lôi xà nổ tung xung quanh như cuồng vũ, ma hồn mạnh tới mấy cũng không chịu được, bị hủy diệt hoàn toàn. 3 loại lực lượng cuồng bạo rơi xuống nửa tiếng mới biến mất toàn bộ. Thủy lôi xà biến mất, bên cạnh sông Nin vốn dày đặc lính đánh thuê và sát thủ, ngoại trừ một số vũ khí đại hình, vũ khí, phòng ngự còn chút bóng dáng ra, toàn bộ những thứ khác đã hóa thành tro tàn. Khắp bờ sông biến thành một vùng màu đen, giống như mới trải qua tai họa là lửa lớn. Ngoại trừ Mạc Phàm và những người rời đi lúc trước ra, không còn một vật sống, ngay cả con kiến cũng không có. Ở nơi xa, những binh sĩ rời đi trước ngây ngẩn cả người. Trên bầu trời, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập bị Mạc Phàm hóa thành sa tuyến cũng kinh ngạc tới mức ngây người. Hơn 1.000 tổ chức lính đánh thuê và sát thủ, mấy vạn người. Trong đó có không ít cao thủ nổi tiếng trên thế giới. Nhiều người như vậy còn trang bị không ít vũ khí tiên tiến, chỉ cần không dùng vũ khí tiên tiến, đánh một lát đảm bảo thành công 80-90%. Nhưng ở dưới tay Mạc Phàm thì như cắt cỏ, căn bản không tốn sức. Cũng có thể nói như vậy,
nếu Mạc Phàm tham gia chiến tranh, một mình hắn có thể diệt hơn chục vạn người. Trên bầu trời, những người quan sát tình hình chiến đấu ở nơi này thông qua vệ tinh cũng bị trấn trụ hoàn toàn. Tiểu tử này, cậu ta còn là người sao? Trước một màn hình lớn, lão giả tóc hoa râm mặc tây trang khó có thể tin nói. Nói xong cả người ngã về phía sau, hôn mê bất tỉnh. Đại nhân, còn hơn 10 nhóm lính đánh thuê và mấy nhóm bộ đội chuyên nghiệp đang trên đường tới, cần bọn họ tiếp tục không ạ? Trước màn hình lớn khác, một người đàn ông là quản gia mặc bộ đồ tuxedo nhíu mày hỏi. Bọn họ tới còn tác dụng à? Trong mắt người đàn ông tóc hoa râm, vẻ mặt uy nghiêm ở bên cạnh lóe sáng không cam lòng, bất mãn hỏi ngược lại. Hơn 1.000 tổ chức lính đánh thuê và sát thủ đứng đầu như vậy, đều bị Mạc Phàm tàn sát đơn giản như cắt cỏ, tới nữa cũng không có tác dụng gì, chỉ để Mạc Phàm giết thêm mà thôi. Cứ từ bỏ như vậy sao? Quản gia đứng bên cạnh nhíu mày hỏi. Bọn họ tốn nhiều tài nguyên như vậy, thuê không ít người chặn giết Mạc Phàm, không chỉ không giết được Mạc Phàm, hoặc tạo thành một chút phiền phức cho cậu ta. Trái lại những người này còn bị Mạc Phàm diệt sạch chỉ trong phút chốc. Nếu chuyện này truyền ra, chỉ sợ thanh danh của Mạc Phàm lại càng lên cao. Gia tộc Wiki bọn họ, có thể xem như trộm gà không được lại mất nắm thóc. Cứ như vậy sao, không đơn giản như vậy, nếu tiểu tử này ra khỏi Hoa Hạ, vậy đừng nghĩ tới chuyện quay về. Người đàn ông tóc hoa râm kia hừ lạnh một tiếng nói. Vậy bước tiếp theo của chúng ta là... Không phải tiểu tử kia tới Vô Tận Thâm Uyên sao? Người đàn ông tóc hoa râm nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm ở trước màn hình to, hỏi. Dựa theo tin tức chúng ta đạt được, gần đây Nguyền Rủa Chi Thần thức tỉnh liền bận rộn. Đại chiến với Mạc Phàm ở Hoa Sơn, hạ Nguyền Rủa với Mạc gia, Mạc Phàm vì chuyện này mà tới, mục tiêu đúng là Vô Tận Thâm Uyên. Vô Tận Thâm Uyên là bí mật đối với những người khác, nhưng không là gì đối với bọn họ. Tôi lập tức đi gặp những lão gia hỏa này, ít nhất những lão gia hỏa này sẽ cho tôi một mật mã, nếu tiểu tử này không thể ra khỏi Vô Tận Thâm Uyên, thì không cần những mật mã này, nếu đi ra được, cậu ta cũng phải vào lại trong Vô Tận Thâm Uyên cho tôi. Người đàn ông tóc hoa râm lạnh lùng nói. Vô Tận Thâm Uyên cũng không phải dễ xông vào như vậy, nhưng cho dù thế nào, Mạc Phàm cũng không thể sống quay về Hoa Hạ. Đại nhân, người nói tới mật mã kia sao? Quản gia khẽ nâng mí mắt. Hơi bất ngờ nói. Hiện giờ chỉ có vũ khí tiên tiến mới đối phó được tiểu tử này mà thôi, nhưng chuyện này còn chưa xong đâu, tự ông chậm rãi xem đi. Người đàn ông tóc hoa râm nhìn thoáng qua 12 tòa kim tự tháp ở gần sông Nin, ông ta cười lạnh lùng, xoay người rời đi. Còn chưa xong sao? Trong mắt quản gia kia hiện lên vẻ nghi ngờ, cảm thấy khó hiểu nhìn về phía màn hình to. B. Bên cạnh sông Nin. Mạc Phàm vừa ra tay liền diệt những lính đánh thuê và sát thủ, mới nhấc chân đi tới Vô Tận Thâm Uyên theo xa tuyến trên bầu trời. Nhưng mà chân hắn còn chưa hạ xuống thì lông mày nhíu lại, khẽ nâng mí mắt nhìn 12 tòa kim tự tháp cách đó không xa. Không biết những kim tự tháp này sáng lên từ lúc nào, văn tự hình chêm chi chít giống như ma pháp trận đang không ngừng lóe lên trên kim tự tháp. Theo những văn tự hình chêm một sáng một tối, một đám hư ảnh hình người xuất hiện bên bờ sông Nin. Càng ngày càng nhiều. Những hư ảnh này không phải lính đánh thuê mặc trang phục ngụy trang, thì là sát thủ mặc trang phục dạ hành, đúng là lính đánh thuê và sát thủ mới bị Mạc Phàm giết. Nhưng hình thể của những hư ảnh này có chút khác với lúc trước. Phần lớn mọi người vẫn là hình thể lúc trước, nhưng có một số thì cao hơn trước rất nhiều. Nhất là tên sát thủ ma hồn kia, cao khoảng chừng 3 mét, nhìn giống như một người khổng lồ. Những hư ảnh này giống như được triệu hoán. Nhấc lên từng đợt âm phong, biểu cảm đờ đẫn đi về phía kim tự tháp. Trong chớp mắt bầu không khí ở đây vô cùng áp lực, quỷ dị, âm trầm, tà dị. Những người trước đó rời đi nhìn thấy những hư ảnh quen thuộc này thì vẻ mặt ngẩn ra, sau đó mồ hôi lạnh ứa ra ở sau lưng, không tự chủ được lùi về sau. Chuyện này, quỷ, có quỷ. Trong đó có người há to miệng, không nhịn được kêu lên. Kêu xong, không ít người chạy về phía xa. Bọn họ giết chóc mà sống, không phải chưa từng gặp quỷ. Nhưng người bên cạnh mình mới bị giết chết, bỗng nhiên biến thành quỷ xuất hiện, số lượng còn nhiều như vậy, có khoảng mấy vạn người, chỉ cần là người đều sợ hãi. Những quỷ hồn này vừa đến bên cạnh kim tự tháp, thì biến mất vào bên trong kim tự tháp. Theo những quỷ hồn này tiến vào kim tự tháp giống như máy móc khổng lồ đang vận chuyển,
âm phong rét thấu xương cuốn lấy những quỷ hồn này vào trong kim tự tháp. Không lâu sau, trên vạn quỷ hồn đều vào trong 12 kim tự tháp hết. Hào quang trên kim tự tháp cũng sáng tới cực hạn, từng tòa bay lên. Những kim tự tháp này mới bay lên không trung, văn tự hình chêm trên kim tự tháp như trường xà bay từ trong kim tự tháp ra. Chỉ trong phút chốc, trên bầu trời che kín văn tự màu vàng. Những văn tự hình chêm màu vàng này cùng sáng lên, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hào quang chớp lóe lướt qua, một đám bóng dáng xuất hiện trong không trung. Những người này vẫn có gương mặt và hình thể của lính đánh thuê và sát thủ, nhưng trên người mặc phục sức chiến sĩ Ai Cập cổ. Không chỉ như vậy, từng chiếc chiến xa, khinh khí cầu cổ đại trên bích họa cũng xuất hiện, trên đó có đứng một số binh lính, bọn họ điều khiển chiến xa, khinh khí cầu, khống chế vũ khí cổ xưa. Cho dù là binh lính hay vũ khí cổ xưa, bên ngoài đều đốt hỏa diễm màu xám, khí tức kỳ lạ khiến người ta có cảm giác không thoải mái. Nhìn những quỷ chiến sĩ Ai Cập này, vẻ mặt không ít người ngẩn ra, trong chớp mắt sắc mặt khó coi tới cực hạn. Nếu không phải bọn họ rời đi trước, bọn họ cũng sẽ như những người này, lúc còn sống bị tiền tài hấp dẫn, đã chết cũng bị nguyền rủa trở thành quỷ binh của kim tự tháp. Có thể đổi cách nói, có khả năng cố chủ của bọn họ cũng không có ý nghĩ để bọn họ giết Mạc Phàm. Những cố chủ này cần một số người hiến linh hồn của mình biến thành quỷ binh, đây mới là mục đích chân chính của bọn họ. Bởi vì tuy những quỷ binh này do hồn phách biến thành, nhưng cho dù là ma hồn hay người bình thường khác, đều mạnh hơn bọn họ trang bị vũ khí hiện đại gấp bội lần. Hơn nữa những quỷ hồn này đã chết một lần, cho dù Mạc Phàm mạnh tới mấy cũng không thể giết người đã chết. Giết một số vật hy sinh, đổi lấy sức chiến đấu càng cường đại hơn, còn không cần phải trả thù lao, rất nhiều người đều lựa chọn phương pháp này. Ý niệm này vừa xuất hiện, lưng một số lính đánh thuê và sát thủ phát lạnh. Ong ong, tiếng kèn trầm thấp vang lên trong kim tự tháp, tất cả đôi mắt trên gương mặt đờ đẫn nhìn về phía Mạc Phàm, hung quang lóe lên. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua vạn vong hồn chiến sĩ trên bầu trời, lắc đầu. Những người này dùng người sống đánh không lại, thì đổi thành người chết có tác dụng sao? Hơn nữa hắn không biết tính toán của những người này sao? Aristot, những người này là do ông chuẩn bị sao, ông khiến tôi quá thất vọng rồi. Mạc Phàm hỏi trong không trung, nơi này không phải là vô tận thâm uyên, nhưng hắn cảm nhận được khí tức tương đồng với Aristot nguyền rủa chi thần ở xung quanh, ít nhất có một phân thân của người này ở xung quanh. Mạc Phàm vừa nói xong, không ít người vội vàng nhìn về phía 12 tòa kim tự tháp trên bầu trời. Trước kim tự tháp, một đám hư ảnh như chậm rãi từ đáy nước lên tới mặt nước, một đám hư ảnh xuất hiện trước kim tự tháp. Những hư ảnh này cao thấp như kim tự tháp phía sau bọn họ. Tướng mạo mỗi người đều rất dị, nửa người nửa thú do rất nhiều loại dã thú tổ hợp mà thành, toàn thân đều ẩn trong mặt nạ hoàng kim và khôi giáp, không có một ai là nhân loại hoàn chỉnh. Nhưng trên người mỗi người lộ ra khí tức khiến người ta không thể xem nhẹ, thậm chí còn có người có kích động muốn quỳ xuống. Chủ nhân, cứu tôi với. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập hóa thành sa tuyến nhìn thấy một hư ảnh trong đó, vội vàng ngưng tụ thành một gương mặt nói. Vừa mới dứt lời. Cô ta lại biến thành sa tuyến. Mỹ nữ này mới mở miệng, bất luận là người có mặt ở đây hay người quan sát thông qua màn hình lớn, sắc mặt đều thay đổi. Đó là 12 chủ thần của Ai Cập cổ, thần linh sinh ra từ vô tận thâm uyên trước tiên sao. Có người nhìn bóng dáng cao lớn của 12 vị chủ thần, thán phục nói. Vô tận thâm uyên của Ai Cập cổ không là bí mật đối với bọn họ, nhưng 12 vị chủ thần này, ngoại trừ pháp thần Horus ra, gần như mọi người chỉ từng nghe tên bọn họ, người từng gặp bọn họ đã ít càng thêm ít. Nhanh phân tích số liệu của bọn họ. Có người vội vàng ra lệnh. 12 người này rất ít khi xuất hiện, nhất là khi 12 người xuất hiện cùng lúc, cơ hội tốt như vậy, nhất định phải phân tích một chút, nói không chừng lại có thu hoạch gì đó. Không ít vệ tinh vội vàng chiếu về phía 12 hư ảnh này. Aristot nghe thấy giọng mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. Thì nhìn thoáng qua sa tuyến trên bầu trời, lông mày nhíu chặt lại. Tiểu tử, cậu thật to gan, đến Ai Cập còn chưa tính, vậy mà hóa người hầu của tôi thành sa tuyến. Aristot nguyền rủa chi thần lạnh lùng nói. Tuy người phụ nữ này là người hầu của ông ta, nhưng không khác gì con chó cái mặc ông ta sai gì làm nấy. Cho dù như vậy cũng có địa vị trí cao vô thượng đối với những người khác, ngoại trừ ông ta ra không ai có thể động vào. Vậy mà Mạc Phàm hóa người hầu ông ta thành sa tuyến dẫn đường,
Khi nói chuyện, cự phủ trong tay ông ta vừa động, một đạo quang bắn ra chiếu lên trên xa tuyến kia. Xa tuyến được đạo quang này chiếu lên thì nhanh chóng chuyển động như con quay. Chỉ trong phút chốc, xa tuyến ngưng tụ thành xa điêu hình dạng một người phụ nữ. Trên xa điêu chớp lóe kim quang, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lúc trước. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập mới khôi phục lại dáng vẻ, liền trừng Mạc Phàm một cái, thân thể nhoáng lên đi tới trước người Aristot, quỳ xuống. Đa tạ chủ nhân ra tay cứu giúp. Đứng dậy đi. Aristot cất cự phủ, lạnh nhạt nói. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đứng dậy, đứng dưới chân hư ảnh Aristot. Trong suốt quá trình này Mạc Phàm làm như không thấy, mặc cho mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập khôi phục dáng vẻ ban đầu, hắn không làm gì, chỉ đảo qua 12 vị chủ thần này. Mãi đến khi mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đứng dưới chân Aristot, hắn vẫn làm như không thấy trên vạn quỷ binh, lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Ai Cập truyền thừa từ cổ thần ở nguyên thủy tinh vực tu chân giới là chuyện không có gì phải tranh cãi, hắn vốn tưởng rằng những chủ thần này có cường đại của mấy vị cổ thần hoặc là hậu duệ của bọn họ, bởi vì chủ thần mà pháp thần Horus truyền thừa là một trong số những người kém nhất. Không ngờ chỉ là hắn nghĩ nhiều rồi, 12 gia hỏa tự xưng là chủ thần này, hắn không biết một ai. Đám Aristot thấy Mạc Phàm lắc đầu thì nhíu mày lại, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn. Tiểu tử Hoa Hạ, cậu có ý gì? Cho đến bây giờ đều là người gặp người quỳ, Mạc Phàm lại dám lắc đầu trước mặt bọn họ. Kim tự tháp này hẳn là có cơ thể của các người đúng không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Đám Aristot nhìn thoáng qua nhau, lông mày nhíu chặt lại. Phải thì thế nào? Aristot tò mò hỏi. Kim tự tháp là lăng mộ của bọn họ, vì để cơ thể bọn họ sống lại, hoặc tỉnh lại, đây không phải là bí mật gì, không cần phải giấu giếm. Còn chưa tới tình hình thức tỉnh hoặc sống lại đúng không? Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, nói tiếp. Thần tộc đến một thời gian nhất định, cơ thể và linh hồn sẽ phân ly, rồi tiến vào trong trạng thái hôn mê. Bọn họ chỉ cần nghỉ ngơi một năm, cơ thể sẽ được lực tinh thần của mẫu tinh rót đầy. Linh khí trên địa cầu loãng như vậy, cách mấy mẫu tinh của cổ thần xa như vậy, cho dù có kim tự tháp cũng không biết phải ngủ say bao lâu. Chưa thì thế nào, dựa vào mượn thần hồn, đủ để đối phó cậu rồi. Vẻ mặt Aristot khó coi, nói. Vậy sao? Vậy muốn nhìn tôi diệt những vong hồn chiến sĩ này trước à? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén. Cái gì? Sắc mặt 12 vị chủ thần thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ e sợ. Nếu không muốn tôi diệt những vong hồn chiến sĩ này, khiến cơ thể các người không có biện pháp tạm thời tỉnh lại, vậy thì đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, tránh ra để tôi đi vào vô tận thâm uyên. Mạc Phàm có chút không kiên nhẫn nói. Hắn tới đây giết người. 12 chủ thần này lại ở đây phô trương thanh thế, bọn họ nghĩ rằng sẽ trấn trụ được hắn sao? Từ lúc hắn thấy nhiều lính đánh thuê và sát thủ như vậy, cùng với kim tự tháp ở phía xa, hắn đã biết mục đích của những người này rồi. Cổ thần của những người này sắp thức tỉnh, ngoại trừ lực lượng mẫu tinh ra, cũng có thể thông qua lượng lớn vong hồn tỉnh lại trong thời gian ngắn. Những người này tụ tập nhiều lính đánh thuê và sát thủ như vậy, thứ nhất là muốn tạo thành chút thương tổn đối với hắn. Nhưng mục đích cuối cùng là muốn mượn tay hắn, cung cấp tế phẩm cho 12 vị chủ thần. Tiểu tử, sao cậu biết? Vẻ mặt đám Aristot chấn động, một vị chủ thần trong đó hơi bất ngờ nói. Việc này là bí mật của 12 chủ thần bọn họ, cho dù là đám người hợp tác với bọn họ cũng chỉ biết một chút mơ hồ, vậy mà Mạc Phàm lại biết rõ. Mạc Phàm mỉm cười, lắc đầu. Chuyện này đối với người ngoài cổ thần là bí mật không truyền, đối với hắn thì không tính là gì. Tôi không chỉ biết, tôi còn có thể biến tôi tớ của ông thành sa tuyến, và tôi có thể làm được nhiều hơn nữa, ví dụ như sau khi ông khôi phục lại cô ta, tôi lại biến cô ta thành sa tuyến, mà ông thì không làm được gì. Ý niệm của hắn vừa động, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập mới hóa về nguyên hình lại nứt vụn, hóa thành một đường lụa mỏng kéo dài tới sông Nin ở phía xa. Sắc mặt Aristot khó coi, hung ác nham hiểm gần như có thể vặn ra nước. Cự phủ trong tay ông ta lóe sáng kim quang, chiếu về phía xa tuyến do mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập biến thành. Vừa rồi kim quang còn có thể biến mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập trở về nguyên hình, lần này thì không có chút tác dụng gì. Khuôn mặt Aristot vốn khó coi, trong chớp mắt lại xanh mét, sau đó lôi vân xuất hiện trên đỉnh đầu ông ta. Mạc Phàm nhìn thoáng qua xa tuyến,
hắn không thèm để ý uy áp của 12 chủ thần ở trước kim tự tháp, cũng làm như không thấy mấy vạn vong hồn chiến sĩ, lập tức đi dọc theo xa tuyến đến đầu nguồn sông Nin. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Tuy 12 chủ thần không phải là bản thể tự mình đến, nhưng cũng là phân thân cường đại, còn có trên vạn quỷ binh giết không chết. Đội hình như vậy, ngoại trừ quá khứ ra, càn quét tứ phương tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy mà Mạc Phàm không thèm để ý tới, căn bản không để những người này vào mắt. Sắc mặt đám Aristot càng hung ác nham hiểm có thể vặn ra nước, lúc bọn họ quần lâm thiên hạ, Hoa Hạ vẫn còn đang ở cuộc chiến phong thần Thương Chu. Bọn họ còn được mời trợ chiến, nhưng bọn họ từ chối. Một tiểu tử kém bọn họ mấy ngàn tuổi, lại coi bọn họ như không tồn tại. Không nói tới bọn họ chỉ là phân thân, cho dù là bức họa bọn họ cũng không thể bị coi thường như vậy. Tiểu tử Hoa Hạ, quả thật chúng tôi cần những tế phẩm này để thức tỉnh, nhưng cậu nghĩ rằng đám chúng tôi tới là để đối phó đe dọa cậu sao, đây chỉ là nghi thức hoan nghênh cậu tới vùng đất tử vong mà thôi. Trong mắt Aristot lóe sáng hung quang, nghiến răng nói. Mạc Phàm mới đi vài bước thì dừng lại, khẽ nâng mí mắt, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn đám Aristot một cái. À, vậy sao? Đi theo người hầu của tôi, cậu sẽ đến vô tận thâm uyên một vạn năm cũng đừng mơ đi tới được. Không phải cậu muốn tới vô tận thâm uyên, muốn tiêu diệt giải trừ vạn xà huyết chú trên người người nhà cậu sao? Aristot, tôi lấy danh nghĩa của nguyền rủa chi thần đồng ý cho cậu tiến vào vô tận thâm uyên. Aristot cao giọng nói. Khi nói chuyện, hai tay ông ta nắm lấy cự phủ gõ mạnh vào trong sông Nin, bọt sóng phóng lên trời mấy chục mét, một đạo kim quang bắn từ cự phủ trong tay ông ta ra. Trong kim quang, nước trong sông Nin như biến thành kim dịch, tỏa ra kim quang chói mắt. Mấy chữ truyền từ miệng Aristot ra. Kim Hà hiện, thâm uyên khai. Mấy chữ vang lên, xung quanh lập tức run rẩy dữ dội, giống như có thứ gì đó sắp chui từ dưới nước ra. Ngay sau đó, răng rắc, một tiếng thật lớn, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Sông Nin như được một đại thủ cự nhân vô hình vén ra, con sông 400 mét nứt ra hai bên, chỉ trong chớp mắt đã rộng khoảng cây số. Trong chớp mắt nước sông màu vàng biến mất vào trong khe hở vĩ đại, lộ ra một vực sâu hắc ám không thấy đáy. Nhìn thấy vực sâu rộng lớn này, Aristot lạnh lùng nhìn Mạc Phàm một cái, chú ngữ truyền từ miệng ông ta ra. A lỗ cổ lạp, giọng nói vừa vang lên, vực sâu thâm sâu, nước sông màu vàng nhanh chóng dâng cao. Mới đầu chỉ có một đường kim quang như ẩn như hiện, không lâu sau liền đến mặt đất, giống như suối phun lan ra xung quanh. Chỉ trong phút chốc cả sông Nin đều nhanh chóng nhiễm một tầng màu vàng. Hơn vạn mét xung quanh đám Mạc Phàm biến thành hải dương màu vàng. Kim quang phóng lên trời, cho dù cách xa hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy. Nhìn thấy kim quang này, vẻ mặt không ít tế tự ở trong thần điện gần sông Nin thay đổi, miệng niệm thần chú lạy về phía kim quang. Kim Hà chỉ xuất hiện khi thần linh ra khỏi vô tận thâm uyên. Xuất hiện lần trước là 300 năm trước. Lúc pháp thần Horus xuất hiện. Lần này là vị thần linh nào xuất thế đây? Xung quanh đám Mạc Phàm được nước sông màu vàng bao phủ, biến thành một vùng hải dương màu vàng. Bỗng nhiên nước sông màu vàng lắc lư kịch liệt, trong nước sông có kim tự tháp lớn gấp 10 lần kim tự tháp phía sau đám Aristot chậm rãi dâng từ trong nước sông lên, trôi nổi giữa không trung, đứng ở phía sau đám Aristot cách trăm mét, giống như một tòa thánh sơn màu vàng. Kim tự tháp này cao khoảng cây số. Không giống với những kim tự tháp khác do đá chồng lên nhau mà thành, còn kim tự tháp này thì do nước ngưng tụ mà thành. Ở một bên kim tự tháp, nước sông màu vàng không ngừng chảy từ trong ra, giống như vĩnh viễn không ngừng, chảy ra một cái sân màu vàng vĩ đại như tế đàn. Nước màu vàng từ trong giữa tế đàn rơi xuống, hóa thành thác nước rơi vào trong sông Nin vốn đã biến thành màu vàng nay nước càng sáng hơn, linh khí nồng đậm tỏa ra bốn phía. Đây là vô tận thâm uyên, không phải vô tận thâm uyên ở đầu nguồn sông Nin sao, sao có thể là như vậy, sao có thể xuất hiện ở đây? Không ít người nhìn hải dương màu vàng và kim tự tháp do nước ngưng tụ thành, nghi ngờ nói. Dựa theo lý giải của bọn họ, vực sâu sẽ như một cái động không đáy. Nơi Ai Cập cổ sinh ra thần linh, thực ra là một kim tự tháp do nước ngưng tụ thành, kém xa so với tưởng tượng của bọn họ. Mạc Phàm hơi nhíu mày. Nhưng lập tức khôi phục như thường. Hắn cũng không ngờ vô tận thâm uyên lại có bộ dạng này, nhưng đối với một người sống ở tu chân giới 500 năm như hắn, vực sâu như vậy không kỳ lạ lắm.
Hắn từng thấy rất nhiều nơi kỳ lạ, có một số tinh cầu là gốc cây, một số thì như viên thủy cầu. Hơn nữa Uyên vốn là nơi giấu trong nước, xem ra kim tự tháp này chỉ là một ngọn núi nhỏ, nhưng lượng nước bên trong được xưng là biển không đủ, nên xưng là Uyên cũng không sai. Còn thâm ở đây có thể là từ sâu trong lòng đất tới, càng không có gì mà kỳ lạ. Giữa kim tự tháp này, là một tạo hóa chỉ có thể thai nghén thần linh. Nếu hắn đoán không sai, cổ thần đầu tiên tới địa cầu đã dùng tất cả linh khí ở Ai Cập ngưng tụ thành linh thủy, lấy tạo hóa chỉ làm cơ sở, tạo nên kim tự tháp bằng nước này, thai nghén ra các thần linh khác, có thể nói là một pháp bảo khổng lồ. Sử dụng một kiện pháp khí bay ra khỏi vực sâu, xuất hiện ở bất luận chỗ nào đều không phải việc gì khó. Ý niệm của hắn vừa động, dầm một tiếng, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập bị hắn hóa thành sa tuyến khôi phục hình người lần nữa. Nếu vô tận thâm uyên xuất hiện ở đây, vậy mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập này không còn tác dụng gì rồi. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập khôi phục thành nguyên dạng, trong mắt chấp lóe hung quang, trừng mắt với Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu dám vũ nhục tôi, chắc chắn chủ nhân của tôi sẽ trả lại cậu gấp bội. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập hung dữ nói. Nói xong cơ thể cô ta nhoáng lên một cái đến phía sau Aristot. Kim tự tháp bằng nước vừa xuất hiện, đám Aristot cười lạnh lùng, hư ảnh khổng lồ của bọn họ đều rút vào trong kim tự tháp. Bên trong kim tự tháp bằng nước, 12 quan tài hoàng kim khắc đầy hoa văn tinh xảo chậm rãi xuất hiện, bùm một tiếng, 12 đạo quang bay từ trên quan tài hoàng kim ra, chiếu lên trên kim tự tháp của đám Aristot. Quang mang màu vàng tỏa từ 12 kim tự tháp ra. Đại môn màu vàng mở ở giữa kim tự tháp. Lực hút cường đại xuất hiện trong đại môn. Trên bầu trời, mấy vạn vong hồn chiến sự nhanh chóng biến mất vào trong cửa kim tự tháp dưới lực hút này. Theo vong hồn nhanh chóng biến mất vào trong kim tự tháp, khí tức cường đại hơn trước tỏa ra một cách tùy ý, nhưng có thể cảm nhận được rõ tốc độ tăng trưởng. Vừa rồi đám Aristot đã khiến bọn họ có cảm giác muốn quỳ xuống rồi. Khí tức lúc này giống như một mãnh thú viễn cổ vô cùng hung hãn đang chậm rãi thức tỉnh. Dưới khí tức khủng bố, đất đai đều đang không ngừng chấn động, bầu trời lay động, từng đạo kinh lôi từ trên trời đánh xuống, giống như không dung được những người sắp thức tỉnh này. Chỉ trong phút chốc, mấy vạn vong hồn biến mất vào trong kim tự tháp, bốn phía vừa rồi như tận thế đột nhiên an tĩnh lại. Đất đai không còn chấn động, bầu trời không còn lay động, kinh lôi biến mất, cũng không có một chút gió. 12 mặt trăng huyết sắc xuất hiện ở giữa thiên địa, lực lượng quỷ dị lan tràn ra xung quanh. Chân khí của tôi. Dưới khí tức quỷ dị, một võ giả trung niên ở gần đó kinh hoàng kêu lên. Mấy cao thủ cấp bậc như Mạc Phàm ra tay, đã không phải chuyện bọn họ có thể nhúng tay, vì sợ gặp phải tai họa, ông ta đã lùi ra ngoài hải dương màu vàng, ai biết chân khí trong cơ thể lại mất đi toàn bộ. Chuyện này là sao vậy, ma lực của tôi cũng không còn rồi. Một người phụ nữ tóc hoa dâm cầm pháp khí nói. Hai người vừa kêu lên như vậy, những người khác cũng vội vàng kiểm tra năng lượng trong cơ thể mình, sắc mặt cả đám đều khó coi. Của tôi cũng chỉ còn lại một phần. Bọn họ cũng như vậy, không biết từ lúc nào lực lượng trong cơ thể cho dù không biến mất toàn bộ, cũng còn thừa không nhiều lắm. Không chỉ bọn họ, Mạc Phàm vốn đang trôi nổi trong không trung cũng khẽ cau mày, cơ thể chậm rãi rơi xuống nước sông mênh mông. Thấy một màn như vậy, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập hơi nhếch miệng, cười đắc ý. Vô tận thâm uyên hàng lâm, chuyện này giống như gặp quân vương thì phải quỳ xuống, không tồn tại trong vực sâu đều bị ảnh hưởng ra oai. Kẻ nặng thì bị rút sạch linh lực, kẻ nhẹ thì lấy hơn nửa tu vi, Mạc Phàm cũng không ngoại lệ. Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu. Bốn phía mới yên tĩnh được một lát, âm thanh tảng đá ma sát vang lên, ngay sau đó giống như có tiếng bước chân người khổng lồ vang lên. Rầm rầm rầm, càng ngày càng gần, mỗi một bước đều giống như dẫm lên trái tim người ta, khó chịu không nói nên lời. Sắc mặt đám người vừa bị hấp thu sạch lực lượng trong cơ thể trắng bệch, năng lượng còn trong cơ thể bọn họ nhanh chóng xói mòn theo tiếng bước chân vang lên. Không lâu sau, ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, cho dù là pháp sư, võ sư, tăng lữ, tất cả đều biến thành người bình thường. Mạc Phàm cũng ở trên cao rơi vào trong nước màu vàng. Âm thanh ù ù dừng lại, 12 bóng dáng xuất hiện ở cửa kim tự tháp. Những bóng dáng này tương tự với hư ảnh lúc trước, vẫn như người ngoài hành tinh. Nhưng nhỏ hơn trước rất nhiều, mỗi người chỉ cao khoảng 2 mét, cao lớn hơn người bình thường một chút, hơn nữa pháp khí trong tay bọn họ cũng không thấy nữa.
nhưng năng lượng dao động trên người 12 người này như hỏa diễm, vũ động sau lưng bọn họ, cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn thấy. Dưới lực lượng đáng sợ này, những lính đánh thuê và sát thủ thực lực yếu hơn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cho dù không ngất đi cũng không khá hơn chút nào. Ngay cả những người ở trước màn hình lớn, cả đám cũng không tự chủ được nuốt nước bọt. 12 chủ thần Ai Cập cổ này không hổ là chủ thần. Có người kích động nói. Tuy bọn họ không có mặt ở đó, nhưng ngăn cách màn hình nhìn 12 vị chủ thần này, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được mơ hồ bị Thái Sơn áp đỉnh. Thực lực có thể khủng bố tới mức này, không kém Mạc Phàm bao nhiêu. Đám Aristos ra khỏi từng kim tự tháp, cả đám nhìn cơ thể quen thuộc của mình, trong mắt đều hiện lên cảm giác lâu quá không gặp. Hàng năm mỗi bọn họ có một tháng ở trạng thái thức tỉnh, nhưng chỉ tỉnh linh hồn. Trong tình huống bình thường, bọn họ chỉ biết dùng phân thân ở trạng thái thức tỉnh, bình thường bản thể đều tiếp tục ngủ say, lực lượng có thể sử dụng có hạn. Đã lâu rồi bọn họ không thức tỉnh hoàn toàn, nhất là ngàn năm rồi bọn họ chưa từng sử dụng cơ thể hợp hai thành một. Loại cảm giác này giống như lão nhân 90 tuổi gần đất xa trời, đã nằm vào trong quan tài rồi, bỗng nhiên biến thành một người trẻ tuổi sinh long hoạt hổ, toàn thân tràn ngập lực lượng. Nhất là Aristos, ông ta đường đường là nguyền rủa chi thần, lại bị Mạc Phàm vả mặt liên tục, ông ta đã sớm không nhịn được muốn giáo huấn Mạc Phàm. Hiện giờ lực lượng giáo huấn Mạc Phàm ở trên tay ông ta. Tiểu tử Hoa Hạ, cậu sẽ hối hận cả đời vì để chúng tôi tỉnh lại. Minh thần toàn thân giấu trong áo giáp U Lan, khàn khàn cười nói. Bất luận một ai trong bọn họ thức tỉnh đều cần lượng lớn hiến tế, càng không nói tới chuyện 12 người cùng tỉnh lại. Nếu không có Mạc Phàm, có khả năng những người đó không có cơ hội hấp dẫn nhiều lính đánh thuê và sát thủ không tầm thường tới đây như vậy, trở thành tế phẩm của bọn họ. Nếu bọn họ đã tỉnh, chắc chắn Mạc Phàm sẽ hối hận cả đời. Hối hận sao? Chỉ dựa vào 12 người các ông còn chưa có tư cách này. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Minh Thần một cái, cười với vẻ khinh thường, tiếp tục đánh giá Vô Tận Thâm Uyên. Nếu hắn không muốn đám Aristos thức tỉnh, bọn họ sẽ không thức tỉnh được. Để bọn họ thức tỉnh, có nghĩa là bọn họ không có tác dụng gì. Đám Aristos nhìn thoáng qua nhau, cũng không tức giận, trái lại đều lắc đầu cười. Trên người bọn họ chớp lóe hào quang, cơ thể bọn họ và kim tự tháp ở phía sau cùng rơi xuống tế đàn vĩ đại dưới kim tự tháp bằng nước. Bên cạnh tế đàn, từng bậc thang xuất hiện, bậc thang giảm dần xuống, có tổng cộng 99 bậc thang lan tới dưới chân Mạc Phàm. Mạc Phàm, Vô Tận Thâm Uyên đã mở ra vì cậu, cậu dám đi lên chiến đấu với chúng tôi không? Aristos hơi nâng cằm, nhìn từ trên cao xuống cao giọng nói. Giọng nói leng keng có lực, truyền đi rất xa. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Aristos nói, không thèm nhìn bậc thang, trái lại nhìn nước sông màu vàng dưới chân mình. Aristos nhíu chặt mày, ánh mắt âm tình bất định. Ở một góc tế đàn, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập thấy Aristos tức giận, lông mày nhíu chặt lại, thân thể nhoáng lên một cái liền đến ven tế đàn, tận cùng bậc thang, nhìn Mạc Phàm ở phía dưới. Mạc Phàm, cậu lập đài chiến đấu ở Hoa Sơn, khiêu chiến tất cả cao thủ trên thế giới, mà không dám chiến đấu với chúng tôi à, thế nào, cậu sợ hay là cậu không có sức lực đi lên bậc thang này rồi? Vô Tận Thâm Uyên còn đó, đó chính là Vô Tận Thâm Uyên. Mạc Phàm đang ở nơi cũng được coi là Vô Tận Thâm Uyên, nhưng mà là bên cạnh Vô Tận Thâm Uyên, vừa vặn có thể rút sạch năng lượng trong cơ thể tu sĩ bình thường, muốn rút sạch linh lực trong cơ thể Mạc Phàm thì kém xa lắm. Nhưng bậc thang này thì khác, mỗi một bậc đều hao tổn một phần linh lực trong cơ thể Mạc Phàm, đi qua 99 bậc thang, cho dù là thần linh cũng bị rút sạch thành người bình thường. Lúc trước có thần linh của dị tộc muốn nuốt chủ nhân của cô ta và chủ thần khác, dựa vào lực lượng cường đại mở ra Vô Tận Thâm Uyên. Khi thần linh này đi qua bậc thang lên tế đàn, tất cả lực lượng đều bị rút sạch. Không chỉ không thể nuốt chủ nhân của cô ta, trái lại tất cả thần lực cường đại bị đám chủ nhân của cô ta hấp thu. Muốn giết chết Mạc Phàm, tốt nhất vẫn nên để Mạc Phàm đi lên tế đàn. Mạc Phàm liếc mắt nhìn nước sông màu vàng một cái, rồi thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía tận cùng bậc thang, nhìn về phía đám Aristos trên tế đàn. Tôi có thể giết từ Hoa Hạ tới đây, cô cảm thấy mấy bậc thang này có thể làm khó được tôi sao? Vậy sao, không phải cậu muốn giết nguyền rủa chi thần chủ nhân của tôi sao? Vậy Vô Tận Thâm Uyên hoan nghênh Mạc tiên sinh Hoa Hạ. Một tay mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đặt ở ngực, một tay giang ra làm tư thế mời,
cung kính nói, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Cho dù là đám Aristos ở tế đàn, hay là người khác đều nhìn về phía Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm lựa chọn. Mạc Phàm lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. 12 chủ thần Ai Cập cổ này là hậu duệ của cổ thần, hắn vốn tưởng rằng sẽ có vài phần kiệt ngạo bất tuần của cổ thần. Nhưng hắn sai rồi. Tử vong khiến người ta trở nên nhát gan, thần cũng như vậy. Hắn không nói gì, ý niệm vừa động, 99 hắc cầu xuất hiện ở phía sau, năng lượng cường đại dao động trực tiếp ngưng tụ thành tinh thể, xuất hiện sau lưng hắn. Hắn giơ chân lên, bước lên trên bậc thang. Chân vừa mới hạ xuống, một mặt quang bích bay từ bậc thềm này lên. Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, không do dự đi qua quang bích này. Theo hắn đi qua quang bích, quang ảnh giống hắn như đúc ở lại bậc thềm đầu tiên sau lưng hắn, một hắc cầu biến mất. Hắn giống như sớm đã đoán được, không thèm nhìn quang ảnh ở trên bậc thang, lập tức đi lên trên. Mỗi lần bước một bước đều để lại một quang ảnh, khí tức như liệt dương trên người Mạc Phàm nhanh chóng suy yếu theo quang ảnh lưu lại, hắc cầu ở sau lưng hắn cũng ít đi một cái. Thấy một màn như vậy, đám Aristos và mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đều nhếch miệng cười, tươi cười vì thực hiện được xuất hiện trên mặt bọn họ. Ở khắp nơi trên thế giới, trước mấy màn hình lớn, một số người cũng cười theo. Tướng quân, bậc thang này có chỗ nào thần kỳ vậy? Bên cạnh một người mặc quân trang trên mặt có vết sẹo, trên quân hàm có 3 viên sao kim to, một thanh niên sĩ quan phụ tá tò mò hỏi. 12 chủ thần của Ai Cập cổ muốn để Mạc Phàm lên tế đàn, chắc chắn là có mục đích. Tiểu tử Mạc Phàm này lên tế đàn, chúng ta không cần khởi động phóng mật mã nữa. Tướng quân mặt sẹo kia hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Vị tướng quân này còn chưa dứt lời, ông ta mới mở miệng, phụ tá sĩ quan này càng mờ mịt. Vì sao? Tế đàn này nhìn chỉ giống như là tế đàn, nhưng do vô tận thâm uyên ở đầu nguồn sông Nin biến hóa mà ra, sinh mệnh của Ai Cập đều đi từ trong sông Nin tới, Mạc Phàm đi lên tế đàn chẳng khác nào ngược dòng mà lên, không chỉ chịu vô tận thâm uyên bài xích, còn tương đương với đi lên con đường tử vong. Người bình thường chưa lên được tế đàn sẽ chết, lực sinh mệnh của Mạc Phàm vượt qua tưởng tượng của chúng ta, tuy sẽ không chết, nhưng sẽ có một phần rất lớn ở trong nghịch lưu. Tướng quân mặt sẹo cười giải thích. Bọn họ từng phái cao thủ ở bên ngoài đi điều tra về vô tận thâm uyên, xác nhận vô tận thâm uyên có thể trở thành uy hiếp của bọn họ hay không. Người ông ta phái đi không tốn nhiều sức liền đến vô tận thâm uyên, nhưng không một ai có thể đi lên trên tế đàn. Thậm chí phàm là người tiến vào vô tận thâm uyên đều không thể đi ra, sở dĩ biết được tin đều do người vào trong vô tận thâm uyên liều chết quay lại. Lúc đó ông ta mới biết tế đàn của vô tận thâm uyên đáng sợ tới cỡ nào. Nếu đổi lại là ông ta sẽ mặc kệ mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nói gì, ông ta sẽ không lỗ mãng chậm rãi tiến lên bậc thang như vậy. Nếu Mạc Phàm lên bậc thang này, trừ phi hắn từ bỏ giết Aristo nguyền rủa chi thần. Nếu không bọn họ không cần phải dùng vũ khí tiên tiến nữa. Những hư ảnh này là lực sinh mệnh và lực lượng Mạc Phàm để lại khi ngược dòng mà lên sao? Sĩ quan phụ tá hiểu ra nói. Không sai. Nhưng cho dù thực lực của Mạc Phàm suy yếu, chúng ta cũng không nhất định giảm một số vũ khí tiên tiến để đối phó Mạc Phàm mà. Sĩ quan phụ tá nhíu mày, suy nghĩ một lát nói. Không phải Mạc Phàm chưa từng đi đến nơi khiến lực lượng suy yếu. Chúng thần sơn mà bảy thiên sứ chúc phúc, được xưng là vũ khí tiên tiến cũng không thể bắn vào được. Tiên mộ cửu u cung, phàm là người tiến vào bên trong, ngũ cảm và các loại lực lượng đều bị hấp thu. Trên sân đấu hoa sơn, đám Lâm Thiên Nam, Phượng Hoàng có thực lực thế nào, từng tầng lĩnh vực đè lên người Mạc Phàm, cuối cùng đều không thể áp trụ Mạc Phàm, trái lại bị Mạc Phàm giết người tăng cấp. Cho dù tế đàn ở vô tận thâm uyên có thể hấp thu lực lượng và lực sinh mệnh của Mạc Phàm, cũng không có tác dụng mấy. Cậu đợi một lát thì biết. Tướng quân mặt sẹo giống như đã dự đoán được sĩ quan phụ tá này sẽ hỏi như vậy, ông ta cười thần bí nói. 99 bậc thang, chỉ trong phút chốc Mạc Phàm đã đi tới tận cùng. 99 hắc cầu ở phía sau hắn không còn một mống, năng lượng dao động ngưng tụ thành tinh thể biến mất toàn bộ, khí tức yếu hơn trước rất nhiều. Hắn lại như không cảm nhận được, một tay hắn vươn ra. Trường kiếm Hồng Liên xuất hiện trong tay hắn, hắn thản nhiên nói. Tôi đã đi lên đây rồi, lần này bản thể của mấy người có thể ra rồi. Hắn vừa mới nói câu này xong, không ít người nhíu mày, vẻ mặt sửng sốt.
đây còn chưa phải là bản thể của 12 chủ thần Ai Cập cổ sao? Ngay cả mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập cổ cũng thay đổi sắc mặt, khẽ chớp mắt. Cô ta phụng dưỡng Aristot nguyền rủa chi thần hơn 1.000 năm, đều nhìn thấy Aristot với hình thái này. Nếu dựa theo lời Mạc Phàm nói, có khả năng cô ta chưa từng thấy bản thể của Aristot. Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đám Aristot ở trước kim tự tháp. Mấy người này nhíu mày, trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ lạ, nhưng không nói gì thêm. Mấy người đã không chịu đi ra, vậy tôi hủy những pháp bảo của các người trước, rồi tìm ra các người. Hồng liên trong tay Mạc Phàm kêu ong ong, một kiếm không do dự chém về phía đám Aristot, kiếm khí như tơ xẹt qua không trung. Khí tức của 12 bóng dáng này đã rất mạnh rồi, chỉ không kém hắn bao nhiêu, nhưng vẫn không phải là bản thể của đám Aristot, chẳng qua chỉ là pháp bảo của bọn họ mà thôi, bản thể của bọn họ còn chưa dám ra đây. Nếu hắn không đi lên tế đàn, chỉ sợ bản thể của bọn họ sẽ không ra. Không đợi một kiếm của Mạc Phàm chém xuống đám Aristot, một giọng nói từ tính vang lên. Tiểu tử, đôi mắt của cậu không tệ, nhưng hôm nay đôi mắt này sẽ rơi vào trong bóng đêm vĩnh viễn. Giọng nói này vừa vang lên, một bóng dáng màu đen xuất hiện trước kiếm khí như tơ của Mạc Phàm. Tướng mạo của người này không khác người bình thường là bao, dưới mái tóc ngắn rám nắng là một gương mặt châu Phi anh tuấn, lưng hùm vai gấu mặc trên người chiến giáp cổ xưa màu đen, phía trước chiến giáp có khắc một đồ án mãnh thú há to miệng. Bàn tay trần trụi ở bên ngoài vươn ra, chộp lấy kiếm khí của Mạc Phàm. Kiếm khí chém lên tay ông ta, trong lòng bàn tay ông ta có đồ án tương đồng với mãnh thú trên chiến giáp sáng lên, kiếm khí biến mất vào trong lòng bàn tay ông ta, biến mất không thấy. Người này mới xuất hiện, 11 bóng dáng khác cũng xuất hiện theo. Những người này không chỉ mặc chiến giáp tương tự, diện mạo cũng gần tương tự, giống như mấy anh em sinh cùng trứng, chẳng qua đồ án mãnh thú trước ngực, màu sắc. Cùng với khí tức trên người mỗi người không giống nhau mà thôi. Bọn họ cùng xuất hiện, thân thể 12 chủ thần diện mạo vô cùng quỷ dị nhanh chóng biến hóa, có người biến thành quyền trượng đầu rắn, có người biến thành trường kiếm màu đen, có người thì biến thành cự phủ màu vàng. Những binh khí này giống như có linh tính, chủ động bay vào trong tay những người đàn ông kia. 12 người này cầm vũ khí của mình, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn về phía Mạc Phàm. Một người đàn ông mặc chiến giáp huyết sắc trong đó tiến về trước một bước, gõ quyền trượng hình xà trong tay xuống đất. Mạc Phàm, không phải cậu muốn giết Aristot nguyền rủa chi thần tôi sao, vì cảm tạ cậu giúp chúng tôi thức tỉnh, tôi có thể nhường cậu 3 chiêu. Aristot hơi nhếch miệng, nói với vẻ trêu tức. Xung quanh, mọi người nghe thấy những lời Aristot nói thì sửng sốt. Tướng mạo của Aristot trong truyền thuyết và Aristot trên bích họa đều vô cùng hung dữ. Còn xuất hiện với hình thái là cá sấu. 11 vị thần linh khác cũng như vậy, cơ bản là không có hình thái nhân loại đầy đủ. Có ai ngờ tới, vậy mà 12 chủ thần Ai Cập chân chính là nhân loại. Bái kiến chủ nhân. Mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ nói với Aristot. Đứng dậy đi. Aristot cười khẽ, lạnh nhạt nói. Quả thật bản thể của ông ta có hình dạng nhân loại, sở dĩ biến thành dáng vẻ khác. Hoàn toàn là xuất phát từ yêu thích của ông ta. Có lúc biến thành dáng vẻ khủng bố, có thể càng dễ khống chế tín đồ phía dưới mình. Nếu giống hệt với tín đồ của mình, trái lại sẽ khiến người ta hoài nghi một số chuyện không quan trọng. Dạ, chủ nhân. Mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ đứng dậy lùi sang một bên. Mạc Phàm, thế nào, bây giờ cậu giết chết tôi không? Nếu cậu không giết chết tôi, nguyền rủa của Mạc gia cậu không thể giải trừ. Hẳn là cậu đã biết về nguyền rủa này rồi, thời gian càng lâu sẽ càng lợi hại, cuối cùng có khả năng không thể khống chế, cho dù tôi muốn giải trừ giúp cậu, cũng không có biện pháp đâu. Aristot cười mỉa nói, nếu cậu cảm thấy quá ít, tôi có thể cho cậu thêm 10 chiêu. Aristot thấy Mạc Phàm thở ơ, nói với vẻ khinh miệt. Hiện giờ 99 viên hắc cầu sau lưng Mạc Phàm không còn một mống, đã không còn quá nhiều uy hiếp, 3 chiêu không khác 10 chiêu là bao. Hơn nữa, nhị ca, anh đừng quá kiêu ngạo, anh đừng quên đại ca đã bị giết chết, chúng ta cùng nhau giết cậu ta thì hơn. Bruce hắc ám chi thần người đàn ông mặc khôi giáp màu đen đỡ một kiếm của Mạc Phàm lúc trước cười nói. Rõ ràng là nhắc nhở, nhưng trên mặt người đàn ông này cũng tràn đầy vẻ khinh thường. Thiếu chút nữa quên mất, cậu ta là người giết đại ca. Aristot làm bộ như đã biết, nói. Mạc Phàm, cậu muốn ra tay không?
đây là cơ hội duy nhất của cậu, nếu cậu không ra tay, mấy đứa em của tôi sẽ ra tay đó. Aristotle cười nói, trên mặt đều là trêu tức. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hắn vốn dĩ không để ý tới Aristotle, trong mắt chớp lóe thanh quang, ánh mắt nhìn về phía Aristotle. Ở trong mắt hắn cơ thể Aristotle lập tức biến thành hư ảo, lộ ra vô số ký hiệu hình dạng khác nhau ở bên trong. Rất nhanh ánh mắt Mạc Phàm nhìn về phía ký hiệu hình rắn huyết sắc trong những ký hiệu này. Nhìn thấy ký hiệu này, hắn thu lại thanh quang ở trong mắt, thay vào đó là ánh sáng lạnh. Anh đúng là người hạ nguyền rủa Mạc gia tôi, Mạc Phàm bình tĩnh nói. Khi nói chuyện, ngón tay hắn khẽ cử động, quang mang màu đỏ chớp lóe rồi biến mất. Thì sao? Aristotle nhíu mày hỏi. Thì sao à, mấy người đều có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mục đích hắn tới đây chủ yếu là giết Aristotle, nếu vừa rồi hắn ra tay, trái lại có thể hủy diệt 12 pháp bảo, nhưng chắc chắn bản thể của đám Aristotle không dám ra. Trái lại hắn có thể hủy diệt vô tận thâm uyên, tìm ra Aristotle, nhưng như vậy sẽ phiền phức hơn nhiều. Trong cơ thể người này có chú ấn của vạn xà huyết chú, mặc kệ ông ta là ai, Aristotle cũng được, không phải Aristotle cũng được, chỉ cần giết ông ta vạn xà huyết chú có thể giải trừ. Giết tôi. Dựa vào cậu sao? Aristotle nhíu mày, cười khinh thường. Không chỉ ông ta nở nụ cười, 11 người khác cũng cười theo. Nếu cậu không đi lên tế đàn này, quả thật có thể. Aristotle nói. Quả thật thực lực của Mạc Phàm rất mạnh, linh khí dao động có thể ngưng tụ thành thật thể, cho dù là lúc bọn họ toàn thịnh cũng không đến trình độ của Mạc Phàm. Nếu cậu có thể khôi phục thực lực như lúc không đi lên tế đàn, vậy thì có thể. Aristotle nói tiếp. Tuy Mạc Phàm đi lên tế đàn, nhưng nếu có thể khôi phục thực lực, vậy có thể đấu với bọn họ. Nhưng khôi phục thực lực giống như vớt lại nước đã hất ra ngoài, khó mà thu hồi lại được. Không nói tới chuyện khôi phục trên tế đàn, cho dù cho Mạc Phàm một vùng đất tràn đầy linh khí, Mạc Phàm cũng cần thời gian rất dài để khôi phục. Phải biết rằng đến cấp bậc của Mạc Phàm, mỗi lần tiêu hao linh khí không còn, đều như biển rộng hết sạch nước, muốn bổ sung thì rất phiền phức. Hơn nữa ở đây không có nơi để Mạc Phàm bổ sung linh lực. Nhưng bây giờ sao, cậu không thể làm được gì, bởi vì cho dù cậu quay lại, những linh khí và lực sinh mệnh cũng không thể quay lại cơ thể cậu, chúng nó đã đến tay chúng tôi, sẽ thành một phần lực lượng khiến chúng tôi thức tỉnh hoàn toàn. Aristotle chỉ bậc thang sau lưng Mạc Phàm nói. Không ít người nhìn theo ngón tay Aristotle, vẻ mặt thay đổi theo. Trên bậc thang mỗi bậc thang vốn có hư ảnh mà Mạc Phàm để lại. Mà hiện giờ những hư ảnh này đều biến mất không còn. Chuyện này. Hơn nữa. 12 người không hẹn mà cùng vươn tay ra, một viên cầu cỡ nắm tay xuất hiện trên tay bọn họ. Aristotle hơi nhếch miệng, miệng há to, cầm viên cầu trong tay nuốt xuống. Viên cầu này vừa chui vào bụng bọn họ, các loại hào quang chiếu từ trong mắt đám Aristotle ra, từng đạo ma văn xuất hiện trong mắt bọn họ, lan tràn ra toàn thân. Chỉ trong phút chốc. Ma văn có ở khắp nơi trên người bọn họ. Dưới ma văn, cơ thể bọn họ vốn được che khuất bởi chiến giáp nhanh chóng thay đổi, chậm rãi bảo hộ toàn thân bọn họ ở bên trong, chỉ lộ ra đôi mắt lóe sáng thần quang. Đồng thời một đôi cánh như do kim khí tạo ra xuất hiện sau lưng bọn họ, cơ thể bọn họ tự động bay lên, khí tức đáng sợ như bão hạ xuống sóng biển tỏa từ người bọn họ ra. 12 khí tức chồng lên nhau. Ngay cả vệ tinh khí tượng trên thiên không đều có thể cảm nhận được biến hóa trong tầng mây bên này, càng không nói tới những người khác. Đợi mấy ngàn năm, cuối cùng cũng thức tỉnh, khà khà. Aristotle vươn hai tay ra, cười hưng phấn nói. Địa cầu cách mẫu tinh của bọn họ quá xa, linh khí cũng quá loãng. Bọn họ hao phí lượng lớn linh khí ở Ai Cập, khiến hầu hết các nơi ở Ai Cập đã thành vùng chết, tạo nên vô tận thâm uyên này, vẫn cách bọn họ thức tỉnh quá xa. Cho dù có trên vạn lính đánh thuê và sát thủ làm tế phẩm, nhưng muốn 12 cơ thể thức tỉnh hoàn toàn, vẫn còn thiếu chút nữa. Dù sao chỉ có một chút đó đâu thể dẫn tới thay đổi, trừ phi có lực lượng vượt qua bọn họ trước đây mới khiến bọn họ thức tỉnh hoàn toàn. Mạc Phàm là lựa chọn thích hợp nhất, nếu không có lực lượng của Mạc Phàm để lại trên bậc thang. Cho dù bọn họ tỉnh lại cũng không giống như bây giờ, thực lực chỉ thiếu chút nữa là sánh bằng lúc đỉnh phong. Khôi giáp lóe sáng phủ kín toàn thân bọn họ, đôi mắt như tia laser của Aristotle nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, hình như vạn xà huyết chú của tôi không thể làm gì được cậu, vậy cậu thử nguyền rủa này xem,
vạn kiếp ma chú. Trên quyền trượng huyết sắc trong tay ông ta, huyết quang tỏa mạnh ra, một đám bóng dáng ma quỷ xuất hiện xung quanh quyền trượng của ông ta. Đi! Quyền trượng của ông ta dùng lực chỉ về phía Mạc Phàm, một đạo hồng quang bắn ra, bóng dáng ma quỷ vòng quanh hồng quang, giống như thần phạt tấn công Mạc Phàm. Trước màn hình lớn, nhìn thấy đạo hồng quang này, tướng quân mặt sẹo hơi nhếch miệng lên. Thấy không, bây giờ cậu còn cảm thấy chúng ta cần khởi động phóng mật mã nữa không? Tướng quân Cao Minh, quả thật cần giảm phát xạ mật mã. Sĩ quan phụ tá kia gật đầu, nói. Tế đàn này không chỉ khiến thực lực và lực sinh mệnh của Mạc Phàm giảm từ 99 xuống 0, còn cướp lực lượng của Mạc Phàm cho đám Aristot hấp thu. Một yếu một mạnh, khả năng Mạc Phàm có thể lật bàn là rất nhỏ. Hơn nữa đám Aristot hiện giờ không kém pháp thần Horus trước đó nhiều lắm, thậm chí còn mạnh hơn một chút. 12 cao thủ như vậy, đội hình này không hề kém đại chiến ở Hoa Sơn, trái lại còn cao hơn một bậc. Lần trước ở Hoa Sơn không thể diệt Mạc Phàm, lần này cho dù Mạc Phàm có 9 mạng cũng không thể trốn thoát. Tướng quân mặt sẹo cười khinh thường, nói với vẻ rất chắc chắn. Cột sáng huyết sắc và ma ảnh tới trước người Mạc Phàm chỉ hơi nâng mí mắt, vươn hai ngón tay ra, muốn kẹp lấy cột sáng màu đỏ kia. Nhị ca, có phải tiểu tử này điên rồi không? Ruth Hắc Ám Chi Thần thấy Mạc Phàm giơ tay ra đỡ, thì cười nói với Aristot. Không phải cậu ta điên rồi, mà là ngốc luôn rồi. Aristot hơi nhếch miệng, cười càng đắc ý hơn. Nguyên rủa không phải lực ngũ hành, lại càng không phải là báu vật thật thể, mà là lực phép tắc của ngũ hành. Đừng nói là lấy tay đỡ, cho dù dùng vật để đỡ cũng khó mà ngăn cản được, vậy mà Mạc Phàm lấy tay kẹp. Chỉ cần ngón tay Mạc Phàm tiếp xúc với nguyên rủa của ông ta, nguyên rủa sẽ như hủ cốt độc tiến vào trong cơ thể Mạc Phàm đợi sống không bằng chết trong nguyên rủa đi. Ông ta mới nói xong, vạn kiếp ma chú biến thành cột sáng màu đỏ cũng đến trước người Mạc Phàm. Nhưng mà, cột sáng màu đỏ này chưa tiến vào mi tâm Mạc Phàm, cũng không biến mất vào trong cơ thể Mạc Phàm thông qua ngón tay hắn, mà bị hai ngón tay Mạc Phàm kẹp chặt, giống như kẹp một cái phi tiêu. Hai ngón tay Mạc Phàm kẹp chặt cột sáng, đôi mắt lạnh lùng trên gương mặt lãnh tuấn nhìn về phía Aristot ở trong không trung. Nguyên rủa trình độ này của ông, vậy mà vọng tưởng thương tổn được tôi, đốt. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trong mắt hắn chớp lóe ánh lửa, cột sáng ở giữa ngón tay hắn lập tức bốc cháy. Xung quanh cột sáng, những ma ảnh phát ra tiếng kêu như tiếng rơi, quay đầu bỏ chạy. Chạy, chạy đi đâu hả? Mạc Phàm nhìn thoáng qua những ma ảnh kia. Hỏa diễm giấy lên trên người ma ảnh, chỉ trong phút chốc đã thiêu ma ảnh và cột sáng thành cho tàn. Nguyên rủa như thần phạt của Aristot, chỉ trong phút chốc đã bị Mạc Phàm hủy diệt, chỉ hai ngón tay và một đôi mắt. Aristot nhíu mày, tươi cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Thực lực của Mạc Phàm đã suy yếu trên phạm vi rộng, vậy mà vẫn có thể ngăn nguyên rủa của ông ta, còn hủy diệt một cách dễ dàng như vậy. Mạc Phàm, ở trên tế đàn mà có thực lực này, cậu là người duy nhất trong mấy ngàn năm nay. Trên mặt Aristot hiện lên vẻ nghiêm túc. Lúc luyện thành vô tận thâm uyên, bọn họ đã truyền tin tức ra ngoài, để tích lũy lực lượng có thể khiến bọn họ thức tỉnh. Ngàn năm nay, không ngừng có người có ý đồ với vô tận thâm uyên tới đây. Không phải bị tài bảo vô tận ở bên trong hấp dẫn, thì là lực lượng. Nhưng chưa thấy một ai giống như Mạc Phàm, đi lên trên tế đàn còn có thể phản kháng, phần lớn đều chưa đi tới cuối đã tan thành mây khói. Tôi sẽ là người cuối cùng. Bởi vì vô tận thâm uyên sẽ không thuộc về mấy người nữa, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy hắn chưa từng đến phong thiên chi địa, nhưng vô tận thâm uyên này không khác phương thiên chi địa của Hoa Hạ lắm, đều là nơi phong tỏa linh khí. Chẳng qua phong thiên chi địa là bế nguyên tiết lưu, vô tận thâm uyên thì càng tuyệt hơn một chút, bế nguyên bất lưu, khiến cho phần lớn Ai Cập đều là sa mạc. Nếu thứ như vậy để hắn gặp được, vậy là của hắn. Không thuộc về chúng tôi. Chỉ sợ cậu không có bản lĩnh này. Sắc mặt Aristot khó coi, lạnh lùng nói. Quả thật vừa rồi ông ta hơi khinh thường Mạc Phàm, cho nên hơi lơ là. Nhưng Mạc Phàm chỉ đỡ được một nguyền rủa của ông ta mà thôi, như vậy đã đòi lấy được vô tận thâm uyên, quá coi thường 12 bọn họ rồi. Mạc Phàm lắc đầu cười. Ông vừa nói tôi không lên tế đàn, có thể giết chết các ông đúng không? Nếu tôi không lên tế đàn, chỉ sợ các ông cũng không dám lộ diện. Mạc Phàm cười nói,
Sắc mặt đám Aristot càng khó coi hơn, bọn họ hừ lạnh một tiếng nhưng không phản bác. Nếu Mạc Phàm không lên tế đàn này, quả thật bọn họ sẽ không xuất hiện. Nhưng Mạc Phàm muốn giải trừ vạn xà huyết chú, chắc chắn sẽ đi lên. Ông nói tôi khôi phục thực lực ban đầu có thể giết chết các ông đúng không, nhưng mà ông cảm thấy tôi không thể khôi phục được thực lực lúc trước sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Y Tiên Bất Tử hắn, một người có thể khống chế tiên khí, sẽ không nhìn ra trận pháp trên Vô Tận Thâm Uyên sao? Sao hắn không biết đi lên tế đàn, sẽ có hậu quả gì? Nếu hắn biết rõ tế đàn này, mà không có biện pháp đối phó, chẳng phải danh xưng Y Tiên Bất Tử của hắn là trang trí sao? Cho dù hắn không thể ứng phó được, muốn khôi phục thực lực cũng có rất nhiều phương pháp. Hắn chỉ cần thi triển vạn cổ thường thanh thuật một lần, là có thể khôi phục thực lực như khi ở cửa địa ngục. Hắn cũng có thể sử dụng bí pháp, khiến thực lực của hắn tăng lên gấp bội, thậm chí là mấy chục lần, chỉ phải trả giá lớn mà thôi. Trừ chuyện đó ra, những người này nghĩ rằng tất cả tiểu cầu màu đen ở bên ngoài cơ thể hắn biến mất, thì thực lực của hắn sẽ suy yếu. Cho dù hắn nổ tung tất cả tiểu cầu màu đen vẫn có thể lập tức xuất hiện như cũ, giống như khi ở đỉnh Hoa Sơn. Huống chi ngay từ đầu hắn đã có phương pháp ứng phó. Mạc Phàm vừa nói những lời này, trong chớp mắt sắc mặt đám Aristot xanh mét, đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này Mạc Phàm còn có thể bình tĩnh như vậy, quả thật không giống người bị rút sạch lượng lớn thực lực. Nhưng quả thực bọn họ dùng lực lượng của Mạc Phàm trên bậc thang để thức tỉnh hoàn toàn. Nhị ca, đừng nhiều lời với cậu ta như vậy, cùng tiến lên giết cậu ta đi, tránh để cậu ta kéo dài thời gian. Hades Minh Thần mặc khôi giáp màu xám thận trọng nói. Kéo dài thời gian sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Chỉ dựa vào mấy người các ông, còn chưa đủ để tôi kéo dài thời gian, thật ra các người có thể sống tới bây giờ, hoàn toàn là do các người có khả năng chạy trốn mất, nhưng bây giờ các người muốn trốn cũng không trốn được. Khi nói chuyện, tay còn lại của hắn vươn ra, đại kiếm màu đỏ sậm khống chế cửu u cung xuất hiện trong tay hắn. Cổ tay hắn trầm xuống, cắm mạnh thanh kiếm này xuống mặt đất trên tế đàn. Trên tế đàn và trên kim tự tháp vĩ đại, lập tức bị một vùng chất lỏng màu đỏ sậm như nham thạch nóng chảy bao phủ, không phải thứ khác, đúng là cửu u cung hóa chất lỏng. Cùng lúc đó, Mạc Phàm nheo mắt lại, 99 hắc cầu xuất hiện sau lưng hắn, khí tức vô cùng cường đại như núi lửa bùng nổ trùng thiên mà đi, phá tan tầng mây trên bầu trời, phá thẳng về phía chân trời. Mắt những lính đánh thuê ở lại đây mở to, vẻ hoảng sợ che kín mặt bọn họ. Ngay sau đó hai chân bọn họ run rẩy, không tự chủ được lùi về nơi cách xa Mạc Phàm. Tuy Mạc Phàm đã tha cho bọn họ, nhưng Mạc Phàm đã khôi phục thực lực, vẫn nên nhanh chóng rời xa thì hơn. Trước màn hình lớn, tướng quân mặt sẹo và sĩ quan phụ tá của ông ta, cùng với một số người khác vốn sửng sốt, vừa rồi vẫn còn tràn đầy đắc ý lúc này trên mặt đều là kỳ lạ. Lúc nãy bọn họ vui mừng nói giảm một viên vũ khí tiên tiến, bây giờ xem ra bọn họ xem nhẹ thực lực của Mạc Phàm rồi. Nhất là tướng quân mặt sẹo, vẻ mặt ông ta vô cùng âm trầm, vết sẹo vì tức giận mà không ngừng co rúm, giống như một con rết đang bò trên mặt. Bên cạnh ông ta, sĩ quan phụ tá kia lùi sang một bên theo bản năng. Trên tế đàn màu vàng, trong mắt đám Aristot và mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ lại càng khó thể tin. Vô Tận Thâm Uyên là nơi sinh ra thần, nhưng có thể sinh ra thần là ở trong tạo hóa trì, từ 5.000 năm trước cái ao này đã không thể sử dụng nữa. Vô Tận Thâm Uyên chân chính chỉ là dựa vào lực lượng cuối cùng của 13 người bọn họ, luyện chế ra một cạm bẫy có thể khiến bọn họ thức tỉnh, dựa vào tham lam của người khác để hấp dẫn bọn họ tới Vô Tận Thâm Uyên, sau đó thu thập lực lượng có thể khiến bọn họ thức tỉnh. Rõ ràng bọn họ dựa vào lực lượng của Mạc Phàm để thức tỉnh hoàn toàn, sao Mạc Phàm vẫn còn lực lượng cường đại như vậy? Chuyện này còn chưa tính, bọn họ còn bị Mạc Phàm chặt đứt đường lui. Bởi vì liên hệ giữa bọn họ và Vô Tận Thâm Uyên theo chất lỏng đỏ sậm xuất hiện, đã biến mất hoàn toàn, bọn họ muốn chạy trốn cũng rất khó. Bọn họ định dùng tế đàn này làm nơi săn, Mạc Phàm là con mồi, bây giờ thì hay rồi tiến vào trong bẫy của Mạc Phàm. Chuyện này, sao lại có chuyện này được? Aristot lắc đầu, không thể tin được nói. Quả thật bọn họ đã thức tỉnh, nhưng sức mạnh của Mạc Phàm không hề suy yếu, chuyện này không khoa học. Những chuyện mà các ông cho rằng không có khả năng, chỉ vì nhãn lực của các ông không đủ rộng, lực lượng mà các ông đạt được, không phải là 99% trong 100%, mà là 1%.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ma pháp trận trên bậc thang này có tên là Cửu Diệu, rất thông thường ở cổ thần nhất tộc. Hắn sống ở cổ thần nhất tộc 10 năm, sao có thể không biết phương pháp phá giải? Người khác muốn đi lên phải để lại phần lớn thực lực và lực sinh mệnh, hắn thì ngược lại. Cơ thể đám Aristot run lên, giống như bị sét đánh. Không có khả năng, sao 1% của cậu có thể khiến chúng tôi thức tỉnh được? Mặt Samuel Thái Dương Chi Thần, người đàn ông cơ thể cường tráng có mái tóc dài màu vàng xanh mét, trầm giọng nói. Bọn họ là nhóm thần linh đầu tiên sinh ra từ tạo hóa trì, thần lực của mỗi người đều có thể bao phủ cả Ai Cập. Mạc Phàm chỉ là một nhân loại, nếu không phải bọn họ tích lũy mấy ngàn năm, lực lượng toàn thân Mạc Phàm cũng không đủ để bọn họ thức tỉnh, càng không nói tới 1% lực lượng của Mạc Phàm. Chuyện này rất đơn giản, bởi vì mấy người quá yếu, mà tôi mạnh hơn các người nhiều lắm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu tử Hoa Hạ, tôi xem cậu mạnh thế nào. Trong mắt Bruce Hắc Ám Chi Thần mặc hắc giáp chớp lóe hung quang, lạnh lùng nói. Cho dù những lời Mạc Phàm nói là có khả năng, nhưng ông ta không tin chút nào. Con đường tu luyện không có quá nhiều đường tắt, cho dù là tu sĩ Hoa Hạ hay thần tộc như bọn họ cũng đều vậy, toàn bộ dựa vào ngộ tính, cố gắng và tích lũy theo thời gian. Mạc Phàm là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, không có khả năng mạnh hơn người sống mấy ngàn năm như bọn họ quá nhiều. Hơn nữa vừa rồi ông ta còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, dễ dàng đỡ được một kiếm của Mạc Phàm. Hiện giờ khả năng Mạc Phàm giả thần giả quỷ là rất cao. Thân thể ông ta nhoáng lên một cái, 7 cơ thể giống ông ta đứng thành vòng tròn quay xung quanh Mạc Phàm, ma khí trên cự kiếm màu đen trong tay như hỏa diễm, nhoáng một cái đã dài 10 trượng, như thiên trụ chém về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Bruce, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Ông vừa mới nói để mắt tôi rơi vào trong hắc ám vĩnh viễn đúng không, tôi xem thần lực thuộc tính hắc ám của ông có bản lĩnh này hay không. Hắn không nhúc nhích, mặc cho thất kiếm của Hắc Ám Chi Thần chém xuống. Bruce Hắc Ám Chi Thần nhíu chặt mày, lực hắc ám trong cơ thể ông ta không do dự rót vào trong ma kiếm màu đen, cổ tay trầm xuống theo. Trong chớp mắt kiếm khí màu đen của khí binh ngưng tụ thành thực chất, lưu lại một chuỗi kiếm ảnh ở trong không khí. Kiếm ảnh đến chỗ nào, không gian như dưa hấu bị chém thành 7 mảnh dễ như trở bàn tay. Thình thịch, thất âm kinh thiên động địa bùng nổ. Thất kiếm cùng chém xuống, kiếm khí thực chất hóa vỡ vụn. Nhưng thất kiếm này không chỉ không chém được Mạc Phàm, thậm chí ngay cả tóc của hắn cũng không động tới được, đã bị một lực lượng vô hình đỡ lấy, không thể tiến thêm được một tấc. Mắt Hắc Ám Chi Thần mở to, vẻ mặt ông ta thay đổi, ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm. Không nói tới một kiếm này của ông ta có thể cắn nuốt một số lực Hắc Ám, chỉ dựa vào lực lượng, có thể chém cả ngọn núi ra. Nhưng ở trước mặt Mạc Phàm, căn bản không có tác dụng gì. Chuyện này, Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, không thèm nhìn Bruce Hắc Ám Chi Thần một cái, mà rời mắt nhìn về phía Aristot. Aristot, ông vừa nói nhường tôi 10 chiêu đúng không, với trình độ thần thể này của ông, đừng nói là 10 chiêu của tôi, một chiêu ông cũng không thể đỡ được. Mạc Phàm chậm rãi nói. Trong chớp mắt sắc mặt Aristot âm trầm hơn nhiều, Bruce Hắc Ám Chi Thần là người có sức chiến đấu mạnh trong bọn họ. Một kiếm của Bruce đều không thể thương tổn Mạc Phàm, chắc chắn Mạc Phàm đã khôi phục thực lực thật rồi, hơn nữa có khả năng Mạc Phàm mạnh vượt xa tưởng tượng của bọn họ, một tầng lực lượng đã khiến bọn họ thức tỉnh. Mạc Phàm, cậu muốn thế nào? Như vậy đi, vừa rồi ông bảo tôi tới, tuy tôi còn chưa ra tay, nhưng tôi cũng không bắt nạt các ông, nguyền rủa của ông cũng không có tác dụng với tôi, một kiếm của ông ta cũng không thể làm gì được tôi cho 10 người các ông mỗi người một chiêu. Các ông có thể cùng tiến lên, nếu một chiêu đánh xong mà không giết được tôi, vậy thì đến lượt tôi giết các ông, đương nhiên nếu 2 người cũng muốn thử lần nữa, cũng có thể 12 người cùng ra tay, tôi không ngại cho 2 người 2 chiêu. Mạc Phàm thản nhiên nói, không phải Aristot nhường hắn sao, lễ thượng vãng lai, hắn cũng nhường Aristot một chút. Lần này sắc mặt cả đám Aristot khó coi, trong mắt không phải phun ra hỏa diễm, thì nhấp nháy lôi quang, hay là lóe ra hàn quang. Bọn họ để Mạc Phàm nhường một chiêu cũng được, Mạc Phàm lại muốn 12 bọn họ cùng ra tay, đây tuyệt đối là sỉ nhục đối với bọn họ. Bọn họ sống mấy ngàn năm, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nhất là người muốn bọn họ cùng tiến lên, thực ra là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi. Mạc Phàm, cậu nghĩ rằng chúng tôi chỉ có chút bản lĩnh đó sao, vậy thì sai rồi,
hôm nay cậu đều phải chết. Aristos lạnh lùng nói. Ông ta vừa nói những lời này, 12 kim tự tháp ở sau lưng 12 bọn họ cùng sáng lên. Pháp bảo trong tay bọn họ nhanh chóng cắm xuống đất, một ma pháp trận xuất hiện trên đất, chú ngữ cổ xưa, huyền ảo truyền từ miệng 12 bọn họ ra. Mễ đáp lộ tha tế mật quý. Theo chú ngữ này vang lên, 12 kim tự tháp ở phía sau bọn họ sáng lên từ dưới đáy tới người bọn họ, xung quanh pháp bảo có đồ án tương tự với ma pháp trận. Ma pháp trận này vừa xuất hiện, trên ba mặt kim tự tháp xuất hiện một đám tinh đồ, quang mang ở phía trên sáng lên không chỉ gấp 10 lần, từng mặt đều như mặt trời dán lên. Lúc này vốn là buổi tối, phương viên trăm dặm xung quanh lập tức sáng lên như ban ngày. Bùm một tiếng, trên đỉnh kim tự tháp có một đạo cường quang trùng thiên mà đi. Không chỉ đâm thủng tầng khí quyển bảo hộ địa cầu, còn bắn thẳng lên tiểu hành tinh không có tiếng tăm gì ở xung quanh địa cầu. Trên tiểu hành tinh tràn đầy loạn thạch này, loạn thạch mặt ngoài và bụi đất đều lui đi, trong chớp mắt biến thành dáng vẻ thủy tinh cầu trong suốt. Bình thường thủy tinh cầu ở trong tiểu hành tinh, bởi vì 12 đạo quang bắn ra, có vô số điểm sáng ở bên trong hợp lại, tạo thành một tinh đồ vĩ đại. Trong đó có 12 quang điểm sáng trưng, một đạo quang bắn từ trong 12 quang điểm này ra, dọc theo quang mang bắn tới bắn ngược lại. Quang mang vốn chỉ to bằng cánh tay, trong chớp mắt như thác nước trút xuống. Ánh sáng như thác nước chiếu lên trên kim tự tháp nhanh chóng nhỏ đi, một mặt trong đó, một đạo quang bắn nhanh mà ra, bắn lên trên người đám Aristos. Dưới hào quang này, trong chớp mắt cơ thể đám Aristos cao hơn rất nhiều, cao từ 2 mét thành 3 mét, hào quang trong mắt giống như thực chất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Áo giáp và pháp bảo của bọn họ nhanh chóng biến hóa, lúc trước chỉ bảo vệ toàn thân, hiện giờ không chỉ nặng hơn nhiều, bên trên còn nhiều ma văn và chạm trổ hơn, khí tức đáng sợ tỏa từ người đám Aristos ra. Không lâu sau, quang mang chút từ trên tiểu hành tinh xuống biến mất toàn bộ vào trong kim tự tháp như tiểu sơn biến thành to bằng nắm tay, theo cột sáng bên trong đám Aristos, chớp lóe rồi biến mất vào trong cơ thể bọn họ. Khí tức trên người 12 người vốn nổ mạnh bất cứ lúc nào, trong chớp mắt biến mất toàn bộ. Tuy không khiến người ta có cảm giác như kho bom sắp nổ mạnh, nhưng yên tĩnh quỷ dị càng khiến người ta tam hồn thất phách và bất an. Thật mạnh! Mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ đứng gần đám Aristos, cơ thể cô ta run rẩy, không nhịn được nghĩ thầm. Vừa rồi đám Aristos kém Mạc Phàm rất nhiều, nhưng hiện giờ bọn họ không hề yếu hơn Mạc Phàm, ngàn năm qua cô ta chưa từng thấy cường đại như vậy. Đám Aristos cảm nhận được lực lượng tràn đầy trong cơ thể mình, không nhiều lời với Mạc Phàm nữa. Bí pháp này có tên là thần nộ, bọn họ có thể lợi dụng ấn ký trời sinh của mình, thông qua tinh đồ trên kim tự tháp đạt được lực lượng của mẫu tinh. Bởi vì mẫu tinh quá xa xôi, lực lượng này chỉ có thể sử dụng một lần, tiểu hành tinh kia sẽ vỡ nát. Nếu không phải bị Mạc Phàm ép tới nước này, chắc chắn bọn họ sẽ không sử dụng. Nhưng Mạc Phàm nhục nhã bọn họ như vậy, để Mạc Phàm nếm thử khủng bố của thần nộ đi. Bọn họ không nói với Mạc Phàm chuyện gì nữa, trong mắt đám Hắc Ám Chi Thần, Thái Dương Chi Thần, Chiến Thần chớp lóe ánh sáng lạnh, cánh sau lưng chấn động, chỉ trong phút chốc đã tới bên cạnh Mạc Phàm. Pháp bảo trong tay bọn họ không chỉ mang lực lượng hoảng nhược thiên băng, còn mang theo các loại khí tức vô cùng nguy hiểm, không do dự chém về phía Mạc Phàm. Ám diệt, trọng tài. Một kiếm như cũ. Vừa rồi Hắc Ám Chi Thần chỉ chém xung quanh Mạc Phàm thành 7 vùng, nhưng một kiếm này chém xuống Mạc Phàm, trong chớp mắt sau lưng Mạc Phàm hóa thành một vùng hư vô. Đám Thái Dương Chi Thần và Chiến Thần cũng không kém Hắc Ám Chi Thần, từng tầng lĩnh vực khác biệt đè về phía Mạc Phàm. Cùng lúc đó, ngoại trừ Aristos 5 người không nhàn rỗi ra, 6 người niệm chú ngữ rườm rà, hoặc khắc họa ma pháp trận. Tử vong ai xương. Một đạo hào quang màu xám ngưng tụ thành một cốt long màu trắng vĩ đại. Bay về phía Mạc Phàm. Vô tận hoàng hôn, tử vong. Một ma pháp trận màu nhạt như lá cây khô theo Aristos chỉ, xuất hiện dưới chân Mạc Phàm. C. Thì trong phút chốc, 11 đạo võ kỹ, pháp thuật, nguyền rủa hướng về phía Mạc Phàm. Rõ ràng những võ kỹ pháp thuật có thuộc tính tương khắc, nhưng do 11 người cùng dùng, không chỉ không ảnh hưởng lẫn nhau, trái lại như lửa gặp được gió, chẳng những không thổi tắt đám lửa, bỗng nhiên thế lửa càng điên cuồng hơn. Từng tầng công kích chồng lên nhau, lực lượng đáng sợ đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Tế đàn dưới chân Mạc Phàm, không gian xung quanh nứt vụn, Mạc Phàm đứng ở trong hư không, cơ
cơ thể đơn bạc tựa như lá rụng trong tai ương thời kỳ cuối. Nhưng mà, Mạc Phàm vẫn thờ ơ như cũ, đôi mắt luôn lạnh nhạt nhìn đám Aristot, giống như không nhìn thấy những công kích này. Xung quanh ngoại trừ đám Aristot ra, tất cả đều sửng sốt. Lúc trước vẻ mặt tướng quân mặt sẹo còn âm trầm, lúc này khóe miệng hơi nhếch lên, cười mỉa xuất hiện trên mặt ông ta. Trên tế đàn mà Mạc Phàm vẫn còn thực lực mạnh như vậy đúng là nằm ngoài dự kiến của ông ta, nhưng hiện giờ rõ ràng đám Aristot mạnh hơn trước bội lần, Mạc Phàm lại ở đó mà kiêu ngạo, chẳng khác nào muốn chết. Trong trụ sở quân sự ở Hoa Hạ, Âu Dương Nhược Tuyết nắm chặt bàn tay đập lên ghế điều khiển, kêu lên. Tên khốn nạn này điên rồi à? Những người khác có thể nhìn thấy Ai Cập thông qua vệ tinh, tất nhiên bọn họ cũng có thể. Vừa rồi Mạc Phàm hoàn toàn có cơ hội cắt ngang bọn họ trước khi dùng thần nộ, nhưng Mạc Phàm không làm vậy. Chuyện này thì bỏ qua, nhưng lúc này Mạc Phàm lại không ra tay đón đỡ, chẳng khác nào muốn tự sát. Ở bên cạnh Âu Dương Nhược Tuyết, đám ngũ lão chau mày, nhưng không nói gì thêm. Mạc Phàm không ở trong Hoa Hạ, lúc này cho dù bọn họ muốn giúp cũng không giúp được. Trong mắt bọn họ lóe sáng lo lắng, nhìn về phía tế đàn. Mạc Phàm, tối nay người chết sẽ là cậu, cậu sẽ thành năng lượng thức tỉnh hoàn toàn lần tiếp theo của chúng tôi. Aristot thấy Mạc Phàm không ra tay, đắc ý nói. Mạc Phàm cường thịnh trở lại nhưng ở dưới một kích thần nộ của bọn họ, cũng nhất định phải chết. Không phải một tầng thực lực của Mạc Phàm có thể khiến bọn họ thức tỉnh hoàn toàn sao, sau khi giết chết Mạc Phàm, cơ thể Mạc Phàm sẽ không lãng phí, sẽ thành nơi phát ra lực lượng cho bọn họ. Vĩnh Dạ Táng Tống. Quyền trượng huyết sắc trong tay ông ta chỉ về phía Mạc Phàm, một hư ảnh ma vương ám dạ vĩ đại xuất hiện, cùng 11 khác tấn công Mạc Phàm. Quang mang như diệt thế sắp rơi lên người Mạc Phàm, lúc này Mạc Phàm mới thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười. Quả thật các ông mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng muốn tôi thành năng lượng của các ông còn chưa đủ tư cách này, bởi vì các ông còn không thể trở thành một phần năng lượng của tôi, cho nên người chết là các ông mới phải. Khi nói chuyện hắn vươn một ngón tay ra, khẽ điểm lên quang huy trên bầu trời. Bùm một đạo quang bắn từ ngón tay Mạc Phàm ra. Quang điểm này vừa bay đến giữa không trung, từ một hóa thành 12, như ánh huỳnh quang bay về phía đám Aristot, công kích hủy thiên diệt địa. Rõ ràng chỉ là một quang điểm rất nhỏ bé, chỉ cần thổi một cái là có thể tắt. Nhưng quang điểm này chắn trước ma kiếm của Hắc Ám Chi Thần, ma kiếm của Hắc Ám Chi Thần dừng lại, ngừng lại. Pháp bảo mà đám Thái Dương Chi Thần dùng để đâm Mạc Phàm cũng vậy, bị quang điểm nhỏ bé ngăn trở. Ngay sau pháp bảo của những người này, pháp thuật của đám Aristot cũng như vậy, xuất hiện khe hở như mạng nhện ở dưới quang điểm. Bùm, pháp bảo bị nghiền nát, pháp thuật nổ tung xung quanh Mạc Phàm, kình phong hỗn loạn cuồng liệt nhấc lên. Mắt đám Aristot mở to, cả đám đều trợn mắt há miệng. Thực lực của 12 người bọn họ đã được thêm thần nộ. Một kích toàn lực có thể hủy diệt căn cứ quân sự của một đại quốc gia, nhưng được Mạc Phàm hóa giải dễ dàng bằng một ngón tay, chỉ một ngón tay, không có động tác dư thừa. Những người ở xung quanh cũng bị dọa ngốc, một đám nhìn Mạc Phàm lững thững trong gió, lôi điện, hào quang, miệng há to mà không nói nên lời. Mạc Phàm này khủng bố biết bao nhiêu. Chỉ trong phút chốc, nhãn cầu của Aristot xoay một vòng, cánh phía sau chấn động, bay về nơi xa. Trốn. 12 bọn họ cùng ra tay, không đỡ nổi một ngón tay của Mạc Phàm, tiếp tục ở chỗ này thì sẽ phải chết. Những người khác cũng hơi do dự, sau đó lựa chọn bay về phía khác Aristot. Trốn, ông cho rằng tôi chuẩn bị ở đây lâu như vậy đều là giả sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Hắn hao phí nhiều thời gian ở trên tế đàn như thế, Aristot cho rằng hắn không làm gì à? Hắn vừa nói xong. Chất lỏng màu đỏ sậm trên mặt đất trở nên sáng lên, bỗng nhiên lực hút rất mạnh sản sinh ra. Thứ này có thể ngăn bọn họ tiến vào vô tận thâm uyên, còn có thể phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Dưới chân Mạc Phàm vừa động, hồng liên trong tay giống như nhẫn nại đã lâu không nhịn được, kiếm hoa tăng vọt, gió xoáy nhấc lên. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, liền biến mất tại chỗ. Lúc Mạc Phàm xuất hiện lần nữa, đã đến bên cạnh Hắc Ám Chi Thần. Ông chém tôi hai kiếm, cũng thử một kiếm của tôi xem. Hồng liên trong tay Mạc Phàm xẹt qua một đạo cầu vồng ở trong không trung, lập tức chém về phía Hắc Ám Chi Thần. Hắc Ám Chi Thần nheo mắt lại, trong mắt chớp lóe sắc bén, ông ta xoay người nghênh đón một kiếm của Mạc Phàm.
Ma kiếm màu đen trong tay ông ta vừa động, một vùng khu vực màu đen xuất hiện dưới chân Mạc Phàm, cơ thể ông ta cũng một huyễn hóa thành chín, chém về phía Mạc Phàm. Tốc độ rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng đen. Aristotle thấy Hắc Ám Chi Thần ra tay, sắc mặt thay đổi. Bruce dừng tay, nhanh trốn đi, tiểu tử này có thể giết người tăng cấp. Aristotle kêu lên. 12 bọn họ không phải đối thủ của Mạc Phàm, lúc này lại chống chọi với Mạc Phàm chỉ có thể trở thành công cụ giúp Mạc Phàm tăng cấp. Quả thật tôi có thể giết người tăng cấp, nhưng giết các ông không tăng cấp được. Mạc Phàm cười nhạt nói. Quả thật sát sinh đại thuật rất nghịch thiên, nhưng không phải giết ai cũng có thể tăng cấp. Nếu là như vậy, vừa rồi hắn giết trên vạn lính đánh thuê, 99 viên thần nguyên trong cơ thể hắn đã sớm ngưng tụ thành kim đan rồi. Chỉ khi hắn giết người có thực lực tương đương với hắn, hay là hơn hắn, hắn mới có thể tăng cấp. Cho dù đám Aristotle có thêm thần nộ, nhưng vẫn kém hắn rất nhiều, giết bọn họ không khác gì không giết. Hắn chẳng muốn phân biệt trong 9 người ai là Hắc Ám Chi Thần thật, thậm chí còn không để ý tới ma kiếm của Hắc Ám Chi Thần. Bỗng nhiên một kiếm trong tay hắn chém về phía Hắc Ám Chi Thần đưa ngang, 4 chữ truyền từ miệng hắn ra. Hoành quán, bát phương. Kiếm khí như hoa lập tức vọt ra, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên thổi ra 4 phương 8 hướng. Dưới một kiếm này, không gian ở 10 dặm xung quanh như trái dưa hấu bị chém từ trong ra, mở từ trong không trung. Sắc mặt những người khác thay đổi, vội vàng tránh ra, sợ bị một kiếm của Mạc Phàm đâm trúng. Vẻ mặt những người khác thay đổi, vội vàng tránh ra, sợ đụng phải kiếm khí của Mạc Phàm. Hắc Ám Chi Thần không may mắn như vậy. Ông ta cách quá gần một kiếm này của Mạc Phàm, 9 cơ thể của ông ta đều bị xuyên qua từ giữa, vẻ kỳ lạ xuất hiện trên mặt Hắc Ám Chi Đình. Cơ thể ông ta bị một kiếm này của Mạc Phàm quét trúng, giống như thủy tinh bị vật nặng đụng phải, vết rạn xuất hiện trên người ông ta. Răng rắc, dưới tiếng vang thanh thúy, 9 cơ thể của Hắc Ám Chi Thần vỡ nát dưới đất, hóa thành từng tảng đá ngũ sắc và hư ảnh bị chém làm đôi, trôi nổi trong không trung. Vẻ mặt đám Aristotle khó coi. Trong mắt lóe lên hung quang, nhưng không ai dám tiến lên trước. Mạc Phàm giết chết Hắc Ám Chi Thần nhưng không thể tăng cấp, chuyện này đã không thể rõ ràng hơn, quả thật bọn họ quá yếu không đủ cho Mạc Phàm tăng cấp. Đừng nói là xông lên tìm Mạc Phàm báo thù, bọn họ cũng không thoát được. Mạc Phàm nhìn thoáng qua tảng đá ngũ sắc, ngón tay sáng lên, thu toàn bộ tảng đá lại. Thực lực của đám Aristotle yếu một chút, nhưng tảng đá này là thứ tốt, không thể lãng phí. Tảng đá này rất bình thường ở thần tộc, không khác gì bùn ngũ sắc trong truyền thuyết nữ oa tạo người ở địa cầu, có thể dùng để trùng tố cơ thể người. Cất tảng đá đi, hắn liếc mắt nhìn đám Aristotle một vòng, cuối cùng nhìn về phía minh thần mặc khôi giáp màu xám. Ông sẽ là người kế tiếp, ông am hiểu lực tử vong đúng không, vậy tử vong táng tống. Mạc Phàm vươn một tay ra, chộp lấy minh thần ở phía xa. Chỉ nắm một cái, cơ thể minh thần Hades chấn động. Cơ thể bị hai ngón tay vô hình kéo ra. Tay Mạc Phàm muốn nắm chặt, trên mặt Hades hiện lên bối rối. Mạc Phàm, chọc giận cậu là Aristotle, chúng tôi chỉ vì tự vệ mới tỉnh lại từ giấc ngủ say, cậu muốn đối phó thì đối phó Aristotle ấy, vì sao không chịu tha cho chúng tôi? Hades vội vàng nói. Hades, cậu nói gì thế? Vẻ mặt Aristotle sửng sốt, tức giận hỏi. Vậy mà lúc này Hades ném mình ông ta ra. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trên khuôn mặt lạnh nhạt bất hỉ bất nộ. Ý của ông là tôi chỉ nên giết Aristotle, hay là nói nếu tôi không đủ mạnh, ông cũng sẽ không giết tôi. Chuyện này, sắc mặt Hades khó coi, trên mặt hiện lên vẻ khó xử. Trong cơ thể ông có lực lượng của tôi, vừa rồi ông cũng ra tay với tôi, vì sao tôi không thể giết tất cả các ông? Mạc Phàm hơi nghiêng đầu hỏi. Tôi, Hades nắm chặt tay. Vừa định mở miệng nói tiếp nữa. Nhưng Mạc Phàm đã mất đi kiên nhẫn lắng nghe, tay hắn nắm chặt lại. Cho dù không có lý do tôi cũng sẽ giết ông, bởi vì tôi muốn giết ông, như vậy là đủ rồi, còn nữa, tối nay 12 chủ thần các ông phải chết hết. Hắn vừa nói xong, linh hồn và cơ thể Hades không có khả năng chống cự lại, cùng bị nghiền nát, minh thần Hades chết. Mạc Phàm giết chết Hades, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía nguyền rủa chi thần Aristotle. Hắn không ra tay, cũng không nói gì. Chỉ trong chớp mắt xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ban đêm. Aristotle hơi nheo mắt lại, trong mắt đều là không cam lòng.
Ông ta đường đường là một trong 12 chủ thần, được thần linh truyền tống mấy ngàn năm, lại bị một tiểu tử hoa hạ chưa tới 20 tuổi ép tới nước này. Cảm giác này giống như đế vương một thế hệ, bị một tiểu tử khất cái diệt quốc, là ai đều không cam lòng. Mạc Phàm, cậu thả chúng tôi đi, tôi sẽ giải vạn xà huyết chú trên người Mạc gia cậu. Aristotle do dự một lát, vẻ mặt âm trầm nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm nhướng mày, làm như không nghe thấy lời Aristotle nói, trên mặt không có chút biểu cảm. Hắn không biết Aristotle lấy đâu ra tự tin, vậy mà dám nói chuyện với hắn như thế. Giải nguyền rủa với Mạc gia, hắn để Aristotle đi, nói nhẹ nhàng quá nhỉ. Chuyện này chẳng khác gì một thổ phỉ chém Mạc gia một đao, sau khi bị hắn bắt giữ, thổ phỉ này nói với hắn là mình có túi thuốc chữa được vết đao kia, sau đó bảo hắn thả ông ta đi. Như vậy, cho dù là đứa bé cũng không tin, hắn đường đường là y tiên bất tử thì càng không đồng ý. Nếu không thì sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Nếu không Mạc gia cậu đừng nghĩ tới chuyện giải trừ vạn xà huyết chú, tôi sẽ đốt linh hồn của tôi, nguyền rủa Mạc gia cậu và những người liên quan tới Mạc gia, cậu có thể thử một lần, rốt cuộc là cậu giết tôi nhanh hơn, hay là tôi thi triển nguyền rủa càng nhanh hơn. Sắc mặt Aristotle khó coi, nghiến răng nói. Tuy Mạc Phàm rất mạnh, nhưng không phải không có nhược điểm, người nhà Mạc Phàm là nhược điểm của hắn. Bọn họ đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, chỉ có thể liều mạng với Mạc Phàm, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Cho dù bọn họ không đánh lại được Mạc Phàm, nhưng trước khi bị Mạc Phàm giết chết ông ta vẫn có thể thi triển nguyền rủa. Ông ta muốn xem Mạc Phàm có dám lấy mạng người nhà cậu ta ra đánh cược với ông ta không. Aristotle mới nói xong, 9 người khác vây quanh Aristotle, Mạc Phàm nhíu mày, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên sắc bén. Aristotle thấy Mạc Phàm im lặng không nói, hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cậu đồng ý tha cho chúng tôi chắc chắn sẽ giải trừ nguyền rủa cho Mạc gia cậu, còn đảm bảo sẽ không tới Hoa Hạ nữa. Mạc Phàm cười sửng sốt, trong mắt lóe lên sắc bén, nhìn về phía Aristotle. Tôi vừa nói rồi, 12 chủ thần, toàn bộ đều phải chết, nguyền rủa trên người Mạc gia tôi không cần ông giải, tôi tự giải được. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Hắn ghét nhất người thương tổn tới người nhà hắn, tiếp đó là người u hiếp người nhà và người liên quan tới hắn. Aristotle đều làm hai điều này, nếu đêm nay để ông ta sống rời đi, vậy hắn không phải là y tiên bất tử. Còn nữa, tôi không chỉ muốn giết 12 chủ thần, tôi còn muốn thế nhân đều biết Hoa Hạ tôi, Mạc gia không thể trêu chọc, người nào chọc vào người đó chết. Khi nói chuyện dưới chân hắn vừa động, lập tức đi về phía đám Aristotle. Đám Aristotle nhíu mày, trong mắt đều hiện lên bối rối. Nhất là Aristotle, ông ta định uy hiếp Mạc Phàm một phen, ai biết Mạc Phàm không thèm để ý. Ông ta chỉ do dự một lát, thầm quyết tâm trong lòng, trong mắt hiện lên kiên quyết. Mạc Phàm, đây là cậu ép tôi. Nếu Mạc Phàm quyết tâm muốn giết bọn họ, ông ta không thể để Mạc Phàm dễ chịu. Quyền trượng màu đỏ trong tay ông ta cứ qua bàn tay còn lại, huyết sắc chảy từ trong tay ông ta ra. Ông ta ném quyền trượng màu đỏ về phía không trung, quyền trượng màu đỏ lập tức hóa thành tảng đá huyết sắc cao cỡ một người. Giọt máu ông ta nhỏ bay lên khắc họa trong không trung, một văn tự hình trên còn chưa xuất hiện hoàn toàn thì một văn tự khác nhanh chóng hiện lên, bay về phía tảng đá do quyền trượng tạo thành. Đồng thời chú ngữ trầm thấp truyền từ miệng Aristotle ra. Nguyền rủa chi thần Aristotle tôi, nguyện ý hiến linh hồn và cơ thể của mình, hy vọng nguyền rủa chi môn vô thượng có thể mở ra, đánh xuống thập tông nguyên chú, trừng phạt hóa thân của ác ma và tà ác, Mạc gia Hoa Hạ và Hoa Hạ. Theo những chữ này vang lên, khí tức tà dị tỏa từ tảng đá ra bốn phía, ngưng tụ thành một ký hiệu cổ xưa. Theo ký hiệu cổ xưa này dần ngưng tụ lại, cơ thể Aristotle nhanh chóng biến mất từ dưới lên trên. Trước màn hình, trước mắt không ít người sáng lên, tươi cười xuất hiện trên mặt bọn họ. Lần này thì hay rồi. Sao bọn họ có thể không biết thập tông nguyên chú, nguyền rủa này từng hàng lâm Ai Cập, tạo thành 10 tai họa. Không chỉ Ai Cập xảy ra tai nạn diện tích rộng, tử thương vô số, ngay cả thần linh Ai Cập cũng chết, vô cùng đáng sợ. 10 tai họa hàng lâm 7 ngày, đến nay vẫn còn dùng văn tự huyết sắc ghi lại trong lịch sử Ai Cập. Vậy mà Aristotle hạ nguyền rủa này với Mạc gia và Hoa Hạ, quả thực quá tuyệt vời. Không cần bọn họ đối phó Hoa Hạ, Aristotle đã làm giúp bọn họ rồi. Hoa Hạ, sắc mặt đám Ngũ Lão và Âu Dương Nhược Tuyết vô cùng âm trầm. Nếu để Aristotle thi triển nguyền rủa thành công,
không dễ dàng gì Hoa Hạ mới phát triển mấy năm, sẽ lập tức trở về điểm ban đầu. Cách đó không xa, Mạc Phàm nhìn nguyền rủa mà Aristotle ngưng tụ ra, khóe mắt khẽ nhếch lên, sắc bén lưu chuyển trong mắt. Aristotle này hạ nguyền rủa với Mạc gia còn chưa tính, vậy mà dùng nguyền rủa này đối phó với cả Hoa Hạ. Thập tông nguyên chú, đối phó cả Hoa Hạ sao? Mạc Phàm, đây đều là cậu tự chuốc lấy phiền phức, bây giờ cậu hối hận cũng muộn rồi. Aristotle lạnh lùng nói. Nếu vừa rồi Mạc Phàm gật đầu, sao ông ta có thể không tiếc hao phí cơ thể và linh hồn minh thi triển nguyền rủa này? Một khi bắt đầu nguyền rủa này, thì không có biện pháp ngừng lại. Hối hận sao? Mạc Phàm lắc đầu, trên mặt đều là khinh thường. Tất cả dừng lại cho tôi. Hắn vươn một tay ra, một pháp ấn phức tạp sáng lên trong lòng bàn tay hắn. Pháp ấn này vừa sáng lên, cho dù là Aristotle, hay những thứ ở xung quanh ông ta đều bị định trụ. Không chỉ những thứ này, ngay cả chú ấn ngưng tụ trên tảng đá cũng ngừng lại, giống như thời không dừng lại ở thời khắc này. Đi! Mạc Phàm phóng hồng liên ở giữa không trung. Hồng liên dạo quang Mạc Phàm một vòng, lấy tốc độ vượt qua âm thanh, mang theo cái đuôi thật dài tiến tới trước người đám Thái Dương chi thần. Âm thanh thình thịch, vang lên, hồng liên như xe chỉ luồn kim xuyên qua ngực đám Thái Dương chi thần, cuối cùng đứng trước người Aristotle. Lúc này Mạc Phàm mới rút tay lại, thời không khôi phục lại bình thường. Tiếng nổ mạnh vang lên, trong đám người ngoại trừ Aristotle ra, cơ thể những người khác bị nghiền nát biến thành tảng đá, linh hồn thất linh bát tán trôi nổi trong không trung. Mạc Phàm vung tay lên, thu hết những tảng đá kia. Dưới chân hắn vừa động, đã tới trước người Aristotle vẫn còn đang sửng sốt, nắm lấy ông ta nhấc ông ta lên. Tôi sẽ không hối hận, người hối hận là ông. Ông muốn cầu xin với nguyền rủa chi môn này sao? Mạc Phàm chỉ về phía bầu trời hỏi. Ngón tay Mạc Phàm chỉ về phía bầu trời, không ít người nhìn về phía ngón tay Mạc Phàm chỉ. Chỉ thấy một đại môn thanh đồng cổ xưa, không biết xuất hiện trong không trung từ lúc nào. Trên đại môn cổ xưa, mỗi một cánh có một cái đầu thú, lộ ra khí tức tang thương, xa xưa, tà dị. Cánh cửa này không phải là thứ gì khác. Đúng là nguyền rủa chi môn mà Mạc Phàm triệu hồi lúc trước. Nhìn thấy cánh cửa này, mắt Aristotle mở to, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngọn nguồn lực nguyền rủa trên người ông ta, có một phần là phát ra từ cánh cửa này. Nhưng ông ta đều nhận được lực lượng của cánh cửa này thông qua pháp bảo, chưa bao giờ có thể khiến cánh cửa này xuất hiện. Dáng vẻ cánh cửa này cũng là ông ta đạt được trong trí nhớ truyền thừa, vậy mà Mạc Phàm triệu hồi được cánh cửa này. Sao lại có chuyện này? Aristotle lắc đầu nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, tay hơi dùng lực, cơ thể của Aristotle như làm bằng thủy tinh, bị nghiền nát trong chớp mắt, chỉ để lại một linh hồn vùng vẫy trong tay hắn. 12 linh hồn thần tộc này đều là của ngươi, thập tông nguyên chú thì tôi không cần, ta muốn vạn thiên tuyệt chú hàng lâm mảnh đất này. Mạc Phàm giơ tay lên, ném linh hồn của Aristotle về phía nguyền rủa chi môn. Đồng thời linh hồn của đám hắc ám chi thần trôi nổi trong không trung cũng bay về phía nguyền rủa chi môn. Vạn thiên tuyệt chú, nguyền rủa tổng cộng 1 vạn ngày, nơi bị nguyền rủa, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt quỷ, tuyệt thần, tuyệt sinh, tuyệt vô nhân, không tới tuyệt vô sinh cơ sẽ không dừng lại. Không phải Aristotle chỉ nguyền rủa Mạc gia, còn muốn nguyền rủa cả Hoa Hạ sao, hắn không chỉ không muốn giết Aristotle, mảnh đất này cũng như vậy. Vạn thiên tuyệt chú. Aristotle trôi nổi trước nguyền rủa chi môn nghe thấy 4 chữ này thì mắt mở to, trên mặt đều là hoảng sợ. Mạc Phàm, vậy mà cậu dùng nguyền rủa ác độc như vậy? Nguyền rủa này có trong ký ức ông ta truyền thừa, nhưng chỉ có thông tin liên quan, không có chú ngữ để thi triển, cần tế phẩm gì, hiến tế với ai, ông ta chỉ biết nguyền rủa này vô cùng đáng sợ, diễn ra trong 1 vạn ngày mới kết thúc. 1 vạn ngày gần 30 năm, 30 năm cho dù là tảng đá cũng biến thành hạt cát. Càng không nói tới những thứ khác. Mạc Phàm không cần chú ngữ, vậy mà trực tiếp trao đổi với nguyền rủa chi môn, đạt được lực lượng nguyền rủa. Ác độc sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khinh thường. Tuy Aristotle hạ thập tông nguyên chú với Hoa Hạ, nhưng nếu ông ta có nguyền rủa khác, chắc chắn ông ta sẽ lựa chọn nguyền rủa đáng sợ hơn, vậy mà còn nói hắn ác độc. Ác độc thì ác độc, nhưng ai cũng không thể động vào người nhà tôi, ai dám động vào. Tôi sẽ làm chuyện càng ác độc hơn. Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Vẻ mặt Aristotle ngẩn ra, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn ác ma.
ngươi chắc chắn muốn dùng nguyền rủa vạn thiên tuyệt chú này chứ? Thanh đồng chi môn nói. Chắc chắn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Như ngươi mong muốn. Trên đại môn thanh đồng, một cái đầu thú há to miệng, một lực hút tự nhiên xuất hiện, cuốn lấy linh hồn đám Aristot vào bên trong, không, không. Aristot kêu lên vài tiếng, vẫn bị đầu thú hút vào. Đầu thú nhai vài lần, hài lòng nuốt xuống. Aristot vừa chết, Mạc Phàm vươn một tay ra. Một ấn ký hình rắn khẽ bay từ trong tay hắn ra, nhanh chóng tan rã. Đồng thời trong trang viên Mạc gia, chỗ mi tâm Mạc Phàm, cha mẹ và Tiểu Tuyết, cùng với người tưởng ra chúng nguyền rủa này, cùng có ấn ký hình rắn bay ra, biến mất trong không trung. Trên không Mạc gia, đám hắc vân không rời không tiêu tan cũng biến mất không còn. Theo nguyền rủa Mạc gia biến mất, trong miệng một đầu thú khác trên đại môn thanh đồng, một ấn ký màu đỏ như hỏa diễm phun từ trong ra. Ấn ký này bay tới không trung, càng lúc càng to, chỉ trong phút chốc đã biến thành một ấn ký vĩ đại bao trùm phương viên hơn 10 dặm xung quanh. Màu đỏ đại biểu cho tử vong, lóe sáng hồng quang như máu, trôi nổi trên bầu trời ban đêm, khiến cho không ít người không tự chủ được nhìn lại. Mau nhìn, đó là... Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện ký hiệu như vậy, có người tò mò hỏi. Một ký hiệu lớn như vậy xuất hiện vào buổi tối, muốn người ta không chú ý cũng khó. Người ngoài hành tinh đang phát tín hiệu sao? Có người tò mò nói. Không phải, đó là tai nạn, nguyền rủa, chạy mau, mau rời khỏi nơi này. Người kia kêu lên. Người này mới nói xong, chất lỏng màu đỏ như nham thạch nóng chảy xuất hiện trong ký hiệu, mỗi một giọt đều to bằng đầu người, mang theo hỏa diễm huyết sắc rơi vào đất đai xung quanh sông Nin. Nham thạch nóng chảy này chảy vào trong sông Nin giống như nước đun sôi, bọt khí cuồn cuộn mà lên rơi trên mặt đất lập tức giấy lên hỏa diễm. Chuyện này còn chưa xong, sau khi nham thạch nóng chảy ra, một đám long toàn phong tiếp thiên liệt địa, lôi điện cỡ thùng nước, thiên thạch, tai nạn truyền từ hắc phụ xuống. Mặc kệ là loại nào, phàm là lực lượng đều mang theo tử vong. Kể bên này vì bao vây Mạc Phàm, phần lớn cư dân bị đuổi đi. Nhưng chỉ trong phút chốc, tôm cá ếch trên sông, rắn trong sa mạc, bò cạp và sinh vật khác chết hơn nửa. Trong số những lính đánh thuê và sát thủ, một người không cẩn thận cũng chết dưới trừng phạt trời giáng. Khắp nơi, không lâu sau biến thành địa ngục Tu La, xung quanh đều là tử vong. Trước màn hình lớn, sắc mặt không ít người khó coi. Aristot đường đường là nguyền rủa chi thần, không giết được Mạc Phàm, nguyền rủa cũng không thành công, còn bị Mạc Phàm biến thành tế phẩm. Bị nguyền rủa. Kế hoạch của bọn họ thất bại hoàn toàn rồi. Đôi mắt cả đám không ngừng đảo, càng rét lạnh hơn. T. Trên tế đàn, Mạc Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó nhìn về phía tế đàn. Bên cạnh kim tự tháp bằng nước, mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ thấy Mạc Phàm đi tới, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ bối rối, vội vàng lùi về sau mấy bước. Cô ta không cẩn thận ngã nhào trên đất. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Bảo tôi làm gì cũng được hết. Mạc Phàm không thèm nhìn mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ, hắn vươn một tay ra, trường kiếm màu đỏ sậm bay vào trong tay hắn, một kiếm chém ra, đầu thân mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ hai nơi. Đối với người hạ chú Mạc gia, có tác dụng cũng phải chết. Ý niệm của hắn vừa động, chất lỏng màu đỏ sậm xung quanh kim tự tháp bằng nước nhanh chóng biến mất, lộ ra kim tự tháp ban đầu. Một tay Mạc Phàm ấn lên trên kim tự tháp bằng nước. Một phù văn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Kim tự tháp như đại sơn nhanh chóng thu nhỏ lại, hải dương màu vàng, bậc thang, tế đàn dưới kim tự tháp bằng nước được thu về, sông Nin khôi phục như thường. Tuy vô tận thâm uyên này không thể ngưng tụ tất cả thần nguyên giúp hắn, nhưng nơi nhiều linh khí như vậy cũng rất khó tìm. Nhất là tạo hóa chỉ ở bên trong, có thứ này, cho dù cơ thể bị hủy, hắn vẫn có thể trùng tố thông qua tinh huyết, nếu gặp được thì lấy thôi. Chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ, kim tự tháp bằng nước biến thành to cỡ lòng bàn tay, được Mạc Phàm cầm trong tay. Nhưng đúng lúc này, trong vũ trụ, bỗng nhiên một vệ tinh nhắm về phía Mạc Phàm, một đạo quang đột nhiên bắn ra. Đạo quang này tới chỗ nào, cho dù là không gian hay tầng mây đều như gợn sóng dập dờn ra xung quanh, năng lượng kinh thiên động địa bắn ra với tốc độ rất nhanh, bắn về phía Mạc Phàm. Chưa tới dưới chân Mạc Phàm đã xuất hiện một thủy động vĩ đại. Đạo quang trụ này còn chưa tới tầng khí quyển, máy móc của một số quốc gia lập tức vang lên. Tích tích, âm thanh chói tai lóe đèn đỏ không ngừng,
trong chớp mắt hấp dẫn vô số người. Ai ra tay vậy? Âu Dương Nhược Tuyết bối rối hỏi. Nếu đèn này sáng lên, đại biểu năng lượng dao động nguy hiểm cực đoan xuất hiện. Lần trước sáng lên, là lúc Mạc Phàm ở cửa địa ngục. Lúc này sáng lên, rõ ràng là có người thiếu kiên nhẫn, ra tay với Mạc Phàm rồi. Nhanh điều tra. Vẻ mặt đám hiên viên vô kỳ thay đổi, vội vàng nói. Ở chỗ hiên viên vô kỳ, không ít người vội vàng làm việc, nhanh chóng kiểm tra nơi phát ra năng lượng dao động. Chỉ trong vòng 3 giây, một nữ quân nhân tháo tai nghe ra. Báo cáo, là đạn quỹ đạo Maya của Mỹ Quốc, đã không có biện pháp ngăn chặn. Mỹ Quốc, lập tức chuẩn bị chặn công kích lần hai. Sắc mặt đám hiên viên vô kỳ khó coi, tay đặt lên trên bàn hơi dùng lực, năm dấu tay xuất hiện trên bàn bằng hợp kim siêu cấp. Mạc Phàm là tương lai của bọn họ, không lâu sau Mạc Phàm sẽ quay về, các quốc gia xung quanh không thuận theo sẽ tử vong. Nhưng có khả năng một kích này của Mỹ Quốc sẽ hủy diệt Mạc Phàm, chuyện bọn họ có thể làm duy nhất là nhỡ đâu Mạc Phàm còn sống, bọn họ có thể ngăn công kích lần hai của Mỹ Quốc. Đạn quỹ đạo Maya của Mỹ Quốc chuẩn bị để đối phó sinh vật ngoài hành tinh cường đại, một kích toàn lực đừng nói là giết Mạc Phàm, ngay cả địa cầu cũng xuyên qua được. Trong trụ sở bí mật khác, không ít người hơi nhếch miệng, tươi cười xuất hiện trên mặt bọn họ. Maya, kha kha, cuối cùng cũng có người ra tay rồi. T. Trên sông Nin, Mạc Phàm cảm nhận được lực lượng trên bầu trời thì nhíu mày, hắn nheo mắt nhìn về phía bầu trời. Một đạo quang trụ xuyên qua ấn ký huyết sắc kia, từ trên trời giáng xuống. Lúc hắn nhìn thấy cột sáng kia, cột sáng đó đã từ chân trời tới người hắn. Chỉ trong thời gian một ý niệm trong đầu, không để hắn có thời gian phản ứng kịp, cơ thể hắn bị cột sáng vĩ đại từ trên trời giáng xuống bao phủ. Rầm, một tiếng thật lớn. Cột sáng biến mất vào trong sông Nin, nước sông hình thành một khu vực hình vòng tròn, khuếch tán ra xung quanh. Khu vực hình tròn này càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đến sát rìa sông Nin. Cho dù là đất cát hay tảng đá, gặp được khu vực hình tròn đều bị đẩy sang một bên. Một hố sâu hình tròn có đường kính cây số nhanh chóng xuất hiện, càng lúc càng lớn. Đất đai bắt đầu run rẩy kịch liệt, không gian liệt phùng xuất hiện xung quanh cột sáng, dưới phong vũ lôi điện, năng lượng dao động một vòng lại một vòng lan ra xung quanh. Ở dưới năng lượng dao động này, cơ thể lính đánh thuê và sát thủ may mắn chưa chết biến thành thứ như hạt cát, biến mất trong không khí. Nếu lúc này nhìn địa cầu từ tầng khí quyển, sẽ phát hiện địa cầu như cây táo bị người ta lay động, không ngừng run rẩy, có khả năng rơi từ trong vũ trụ xuống bất cứ lúc nào. Cột sáng này rằng có khoảng 10 phút, lúc này mới biến mất, một hố to đường kính vạn mét xuất hiện, xung quanh không chỉ không có bóng dáng Mạc Phàm, một thứ cỡ ngón cái cũng không có. Chuyện này còn chưa xong, mấy âm thanh phá trời không lại vang lên, từng tên lửa phun cháy ngọn lửa mang theo tiếng xé gió xuất hiện. Những tên lửa này to hơn phi cơ trực thăng võ trang lúc trước nhiều, bên trên còn có ký hiệu vô cùng bắt mắt. Ký hiệu này do ba hình quạt tạo thành, ở giữa là một viên cầu màu đen. Nhìn thấy ký hiệu này, trước mắt không ít người sáng lên. Đó là vũ khí hạt nhân. Ký hiệu ba hình quạt cộng thêm viên cầu màu đen ý là có tính phóng xạ. Trong một số viện nghiên cứu khoa phóng xạ ở bệnh viện đều có ký hiệu này, nhưng hình quạt màu đỏ là độc trên vũ khí hạt nhân, đại biểu cho rất nguy hiểm. Hô hô, đạn quỹ đạo cộng thêm vũ khí hạt nhân, Mạc Phàm không chết được sao? Có người cười nói. Đạn quỹ đạo là cô đọng năng lượng cường đại đến tràn đầy. Sản sinh cực nóng có thể hòa tan hợp kim siêu cấp, sóng âm có thể phân giải bất luận thứ gì thành cấp bậc phân tử. Dưới đạn quỹ đạo, bất luận phòng ngự gì đều không có ý nghĩa, phòng ngự sẽ bị đạn quỹ đạo phá ra, hoặc bị đạn quỹ đạo hủy diệt hoàn toàn. Mà vũ khí hạt nhân dựa vào hạch liệt tạo ra uy lực, tạo thành lực đánh cường đại và lực hủy diệt. Hai thứ này vừa phóng ra, đạn quỹ đạo giống như trường thương xé rách tất cả phòng ngự, vũ khí hạt nhân thì như bom hủy diệt toàn bộ. Cho dù Mạc Phàm mạnh tới mấy, thân thể vô song, cho dù không chết dưới đạn quỹ đạo này, cũng sẽ chết dưới vũ khí hạt nhân. Không, không, hiên viên ra ra, nhanh cứu cậu ấy với. Âu Dương Nhược Tuyết nhìn thấy 6 vũ khí hạt nhân bay về phía Mạc Phàm, nước mắt chảy ra ào ào, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin. Sắc mặt đám hiên viên vô kỳ vô cùng âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, mãi mà không nói gì. Mới vừa rồi còn có chút hy vọng. Mạc Phàm đã thành thần thể, công kích nhiều lần cũng không sao.
Hơn nữa tu vi của Mạc Phàm vượt xa tưởng tượng của không ít người, tuy không thấy tung tích, nhưng không có nghĩa không có hy vọng thoát khỏi đạn quỹ tích. Nhưng hiện giờ đã không có bất luận hy vọng gì rồi. Long Bác và quân nhân ở xung quanh đều yên lặng cởi mũ xuống, không một ai đi cứu Mạc Phàm như lời Âu Dương Nhược Tuyết nói. Lúc này không phải bọn họ sợ những quốc gia công kích Mạc Phàm bao vây tấn công, mà là 6 vũ khí hạt nhân tự nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm, rõ ràng là đã sớm có chuẩn bị, muốn tránh thoát ánh mắt bọn họ, hiện giờ bọn họ chặn lại sẽ bị phản ngược lại. Trừ chuyện đó ra, cùng chặn 6 vũ khí hạt nhân, đã vượt qua phạm vi chịu đựng của bọn họ. Âu Dương Nhược Tuyết thấy những người khác thờ ơ thì sửng sốt, trong mắt hiện lên chút xa lạ. Mọi người không đi cứu, cháu sẽ đi cứu cậu ấy. Âu Dương Nhược Tuyết lùi 2 bước, bóng dáng nhoáng lên một cái muốn biến mất. Âu Dương Phi Long thở dài bất đắc dĩ, thân thể nhoáng lên một cái xuất hiện sau lưng Âu Dương Nhược Tuyết, khẽ điểm nhẹ lên cổ Âu Dương Nhược Tuyết một cái. Nhà đầu, ngủ một lát đi, tỉnh dậy sẽ khá hơn. Âu Dương Phi Long nói. Âu Dương Nhược Tuyết chậm rãi quay đầu nhìn Âu Dương Phi Long, hai chữ vì sao xuất hiện trong mắt cô, hai mắt như đúc bằng chỉ cố kiên trì vài lần, cuối cùng vẫn khép lại. Khởi động thiên nhãn, mở tất cả bác đấu, nếu có nguy hiểm dao động về phía Hoa Hạ, nhất là phía Giang Nam thì lập tức hủy diệt, mặc kệ đối phương là ai, ngoài ra tăng nhân thủ tới Giang Nam, nếu phát hiện ra nhân vật nguy hiểm thì lập tức bắn ngay. Hiên Viên Vô Kỳ nheo mắt, ra lệnh với những người khác. Đến lúc này rồi, chuyện duy nhất bọn họ có thể làm là bảo vệ Mạc gia, bọn họ không làm được những chuyện khác. Nói xong ánh mắt ông ta nhìn về hố sâu chỗ Mạc Phàm lúc trước, 6 vũ khí hạt nhân lần lượt tới. Âm thanh bùm bùm bùm, kinh thiên động địa vang lên liên tục, từng đóa mây hình nấm dâng từ mặt đất lên, giữa mây hình nấm, một đạo quang quyển thổi ra xung quanh. Gió to nổi lên, bụi đất tung bay, Mạc Phàm tử vong. Sau khi đạn hạt nhân nổ mạnh gió bão tiêu tan, trong một căn cứ bí mật ở Mỹ Quốc. Trên màn hình lớn, một thiết bị đang nhanh chóng quét trong hố sâu, âm thanh điện tử vang lên không ngừng. Trong phương viên 1 km không có dấu hiệu sinh mệnh, khuếch đại phạm vi lục soát. Trong phương viên 5 km không có dấu hiệu sinh mệnh, tiếp tục lục soát phạm vi rộng hơn. Trong phương viên 10 km không có dấu hiệu sinh mệnh, tìm khí tức của Mạc Phàm. Chỉ sau thời gian uống một chén trà nhỏ, lúc này âm thanh điện tử mới vang lên. Trong phương viên 100 dặm không có khí tức của Mạc Phàm, tỷ lệ Mạc Phàm sống sót là 0,0001%, đã diệt trừ mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thấy giọng nói này, trước màn hình lớn, tiếng hoan hô vang lên. Xác suất nhỏ như vậy, phạm vi tìm kiếm lại hơn 100 km, đến thần cũng phải chết, chắc chắn Mạc Phàm hữu tử vô sinh. Một mỹ nhân dáng người nóng bỏng, còn mặc đồ quân nhân hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy bọn họ dùng vũ khí tiên tiến với Mạc Phàm, chỉ là chuyện ấn một cái nút, nhưng áp lực vẫn rất lớn, nhớ đâu để Mạc Phàm chạy thoát, bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn. Nhưng vận khí của bọn họ tốt hơn, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, sau này không còn người như vậy uy hiếp bọn họ nữa. Chúng ta thành công rồi, tướng quân, buổi tối đi uống một ly nhé. Mỹ nữ quân nhân này cười quyến rũ với tướng quân ở bên cạnh, nói. Đôi mắt màu lam của tướng quân kia nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Uống rượu thì chưa phải lúc, quét khu vực này vài lần đi, không được bỏ qua một chút năng lực dao động dị thường và dấu hiệu sinh mệnh, một con kiến cũng không được, sau đó mở thiên võng ra, tiến hành sàng lọc tất cả video tin tức, đảm bảo Mạc Phàm không chạy thoát, tôi muốn tỷ lệ tử vong là 100%. 0,0001% sống sót cũng không được. Tướng quân ra lệnh. Những người khác hơi sửng sốt, nhìn về phía tướng quân với vẻ khó hiểu. Tướng quân, chuyện này cần thiết sao? Đừng coi thường Mạc Phàm, nếu các người muốn thứ kia rơi xuống đầu chúng ta, thì có thể không nghe theo lệnh của tôi. Vị tướng quân này chỉ vào ký hiệu huyết sắc vĩ đại trên không hố sâu nói. Mạc Phàm là người thoát khỏi phạm trù nhân loại. Cho nên không thể dùng tiêu chuẩn của nhân loại để so sánh. Giống như vampire sơ đại ở châu Âu, cho dù cơ thể bị hủy toàn bộ, lưu lại chút da vẫn có thể sống sót, Mạc Phàm không kém những vampire đó đâu. Một đám người nhìn ký hiệu còn chưa tiêu tán trên không trung, vội vàng tiếp tục kiểm tra. Kiểm tra thấy bộ phận cơ thể của Mạc Phàm đã tử vong. Kiểm tra thấy bộ phận cơ thể Mạc Phàm không thể tái sinh. Tính toán tỷ lệ tử vong lần nữa. Tỷ lệ tử vong 100%.
Lúc này vị tướng quân kia mới nở nụ cười. Bây giờ chúng ta có thể đi uống một ly rồi, khà khà. Đồng thời các quốc gia khác cũng chiếm được kết quả tương tự. Mục tiêu đã tử vong, hoàn thành nhiệm vụ. Không ít người lau mồ hôi trên trán, lộ ra tươi cười đắc ý. Mạc Phàm tồn tại không chỉ phá cân bằng, còn uy hiếp đến bọn họ. Mạc Phàm hiện giờ còn diệt được, nếu đợi Mạc Phàm mở phong thiên chi địa, muốn giết Mạc Phàm thì khó như lên trời. Đáng tiếc phong thiên chi địa kia, đây chính là mệnh mạch của Hoa Hạ đó. Có người tiếc nuối nói. Bọn họ đã tìm được phong thiên chi địa, Mạc Phàm vừa chết, chắc chắn chìa khóa mở phong thiên chi địa cũng tan thành mây khói theo Mạc Phàm, muốn đi vào phong thiên chi địa e là rất khó. Chúng ta không chiếm được, Hoa Hạ cũng không chiếm được, chúng ta gấp làm gì, so với phong thiên chi địa, tiểu tử này chết càng quan trọng hơn. Một lão giả ở bên cạnh nói. Hơn nữa chúng ta giết Mạc Phàm, chỉ sợ đám Hiên Viên Vô Kỳ sắp điên rồi, nếu lại đi cướp phong thiên chi địa, có khả năng Hiên Viên Vô Kỳ sẽ phát cuồng thật. Một lão giả khác cười nói. Đúng vậy, tiểu tử kia chết rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể ngủ ngon một giấc. Người trước đó cười nói. Từ lần Mạc Phàm làm ra động tĩnh lớn ở cửa địa ngục, ông ta đã mất ngủ cả đêm. Tôi thấy là ở với nhân tình mới đúng. Lão giả ở bên cạnh trêu chọc. Chẳng lẽ mấy ông không định bàn bạc nhân sinh với thư ký của mình sao? So với thư ký của tôi càng có hứng thú với mấy phụ nhân Mạc gia hơn. Hô hô, vậy thì. Tiếng cười ngầm hiểu vang lên, tin tức Mạc Phàm bị giết nhanh chóng lan truyền ra. Tia, tên thiên bảng, tên Mạc Phàm chớp lóe, từ màu đỏ biến thành màu xám, sau đó biến mất, vị trí số 1 được tên tội nhân phía dưới thay thế. Hiện tượng này nhanh chóng được người chú ý thiên bảng phát hiện. Thiên bảng cập nhật rồi, không còn tên Mạc Phàm nữa. Sao lại có chuyện này được, trên đời này còn ai có thể đánh bại Mạc tiên sinh? Không phải đánh bại, có khả năng Mạc Phàm bị giết. Nếu Mạc Phàm bị đánh bại, thứ tự sẽ giảm xuống, nhưng không biến mất. Tình huống hiện giờ là tên Mạc Phàm biến mất trên thiên bảng, vậy có nghĩa là tử vong. Tử vong, không có khả năng. Tu vi của Mạc tiên sinh cao như vậy, người nào có thể giết được Mạc tiên sinh? Có người lắc đầu, không thể tin nói, không lâu sau, tin tức Mạc Phàm tử vong truyền khắp thế giới. Có người thở dài vì Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã đứng trên đỉnh thế giới, không ít người trẻ tuổi rất sùng bái Mạc Phàm, nhất là cô gái. Mạc Phàm chết khiến bọn họ chấn động rất lớn, giống như minh tinh của bọn họ tử vong. Đương nhiên lúc có người bi thương, cũng có một đám người nghe tin này. Mừng rỡ như điên. Trên biển mây, Trúc Thiên Cực đang dùng trà, bỗng nhiên vẻ mặt anh ta sửng sốt. Cái gì? Mạc Phàm bị mấy quốc gia khác dùng vũ khí tiên tiến giết ở Ai Cập rồi. Huyết Nô lặp lại. Chắc chắn không? Trúc Thiên Cực nheo mắt, kinh ngạc vui mừng hỏi. Anh ta bảo Huyết Nô mở vực ngoại thiên ma ra để đối phó Mạc Phàm, ai biết không cần phải dùng tới, Mạc Phàm đã chết rồi. Đã xác nhận rồi. Quả thật Mạc Phàm đã chết. Huyết Nô nói tiếp. Đúng là vô dụng. Trúc Thiên Cực nói với vẻ khinh thường. Vậy chuyện chúng ta mở vực ngoại thiên ma làm sao bây giờ, có cần chắn lỗ hổng hay không? Huyết Nô lo lắng hỏi. Lỗ hổng ông ta mở không rộng, chuyện vực ngoại thiên ma mở đến bây giờ vẫn chưa có ai biết, hiện giờ chắn lại còn kịp. Cho ông thứ này, ném thứ này đến Mạc ra, ông biết nói sao rồi chứ? Trúc Thiên Cực lấy một bình ngọc ra. Đưa cho Huyết Nô. Đây là dẫn ma hương. Huyết Nô khẽ nâng mí mắt, sắc mặt khó coi nói. Thứ này có thể hấp dẫn vực ngoại thiên ma, nếu đặt ở Mạc gia, cho dù là cách xa ngàn dặm, vực ngoại thiên ma cũng bị hấp dẫn tới. Không sai, ông tới Giang Nam một chuyến đi, dùng thế nào không cần tôi phải dạy ông đấy chứ. Trúc Thiên Cực ra lệnh. Mạc Phàm đã chết, Mạc gia vẫn còn, sao có thể bỏ qua dễ dàng. Vực ngoại thiên ma này vốn mở ra vì đối phó Mạc Phàm, tất nhiên cũng phải dùng trên người người nhà Mạc Phàm. Chuyện này, Huyết Nô do dự, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nhưng vẫn cầm dẫn ma hương rời đi. Một tuần sau, lúc tin tức Mạc Phàm chết ở trong phạm vi cả thế giới biết. Ở nơi Mạc Phàm đại chiến lúc trước, dưới nền đất sâu vài trăm mét, trong một cái động tối đen, một hơi thở mỏng manh vang lên. Giải nguyên. Hai chữ này vừa vang lên. Bỗng nhiên trên một hạt cát trong suốt sáng lên. Dưới hào quang mỏng manh, hai mắt Mạc Phàm nhắm nghiền,
ngồi khoanh chân, cơ thể giống như hư ảnh lập lòe trong động. Trên gương mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, làn da lộ ra cũng không thấy vết thương, nhưng bộ quần áo trắng trên người bị nhuộm đỏ, khí tức toàn thân yếu hơn bất cứ lúc nào. Thậm chí nếu không cẩn thận xem xét, sẽ không cảm nhận được sức sống trên cơ thể hắn, 89 phần 10 sẽ cho rằng Mạc Phàm là quỷ hồn. Theo hắn vừa tỉnh lại, từng tia sáng mỏng manh sáng lên trên người hắn, lúc này bóng dáng hắn mới ổn định lại, không còn một sáng một tối nữa. Một lát sau, lúc này Mạc Phàm mới mở to mắt, lẩm bẩm. Nguy hiểm thật. Khi nói chuyện, trong đôi mắt lạnh lùng ngoại trừ bình tĩnh và lạnh lẽo ra, còn có một chút may mắn. Khi đạo bạch quang trời giáng đánh vào người hắn, hắn không do dự dùng quy nguyên thuật. Quy nguyên thuật là pháp thuật của Huyền Vũ nhất tộc, lúc gặp nguy hiểm có thể hóa cơ thể thành một hạt cát, hóa lực lượng toàn thân thành lực phòng ngự, tránh né được nguy hiểm. Một khi sử dụng quy nguyên thuật, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái chết giả, chỉ có lượng thần hồn rất ít thức tỉnh, dùng để giải trừ trạng thái quy nguyên. Huyền Vũ nhất tộc từng trải qua đại tai nạn nhiều lần, sở dĩ có thể sống sót, toàn bộ đều dựa vào quy nguyên thuật. Quy nguyên thuật không chỉ là một trong những pháp thuật phòng ngự cường đại nhất mà hắn biết, cũng là một trong những pháp thuật lúc hắn thi triển không có khả năng bị bắn trúng quá nhiều. Quả thật quy nguyên thuật này không khiến hắn thất vọng, 7 lần công kích vũ khí tiên tiến, tuy hắn bị thương rất nghiêm trọng, nhưng có thể sống sót đã là kỳ tích. Lúc trước hắn không biết uy lực của vũ khí tiên tiến trên địa cầu mạnh bao nhiêu, lần này thử qua hắn mới biết được. Uy lực của vũ khí tiên tiến tương đương với một kích toàn lực của cao thủ Nguyên Anh Kỳ, với tu vi của hắn hiện giờ, chịu một lần công kích của vũ khí tiên tiến, còn có cơ hội sống sót. Nhưng nếu là 2 lần trở lên, tỷ lệ sống sót của hắn gần như bằng không. Hắn có thể tỉnh lại từ trong 7 lần công kích bằng vũ khí tiên tiến, là nhờ quy nguyên thuật. Nhưng mà, hiện giờ hắn chỉ cách tử vong một chút, tam nguyên tinh khí thần của hắn đã tiêu hao hết khi chống lại nổ mạnh. Nếu như hắn không phải là y tiên, sau khi hắn giải nguyên, cơ thể sẽ tự động biến mất, tử vong hoàn toàn. Cho dù sống sót, cũng vô cùng phiền phức. Hiện giờ hắn muốn cử động một ngón tay cũng rất khó, hơn nữa hắn chỉ hơi cử động một chút, hay là chịu ngoại lực trùng kích, sẽ có khả năng tan vỡ, muốn khôi phục cũng rất khó. Làm sao bây giờ? Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ khó xử. Chỉ trong phút chốc lông mày hắn giãn ra. Nếu hắn còn sống, không chữa được vết thương trên người hắn, vậy hắn còn là y tiên bất tử sao? Hồng Liên. Miệng hắn khẽ nhếch lên, kêu. Tiếng xé gió vang lên, hồng quang chớp lóe, Hồng Liên phát ra âm thanh ong ong, giống như đứa bé nhìn thấy người thân yêu quý của mình, xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn thấy Hồng Liên, khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên. Trước khi bạch quang rơi xuống, hắn ra lệnh cho Hồng Liên rời đi, ẩn nấp. Hắn bị thương thành như vậy, chỉ cần Hồng Liên không sao là được, có Hồng Liên ở đây, người bình thường đừng mơ thương tổn được hắn, hắn mới có thể yên tâm dưỡng thương. Ý niệm của hắn vừa động, huyết quang trên Hồng Liên phình to, hóa thành một đóa liên hoa vĩ đại. Nhụy hoa ở giữa liên hoa chậm rãi vươn ra, đâm vào mấy huyệt vị sau lưng hắn. Hồng quang màu nhạt thông qua nhị hoa, chậm rãi nhập vào trong cơ thể hắn. Nếu là bình thường, hắn hoàn toàn có thể không cần cố kỵ hấp thu lực lượng bên trong Hồng Liên, chữa trị cơ thể. Nhưng hiện giờ chuyện này đã là cực hạn, thêm nhiều một chút cơ thể hắn sẽ nổ tung. Nhưng hắn không sốt ruột. Hiện giờ hắn nóng vội quá sẽ không thành công, thậm chí còn ngược lại, mất nhiều hơn được. Bế! Hắn khẽ quát một câu, đóa hoa Hồng Liên chậm rãi khép lại, bao hắn ở bên trong. Theo một chút hồng quang chảy vào trong cơ thể Mạc Phàm. Lúc này trên mặt hắn mới xuất hiện chút huyết sắc. Hắn vừa ngồi xuống đã là một tháng, Hồng Liên nở rộ, lúc này hắn mới mở to mắt. Hắn giơ tay lên nhìn thoáng qua cánh tay và cơ thể mình, lông mày nhíu lại. So với một tháng trước, cơ thể hắn củng cố hơn một chút, cử động đã không có gì đáng ngại, thậm chí còn có thể dùng một phần linh khí. Nhưng vết thương trên người hắn vẫn nghiêm trọng như cũ. Nếu lúc trước cơ thể hắn như một bãi bùn lầy, hiện giờ cơ thể chỉ dùng kim và chỉ khâu lại, cách khỏi hẳn kém xa. Cảnh giới thần thể này đúng là xấu hổ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười chua xót, lắc đầu nói. Thân thể càng cường đại, càng không dễ bị thương. Nhưng trái lại, càng không dễ bị thương một khi hư hao, cũng càng khó chữa trị. Đương nhiên chuyện này không phải là tuyệt đối. Càng có cơ thể cường đại, thần thông cũng càng nhiều.
Nếu có thể tu luyện cơ thể cao thêm một tầng, cho dù cơ thể nổ thành mảnh nhỏ, dựa vào mảnh nhỏ này, đều có thể tự động khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Thân thể của hắn hiện giờ cường đại thì cường đại, nhưng sức khôi phục vẫn quá yếu. Một khi tổn hại, chữa trị sẽ rất phiền phức. Hắn chỉ bĩu môi cười, nhẫn chữ vật trên tay sáng lên, vô tận thâm uyên đạt được từ tay đám Aristot xuất hiện trong tay hắn. Đi! Hắn nhìn thoáng qua Hồng Liên đã khôi phục nguyên hình, nói. Trên Hồng Liên chớp lóe hồng quang, tiếng ù ù vang lên, nham thạch dưới nền đất cứng rắn bị Hồng Liên cắt ra một cái hầm ngầm lớn hơn nữa như cắt đậu hũ. Mạc Phàm ném vô tận thâm uyên vào trong hầm ngầm, kim quang trên vô tận thâm uyên đại phóng, biến thành một kim tự tháp bằng nước rộng bằng một gian phòng. Bên trong kim tự tháp, có thể thấy mơ hồ một cái ao được xây nhờ bạch ngọc, bên trong có một vũng chất lỏng màu lam, lộ ra sinh cơ tràn đầy. Mạc Phàm nhìn cái ao, khóe miệng hơi nhếch lên. Không ngờ phải dùng thứ này nhanh như vậy. Mạc Phàm lẩm bẩm. Tạo hóa trì này đã không có khả năng tạo ra cổ thần. Từng cổ thần được tạo ra không chỉ cần tạo hóa trì, ngũ thải thạch, còn cần một thứ rất quan trọng là thần cách. Tuy không có khả năng tạo ra cổ thần, nhưng tạo hóa dịch và linh khí nồng đậm ở bên trong có thể chữa trị cơ thể hắn, là lựa chọn tốt nhất. Nhất là hắn còn thu thập ngũ thải thạch trên người đám Aristot. Trong quá trình tạo hóa hắn sẽ mất đi ý thức, nhưng nếu có thể tạo hóa thành công, không chỉ cơ thể hắn sẽ khôi phục, còn có thể càng mạnh hơn. Hắn như xuyên qua màn nước, đi vào bên trong kim tự tháp, lấy một phần ngũ thải thạch phóng vào trong tạo hóa trì, cả người nằm vào trong. Tạo hóa. Hắn nhắm chặt mắt, nói khẽ. Hai chữ vừa vang lên, ánh sáng ngũ sắc sáng lên trên người hắn, cả người hắn mất đi ý thức. Mạc Phàm mới mất ý thức không lâu trong tạo hóa trì, trên bầu trời Giang Nam Hoa Hạ. Hai ánh lửa như thiên thạch xẹt qua bầu trời. Tuy mặt trời như mặt trời ban trưa, nhưng hai đạo hỏa quang này càng chói mắt hơn mặt trời, không lâu sau đã hấp dẫn không ít ánh mắt mọi người. Mau nhìn, đó là thứ gì? Có người tò mò chỉ bầu trời hỏi. Hỏa tiễn, hay là xác vệ tinh? Giang Nam cách một căn cứ phóng hỏa tiễn ở Hoa Hạ tương đối gần, lúc trước từng có hỏa cầu hạ xuống như vậy, chẳng qua lớn hơn nhiều. Không phải, là thiên thạch. Có người kêu lên. Hỏa tiễn và xác vệ tinh đều không có quy tắc. Hai luồng lưu hỏa này là hình tròn có quy tắc, phần lớn là thiên thạch đến từ thiên ngoại. Thiên thạch, chẳng lẽ thật sự có thiên tài chết đi, thiên thạch rơi xuống. Có người thay đổi sắc mặt nói. Ở cổ đại, phàm là đế vương, thánh nhân, thiên tài, đại tướng mất đi, đều có các loại dị tượng xảy ra, không phải sao rơi, thì sơn băng địa chấn xảy ra. Tuy Mạc Phàm quật khởi trong thời gian rất ngắn, nhưng là thần thoại đương thời. Chưa chắc thiên thạch này đã không liên quan tới Mạc Phàm. Thiên thạch này xẹt qua Giang Nam, lập tức bay về phía thành phố Nam Sơn ở phía Nam Giang Nam, mãi đến trên Âm Sơn thì hạ xuống vuông góc. Thiên thạch này mới tới đỉnh núi Âm Sơn, lồng ánh sáng như một tầng thủy tinh xuất hiện. Nhưng màn hào quang này kiên trì chưa tới một giây, tính cả một vùng quần sơn ở bốn phía Âm Sơn đều bị nghiền nát. Hai viên vẫn thạch rơi vào trong tiểu hồ giữa bí cảnh Âm Sơn. Năng lượng chôn vùi toàn bộ lan ra bốn phương tám hướng. Trận pháp trong Âm Sơn sáng lên một phen thì tắt hoàn toàn, hồ nước giống như e sợ hai viên vẫn thạch này, nhao nhao rời xa, đập mạnh lên trên vách núi đá. Vách núi giống như không thể chịu được lực lượng của thiên thạch, nhao nhao lùi về sau. Một khắc trước bí cảnh Âm Sơn còn như phủ đệ tiên nhân, chỉ trong phút chốc chỉ còn lại một hố sâu hình vòng tròn, sơn mạch vây quanh bí cảnh còn bị lực lượng khủng bố đẩy thất linh bát tán. Một đám lỗ hổng vĩ đại xuất hiện, tất cả bí cảnh bị phế bỏ. Bên trong một động phủ, Chu Trường Hoàng mặc đạo bào nhíu mày, ngang trời mà ra. Người nào, vậy mà phá hủy bí cảnh của tôi? Trong giọng nói ngầm có lôi âm, mang theo lửa giận vang vọng trong sơn cốc. Tin Mạc Phàm chết đã truyền tới, ông ta phụ trách thủ hộ ở đây, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ai biết sơn cốc lại bị người ta phá hỏng. Ông ta vừa nói xong, âm phong nổi lên bốn phía. Trong chớp mắt trong bí cảnh Âm Sơn được sương mù màu xám bao trùm, âm thanh quỷ khóc sói gào vang lên. Giọng Chu Trường Hoàng vang lên rất lâu, mà không có ai trả lời. Chỉ có bùm một tiếng, giống như có vật nặng rơi xuống đất, tiếng bước chân vang lên. Quỷ thần tuyệt, chẳng lẽ truyền thừa kim gia tôi lưu lại ở đây, bị đám lão quỷ của quỷ thần Sơn diệt rồi sao? Giọng nói này vừa vang lên, không thấy có pháp lực dao động, sương mù tan đi như mây tan thấy mặt trời.
trong hai viên vẫn thạch kia lộ ra bóng hai người. Hai người này một chủ một tớ, nhìn đều chỉ 25, 26 tuổi, mày kiếm mắt sáng và trên gương mặt anh tuấn đều là kiêu ngạo, lạnh lùng. Trên người cao lớn uy vũ là bộ trường bào màu tím hoa văn màu đỏ, áo khoác dài màu trắng ngà, bên hông buộc đai lưng bạch ngọc, một khối phỉ thúy sáng trong lóe sáng ánh sáng bảy màu treo ở bên hông, trên chân là đôi giày đầy hoa văn màu vàng, toàn thân tỏa ra khí tức cao quý. Nhất là người chủ kia, chỗ mi tâm có một ấn ký mặt trời mọc ở phía đông màu đỏ, cằm hơi nâng cao, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. Quỷ thần Sơn, lá gan không nhỏ đâu, dám diệt truyền thừa của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng ta, chẳng lẽ đám lão già kia quên mất sư tổ bọn họ chết thế nào rồi à? Người đàn ông này lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh như băng, khiến cơ thể người ta không tự chủ được run rẩy. Hỏi lão già này một câu thì biết thôi, thiếu gia đợi một lát. Để tôi hỏi xem. Người thanh niên tôi tớ kia ôm quyền, ánh mắt phát lạnh nhìn về phía Chu Trường Hoàng cách đó không xa. Chu Trường Hoàng bị người thanh niên này nhìn chăm chú, sắc mặt lập tức trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Ông ta cảm nhận được khí tức cường đại, nhưng không ngờ lại là hai người trẻ tuổi. Người thanh niên này cho ông ta cảm giác áp lực, không hề kém Mạc Phàm. Người phía sau người thanh niên này còn mạnh hơn một chút. Thậm chí còn mạnh hơn Mạc Phàm nhiều. Người như vậy, vậy mà tới Âm Sơn. Hai người là... Ông ta vừa mới mở miệng, còn chưa nói xong. Một tay tôi tớ kia vươn ra, cổ ông ta bị bóp chặt, trong chớp mắt linh khí trong cơ thể bị giam cầm, cơ thể ông ta bay lên cao, bị người thanh niên kia nắm trong tay. Thiếu gia chúng tôi hỏi một câu, ông đáp một câu, thiếu gia chúng tôi không hỏi, ông không được nói, nếu không sẽ như cánh tay này của ông. Người thanh niên này hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Nói xong anh ta vươn một ngón tay ra, điểm lên tay trái Chu Trường Hoàng, ngón tay chớp lóe hào quang, tay trái của ông ta biến thành hạt cát rơi xuống đất. A, tiếng kêu thê lương truyền từ miệng Chu Trường Hoàng ra. Xuyệt, thiếu gia chúng tôi thích yên tĩnh, ông la to như vậy, thiếu gia chúng tôi không thích đâu, cho nên ông phải nhịn xuống. Người thanh niên giơ tay đặt lên môi, làm động tác im lặng. Đồng thời ngón tay anh ta cũng điểm lên tay còn lại của Chu Trường Hoàng. Tay còn lại của Chu Trường Hoàng cũng hóa thành hạt cát. Khuôn mặt Chu Trường Hoàng đỏ bừng, muốn kêu nhưng miệng bị che lại, kêu kiểu gì cũng không được, chỉ có đôi mắt lóe sáng hung ác nhìn chằm chằm hai người, mãi mới bình tĩnh lại. Ông là đệ tử truyền thừa của Quỷ Thần Sơn sao? Công tử kia nhìn bên cạnh, lạnh nhạt hỏi. Ý niệm của tôi tớ bên cạnh anh ta vừa động, lúc này Chu Trường Hoàng mới nhẹ nhàng thở ra. Lão Phu không biết hai người đang nói gì, hai người hủy động phủ của tôi, muốn giết cứ giết, muốn dóc cứ dóc, đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Chu Trường Hoàng kêu lên. Tất nhiên ông ta có biết Quỷ Thần Sơn, công pháp Mạc Phàm truyền cho ông ta trong cơ thể ông ta thuộc về Quỷ Thần Sơn. Hắn cũng biết thân phận của hai người này, nơi này vốn là động phủ của Long Gia Nam Sơn, Mạc Phàm diệt chủ nhân ở đây, mới đạt được bí cảnh này, chỉ sợ hai người này là chủ nhân trước đây. Cho dù không phải, cũng là người đứng sau Long Gia. Có một chuyện rất chắc chắn, hai người cường đại này tới đây để báo thù. Thiếu gia kia hơi nhíu mày lại, trong mắt hiện lên chút bất mãn. Không đợi anh ta mở miệng, tôi tớ kia đã ra tay, hai chân Chu Trường Hoàng biến mất. Tôi đã nói rồi, thiếu gia chúng tôi hỏi ông chuyện gì ông phải nói chuyện đó, nói không chừng còn có thể sống sót. Chu Trường Hoàng chịu đựng đau đớn xé tim, thở hổn hển. Nhìn hai người kia với vẻ hung dữ. Tôi không biết Quỷ Thần Sơn nào hết, cũng không biết Ngạo Nhật Sơn Tông nào cả, nơi này là lão phu cướp được từ tay Long Gia, rốt cuộc hai người muốn thế nào? Ông cướp được từ tay người Long Gia sao? Thiếu gia kia hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.